Nhận được thông báo hay chị? Nhiều gì má? Được rồi. Bà chọc tôi rồi, bà trên tôi phải không? Hello mọi người, ai đang coi like các chị ơi vô like nha. Hello mấy chị luôn ạ, chị nào đang xem like cho em xin 1.1 tim 1 xe để đăng tương tác nha. Thấy được live stream thì vào để lại cho em một comment để bên em biết mình đang xem live, và chị Mai sẽ lên like luôn cho mấy chị yêu luôn. Hôm nay em like đại à, hôm nay không biết là các chị có coi được like không nữa. Tại vì sao ta? Tại vì thấy cũng lễ rồi. Mai 29 không? Mai 29 là người ta nghỉ lễ chưa? Ủa chứ không phải 30 mới nghỉ lễ. Mùng 10 tháng 3 âm thì sao? Ờ ha quên. Dí rồi đầu óc lú lộn. Hello mọi người, ai đang coi like các chị ơi vô like nha mọi người nha. Tại chị ơi, nào nhận được thông báo xem like rõ thì cứ để lại cho em một comment tương tác mạnh tay đổ like giúp em luôn nha mấy chị. Mấy chị ơi, nhận được thông báo xem like rõ thì cứ để lại cho em xin 1.1 tim 1 xe để chị Mai chuẩn bị lên nhiều hàng hot cho mấy chị yêu luôn nha. Hôm nay có rất là nhiều hàng hot cho mấy chị yêu luôn ạ. À. Cực kỳ hot luôn nha. Này có ai coi like của em không ta? Này nay ai coi like là nhận quà ngày lễ nha. Nay không đi đâu chơi hả? Hello chị Thùy Châu Ngô. Ta lễ lộc gì có đi đâu chơi không? Hello em chào chị Loan Phạm nè, bé anh chào chị Trịnh Hiền. Mấy chị ơi ai nhận được thông báo có chị vô like chấm chấm cái nha. Tương tác và giúp em đổ like luôn nha mấy chị, để lại cho em xin 1.1 tim 1 xe để chị Mai thấy comment của mấy chị yêu luôn ạ. Vậy chị nào vào được like em 1.1 xe và tương tác mạnh trong like giúp em mấy chị nha. Hôm nay chị nào coi like là có quà cực kỳ hot lắm mấy chị yêu. Đợi mấy chị vô cái đi rồi like. Đợi mấy chị vô cái đi rồi like. Đợi mọi người vô một cái. Hello chị Thủy Nguyễn. Hôm nay không đi chơi hả chị? Hôm nay em lên đại chứ. Hồi nãy em tính không like chứ. Nhưng mà thôi, chán quá cũng kéo nhau lên like tí. Hôm nay ai nhận được thông báo coi like của em tặng quà nha. Dạ chị đã nhận được thông báo thì trong like thì đợi lại comment giúp em với chị nha. Hồng 1 chấm hồng chào em, hello em tương tác mạnh trong like. Nè nhận được thông báo của coi em, comment nha em tặng quà nha mọi người. Hôm nay là quà về rất là nhiều. Cao đột quỵ mọi người, em nói qua lễ mới nhận được thì hôm nay trộm ví là cũng nhận được luôn. Chị lâu rồi Facebook không có thông báo nên là chị canh bên anh like. Ủa vậy hả? Trời ơi chán ghê vậy trời. Hôm nay ai nhận được thông báo là comment hết lên đây. Hôm nay tặng quà nha, hôm nay tặng quà ăn lễ nha. Hello em chào chị Thủy Tiên nè. Hello chế Sương Lam, nay rảnh coi like ha. Chị nào nhận được thông báo chấm chấm em cái nha mọi người. Dạ chấm chấm tương tác mạnh tay giúp em mấy chị nha. Nhận được thông báo được coi like thì bây giờ hôm nay sẽ được tặng quà siêu cực kỳ hot mấy chị nha. Rất là nhiều hàng đẹp mấy chị yêu ạ. À. Nay là đưa một cái cao đột quỵ coi. Dạ chị ơi, nào là khách hàng của Kinh Ly thì cứ để lại cho em một comment tương tác mạnh tay đổ like giúp em để chị mang cho mấy chị ơi xem cực kỳ nhiều hàng hot cho mấy chị. Hôm bữa nói với mọi người là qua lễ mới nhận được cao đột quỵ. Nói chung là em nói thiệt, lúc nào em cũng mong muốn hàng hóa nhận về nhanh hết sức có thể cho mọi người. Nói chung là hàng hóa bữa giờ nhận hàng cũng xui lắm. Trời ơi, cao đột quỵ đợt trước nói chung là về cũng bị vỡ một ít. Tại vì vận chuyển hàng về bị vỡ một ít. Cao đột quỵ của mọi người về rồi nên là các chị ơi vài bữa nữa là nhận được hàng nha, rất là thơm mùi lọc nhung hu với là mùi sâm rất là thơm luôn, cực kỳ ngon. Các chị về các chị uống thử đi. Cao đột quỵ cái này mình uống hàng ngày nha, rất là khỏe cho cơ thể của mình luôn. Hôm nay đầu like vô like, hôm nay các chị thích cái gì các chị cho em xin comment. Hôm nay em tặng quà tới bến nè à. Hôm nay làm chương trình tặng quà đầu like nè, ai cũng được tặng quà nha. Dạ mấy chị hết sản phẩm nào bên đây thôi, có bình luận giúp em với chị nha. Tặng quà đầu like cực kỳ hoa. Cao đột quỵ về nè, tai phone cũng về luôn nha mọi người. Tai phone cũng về luôn. Rồi mấy chị có để lại cho em xin được, được cái màu trắng với một cái màu đen đi Duyên. Được cái màu trắng với cái màu đen tôi mượn đi. Đưa nguyên cái hộp luôn má. Đây. Cái này là về cái tai nghe nha mọi người ha. Ủa nó có cái dây cáp nữa mà. Dạ đúng rồi chị. Cái bộ này đâu không có cái dây cáp sạc kìa. Bà mới làm rớt ra nè, nhớ kiểm tra kỹ nha. Tai nghe có rồi. Hello chị Thu Hà Nguyễn, tai nghe có hàng rồi chị Thu Hà Nguyễn đẹp gái ơi. Hôm nay có tai nghe rồi. Nha mọi người ha, đây là một cái phiếu bảo hành. Các chị nhớ giùm em, giữ giùm em cái phiếu bảo hành của cái tai nghe này nè. Đây là cái phiếu bảo hành.
Với lại là nó có cái hướng dẫn sử dụng á, nó có ghi ở đây rất 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 là rõ luôn. Mọi người giữ giùm cái này nha mọi người ha. Đây rất là dễ sử dụng. Đây là cái cắm sạc, đây là cái cắm sạc, dễ thương lắm. Cái này là màu có 3 màu á, thì hôm bữa ai được tặng màu gì là bên em có nốt hết rồi, màu trắng, màu đen với lại cái bản nâng cấp thì cái bản nâng cấp được ít thôi. Rất là đẹp và rất là xinh luôn. Thì cái này là mọi người để mọi người tai nghe nha mọi người nhé. Hôm bữa ai nợ tai nghe đâu cho xin cái comment luôn. Còn hôm trước chị yêu nào được chị Vy Anh tặng tai nghe thì cứ để lại cho em xin cái comment luôn nha. Hôm bữa ai được tặng tai nghe cho xin cái comment luôn. Đây nha mọi người ha. Nó sẽ hiện lên thứ nhất là bên trái và bên phải. Và đặc biệt nữa cái này nó tiện hơn cái là nó làm được cái cục sạc dự phòng cho mọi người luôn. Ví dụ như điện thoại các chị hết pin ha mọi người ha. Các chị sẽ gắm cái này. Các chị sẽ gắm cái này nè, các chị sẽ gắm cái này nè. Đây. Các chị sẽ mở cái dây này ra, các chị gắm vào trong cái điện thoại. Nó vừa sạc pin điện thoại được cho mọi người luôn, nó rất là tiện. Vừa là sạc pin mà vừa là tai nghe và đặc biệt cái dòng này là cảm ứng nha mọi người ha. Cái này là mình kết nối Bluetooth để mình nghe. Nó giống như cái AirPods vậy đó. Cái này là cái bảng màu trắng. Cái này có gì mở ra nha Duyên. Mở ra nha, mượn bảng màu đen coi. Chị Thu Hà Nguyễn có tai nghe chưa? Sao hỏi em tai nghe đi bé nè. Bảng màu đen đâu rồi? Ai coi like, chia sẻ like. Đây là bảng màu đen nè. Một trắng màu xe một tí giúp em với chị nha. Về cực kỳ hot lắm với chị nha. Rất là đẹp với chị yêu ạ. À. Đây là bảng màu đen. Bảng nào cũng cực kỳ đẹp cho mấy chị yêu. Hơi bị đẹp luôn. Xuất sắc luôn. Như cái này là nó đang 91% nè. Cái này là nó còn cái lớp siêu bóng nha mọi người ha. Mọi người về mọi người tháo ra cho em là nó mới. Tại vì nó có cái lớp siêu để mình chống trầy á. Nó có cái lớp siêu mới để chống trầy. Thì nó đang còn 91% là full pin luôn. Nó đang còn đầy, rất là đầy pin. Thì cái này nó tiện lắm. Nó vừa là tai nghe Bluetooth cho mọi người và nó vừa là sạc dự phòng cho mọi người. Các chị nhìn nè, thấy xịn sao không? Nha hàng chuẩn các chị nhìn nè. Nhìn nó rất là đẹp và đặc biệt rất là sang luôn ha mọi người ha. Tai nghe dễ xài lắm. Xài tai nghe không dây sao thì cái này xài như vậy mà được. Đặc biệt á, nó nghe êm. Với lại các chị biết sao không, nó ôm vào cái lỗ tai của mình luôn á, kiểu giống như là nó không có bị rớt. Dạ không bị đau tay luôn nha mấy chị nha. Cực kỳ đẹp mấy chị ạ. Nó tiện lắm, nó ôm vô tai luôn. Ai mà được tặng bộ này là hơi bị sướng nha mọi người ha. Ôm dạ. Vào tai luôn á. Hôm nay là tai nghe về rồi nha mọi người nha. Hôm bữa ai được tặng thì các chị ơi chuẩn bị các chị nhận quà. Đây, nó sẽ sáng lên như thế này nè. Đây, mọi người qua like mọi người thấy rõ không? Mọi người cho em xin cái comment nha mọi người. Dạ, cho em xin cái comment đầu like luôn nha. Mấy chị tương tác mạnh tay giúp em, chị nào thấy đẹp thì cho em tương tác nha, để nhận quà nha mọi người nha. Dạ, tương tác mạnh tay giúp em với chị nha. Nhận quà đầu like với chị nha, rất là đẹp với chị yêu ạ. Cái bảng này, bảng này là bảng cao cấp nè. Bảng này là bảng đắt nữa nè. Bảng này bảng G28 nè. Bản này là full nè, bản này là đắt nữa luôn. Bản này là hôm bữa em nói em được mười mấy cái đó, hơi bị xịn luôn á mọi người. Xuất sắc, xuất sắc. Ở ngoài rất là đẹp nha mấy chị yêu nha. Đẹp lắm, mà đặc biệt nó có cái đệm mút luôn, để chống đau tai luôn. Cái bộ này thì rất rất là đẹp luôn mọi người. Nhìn xuất sắc mê luôn nha mấy chị. Em phải mở ra cho các chị coi. Cái này nó là sạc dự phòng luôn, nhưng mà nó rất là đẹp. Ai bữa có cái này chưa? Nó vừa là tai nghe vừa là sạc dự phòng cho mấy chị yêu. Em nói rồi, cái vấn đề bơm hàng á là nó đi theo em kiểu giống như là gọi là trường tồn, không bao giờ là không có bị bơm luôn á. Lúc nào cũng có bơm. Tặng quà tai nghe ship tới nhà thì bảo là chị không có đặt, bó tay luôn. Nhiều khi em nói với mấy chị, trời ơi mấy chị đặt thì nó mới lên đơn cho mấy chị mà gọi điện thoại như là gửi bill qua tin nhắn cho mấy chị, chứ ai mà tự nhiên hứng lên đơn cho mọi người làm gì. Mà ship tới nhà cũng không nhận. Mà trong khi trong đơn hàng thì cũng có hàng đặt cũng 1-2 like trước luôn, bảo chị không có đặt. Nên nhiều khi em cũng không biết nói làm sao với những chị khách như vậy luôn á mọi người. Bó tay. Đẹp chưa, đẹp chưa? Cực kỳ đẹp luôn mấy chị nha, rất là xịn sò mấy chị ạ. Ở ngoài nó rất là đẹp mấy chị nha, nghe nhạc cực kỳ hay và không bị đẹp không, đẹp không, đẹp không? Đây, cái này là mọi người kết nối Bluetooth nha. Cái này nói chung là về cái nào là sẽ trả đơn cho mọi người. Đây, các chị nhìn nè. Hàng chuẩn chính hãng của nó nè, là full nguyên một cái hộp bên ngoài và bên trong của nó luôn, là nó đen tuyền luôn. Còn hàng rẻ là hàng pha ke đó, hàng mà làm hàng phách á. Các chị nhớ hôm bữa em cho các chị coi không? Hôm bữa ai nhỏ gì nó like đó nhớ không? Dạ, nhớ cái vỏ, cái nắp của nó là cái màu đục.
chứ nó không phải là đen tuồn, đen gọi là đen tuyền và đen full như thế này nha mọi người ha. Mà đặc biệt là nghe rất là êm, cái bass của nó nghe rất 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 là hay, mà đặc biệt nó rất rất là xịn sò luôn á nha mọi người. Dạ cực kỳ xịn sò và rất là cứng tay. Đang dùng điện thoại mà nó hết pin thì các chị có thể các chị dùng cái này, các chị sạc cũng được luôn, rất là tiện ha mọi người ha. Đây hôm nay về rồi, các chị tranh thủ các chị nhận quà nha. Ai coi livestream một tim một like một share giùm em. Cả chiếu nào được tặng tai nghe của bên em thì cứ để lại cho em xin nick comment luôn nha. Mã này bà kết nối chưa? Ai coi like chia sẻ like, tôi kêu bà kết nối thử rồi có gì quay một làm một cái clip, ví dụ ai không biết thì hướng dẫn cho khách, cũng không chịu làm luôn. Dặn từ sáng tới giờ mà giờ bảo chưa làm. Khách toàn là người lớn tuổi không? Có nhiều người thì người ta biết thì người ta làm, còn mấy người lớn tuổi người ta không biết làm sao? Hả? Cứ cãi không à, kêu dặn sao làm đúng vậy đi nha. Giống như cái đồng hồ thông minh cũng vậy nữa, hôm bữa về có người biết làm, có người không biết làm. Thì em cũng phải, em nói thiệt em cũng chắc cú lắm. Em kêu làm một cái clip luôn để em quay, em quay sẵn, ví dụ như ai mà hoặc chị nào mà không biết cách sử dụng thì em hướng dẫn cho dùng. Đó, mà khi mình không có làm người ta lớn tuổi người ta không biết sao người ta mò. Cũng phải làm cho khách để nhiều khi người ta hỏi mình biết cách trả lời chứ. Tôi bó tay luôn á. Bà nhiều khi á nói bà một đằng bà làm một nẻo mà. Ai coi like chia sẻ like giùm em nha. Một chấm một xe một xe giúp em với chị yêu nha. Chuẩn bị tương tác mạnh tay nhận được quà em với chị yêu ạ. À. Hello Minh Anh, chị Gia Huy. Chị Gia Huy là ai vậy? Có sữa uống hỗ trợ sức khỏe sau Covid không em? Chị đang từ cõi Diêm Vương trở về nè. Chị Gia Huy, sữa uống hỗ trợ sức khỏe sau Covid. Em thì không có, hình như sữa non mình hết rồi không? Sữa non như em hết rồi. Sữa non là em hết rồi, bây giờ là em chỉ còn thực phẩm chức năng, mấy loại mà vitamin, năng lượng, đồ này nọ thôi. Với lại mai mốt sau này em cũng về sữa, đợt này là bên Hàn Quốc sữa cao lắm mấy chị. Đợt này là bên Hàn Quốc là sữa nó không có giảm nên giá nó rất là cao. Đợt này các chị thấy em đâu có like sữa đâu. Đợt này là sữa non, phô mai, đồ á là không có hàng luôn. Bây giờ sữa non, phô mai một hộp bên Hàn Quốc bán vẫn là 1.000.000 một hộp. Nên đa số các chị muốn mua sữa là các chị phải đợi em mua sale. Còn nếu như mà giá không có sale là giá nó rất là cao. Sữa bên Hàn Quốc, sữa non rất rất là mắc. Mọi người ơi, hôm nay mọi người team like giùm em nha. Hôm nay ai comment được trong like, thấy được comment trong like tặng quà nè. Dạ tương tác được tặng quà mấy chị nha. Tương tác mạnh tay giúp em mấy chị ạ. Hết sản phẩm là của mình. Nhận đồng hồ của em có thấy đẹp không? Cho xin cái comment luôn. Bữa giờ à mấy chị nhận được đồng hồ thông minh của em, có ai thấy đẹp không? Các chị có biết sử dụng chưa? Chào bé đẹp, xin cái comment nha mọi người. Cho em xin nick comment luôn nha, mấy chị chiếu nào đã sử dụng đồng hồ của em rồi. Này phải kiếm cái gì em tặng cho nó lên view quá, mấy chị tương tác mạnh lên, mấy chị tương tác mạnh lên em tặng quà cho mấy chị nè. Dạ tương tác mạnh tặng quà cực kỳ hot mấy chị yêu nha, chị nào đã nhận được đồng hồ bên em đã sử dụng chưa ạ? Có đẹp có xịn sò không chị nha, cho em xin chúc cảm nhận mấy chị yêu ạ. Chơi đầu like kiếm cái gì sốc sốc tặng trong like mở hàng mấy người đi. Kiếm đầu like cho mấy chị yêu mày. Đầu like tặng đồng hồ không đồng nhá, có ai thích không? Đầu like tặng đồng hồ không đồng nhá, có chị nào thích không? Cho một tim một like liền. Đầu like tặng đồng hồ không đồng, có chị ai có like chia sẻ like nhá. Chị có nào thích thì cho em xin chuyển thích nha, nhiều để em kiếm mấy mã đồng hồ. Hôm nay em về được mấy mã đồng hồ từ Hàn Quốc về rất là đẹp luôn được. Nói chung là hôm bữa là về hai đợt. Chị chưa nhận được bé đẹp ơi, chị Trần Liên chắc sắp là nhận, chắc sắp nhận được rồi. Nha, ráng đợi nha. Chào chị Sử Nguyễn nè, chào chị Sáng Nguyễn nè. Đồng hồ nam có không em? Đồng hồ nam thì tầm khoảng 4 cho tới 5 ngày nữa chắc phải qua lễ thì mới nhận được đồng hồ Casio chính hãng. Đồng hồ Casio chính hãng của Nhật rất là xịn, nhưng mà còn được có 5 cái à. Đồng hồ nam hôm qua bé anh tặng cho khách mất tiêu rồi. Hôm qua hình như tặng hết mã kia luôn rồi phải không? Hết sạch luôn. Tại vì hàng chính hãng mấy chị biết rồi, thứ nhất là nó đắt, và cái thứ hai nữa nó chỉ có mấy cái thôi. Hàng này là hàng trốn, hàng gọi là hàng mấy chị biết là hàng trốn thuế. Nên là nó không phải là hàng mình bán lúc nào cũng có số lượng. Như hôm qua, mà hôm qua đồng hồ nam em like là có được 5 cái thôi. Thì hôm qua chị nào hơn á, là hôm qua được tặng, là mã hôm qua là đứt luôn. Rồi mai mốt sẽ về thêm, là trong đó chỉ có 1-2 cái đồng hồ nam. Mà nói chung đồng hồ nam đợt này hiếm lắm. Bé đẹp không về quê à? Không, em vẫn ở trên đây. Các chị vẫn coi like em là em vẫn phục vụ mọi người. Em hôm nay em lên em dò like thử coi coi hôm nay các chị có coi like không mà không thấy comment. Mặc dù vẫn thấy 250 người coi like. Bây giờ hôm nay ai mà hôm nay ai không đi chơi mà coi livestream của bé đẹp xứng đáng được bé đẹp tặng quà nè. Dạ tương tác mạnh tay mấy chị yêu nha, coi like được tặng quà cực kỳ. Hôm nay ai đang coi cho xin chữ đang coi đi.
Hôm nay đang coi cho xin chữ đang coi đi kiếm cái gì chất lượng quà tặng thiệt là đẹp tặng cho các chị. Ok. Ai hôm nay không đi chơi ở nhà coi like cho 10 điểm tặng quà nè. Thì em cũng không biết các chị có coi like của em không nữa nên em lanh thử. Tại vì nhiều người người ta cũng đi chơi đó nên là có biết có đang coi hay không đâu. Thì mình cũng lên chạy đi. Đó, cứ comment đi kiếm quà tặng cho hứa luôn, hứa là làm. Dạ tương tác mạnh tay là có quà cực kỳ hot chị nha, rất là nhiều quà đẹp chị ạ. À. Ai coi like chia sẻ like nhá, ai coi like chia sẻ like nhá. Đang coi nè. Ai coi like chia sẻ like hôm nay bà nhớ tôi có trong túi có rất là nhiều cái bao nhẫn ở bên trong á nhớ không? Những vàng non tuổi nè, những mạ vàng nè, những bạc nè, trong cái thùng đó bông tai đồ nó phụ kiện á, bà đem ra đi để hôm nay tôi tặng quà cho khách. Wow. Đợi chút xíu, ngày nào cũng canh like của chị Sáng Nguyễn vậy hả? Chị đang coi ít vậy, có 200 mấy người coi à, mà có mấy người comment vậy trời. Thấy Minh Anh like là chưa có đi tắm nè, vậy thôi ở dơ luôn đi chị Sữa Nguyễn ơi. Hôm nay em về mấy mã đồng hồ đẹp lắm, hôm nay ai coi like em tặng quà hứa luôn. Đang xem nhưng không muốn tặng quà vì không có tiền mua. Có gì đâu, hôm nay không có tiền mua tặng quà không đồng nha. Để từ từ, để đi kiếm quà để tặng cho nè. Hôm nay thấy mặt bà Đào là tặng quà bà đó nha. Ai coi like chị sẽ like nha. Mấy chị nha, cực kỳ nhiều hàng đẹp chị ạ. Bà để xuống đi, bà để cái này qua. Cảm ơn đi nha, phải thấy chịu đang coi đó nha. Chuẩn bị tặng quà cực lớn cực sốc cho mấy chị luôn nha. Tương tác mạnh tay giúp em để chị mang chuẩn bị lên cho mấy chị luôn ạ. À. Bà lấy sẵn bà lấy cho tôi cái lon ion enzyme đi, cái lon tăng năng lượng màu xanh á của Hàn Quốc mới về đó, tôi uống cái coi. Uống cái lấy tinh thần sảng khoái tặng quà khách nè. Ai coi like chia sẻ like nè. Đang coi em. Hello chị Vân Nguyễn Ngọc. Hello chị Minh Ngọc Phạm, thôi bà mở em tôi luôn đi. Nè. Ai mà đang bị Covid nè. Ai mà đang bị bệnh nè. Ai mà mệt mỏi trong người nè, cho một cái lon ion này vô má ơi, ta nói khỏe như là Zimbo luôn. Cái này em nói mấy chị là siêu siêu đắt, một lon như thế này là mấy chục ngàn á. Em nói thiệt với mấy chị, em để dành tối em mới uống thôi, để giống như là em gọi là sao ta? Khỏe mạnh đó. Cái ly đá hồi nãy đâu rồi? Dạ, để tính lên lại uống. Không có tiền ở nhà xem Minh Anh like, trời ơi nghe ghê ghê không. Hôm nay ai coi like tương tác nha. Hôm lắm mấy chị ơi. Mùa cực kỳ thơm mấy chị nha, rất là thơm mấy chị nha, rất là. Cái này là no sugar không có đường. Lát vui vui tặng cho mấy chị uống thử. Hôm nay mới về. Cái này là nhờ người xách tay về á. Chứ bình thường là không có gửi hàng về đây. Một lon mấy chục ngàn lần, rất là ngon. Cái này là ion. Nước ion enzyme. Tăng năng lượng sức khỏe lên. Ai dạo này hay mệt hay bệnh đâu comment đi, lát vui vui tặng cho các chị uống thử. Chị yêu nào mệt thì cứ để lại comment giúp em, chị em sẽ tặng quà lớn cho mấy chị yêu luôn nha. Em nói mấy chị mệt. Siêu ngon luôn, cực kỳ ngon luôn, ngon lắm. Rất là thơm, rất là ngon, cực kỳ tốt cho sức khỏe luôn mấy chị nha. Uống vô là mình khỏe liền luôn mấy chị yêu ạ. Uống vô là rất là khỏe luôn, từ từ. Dạ, có năng lượng luôn nha mấy chị yêu nha. Thôi từ, đợi chút xíu. Hello, em chào chị Trinh. Mấy cái nhẫn của tôi đâu rồi, bà kiếm bao nhẫn đó tôi coi. Trời ơi mà cái gì vậy Duyên? Ai coi like chia sẻ like mấy cái nhẫn nè. Dạ một trắng một xe một tia giúp em chị nha, chuẩn bị tương tác mạnh tay giúp em luôn mấy chị ạ. À. Nhiều mã đẹp lắm, em cũng biết em còn mã nào nữa. Rồi ơi cái mã này mã nào vậy? Mã này được mấy cái nè, để tặng trên like nè, tặng trên like câu like mấy người đi. Tặng cho mấy chị yêu quà cực kỳ hóa nên tương tác mạnh tay giúp em chị. Mẫu nha, vàng non này là nhiêu vậy? Mẫu này chưa làm giá luôn hả? Dạ chưa chị. Mẫu này 912 ngàn nè. Hôm nay ai có chữ đang coi tặng quà. Dạ tương tác với mấy chị nha, chị nào có chữ đang coi là tặng quà lớn, tặng quà sắp luôn mấy chị yêu ạ. Mẫu này là 912 ngàn đồng một chiếc nhẫn nè, vàng non nè, dễ thương lắm, xinh cực kỳ luôn đây. Tặng nha, tặng quà nha. Tặng quà lớn, tặng quà sắp nó để lại comment giúp em mấy chị yêu. Dễ thương lắm, rất rất là dễ mang. Mẫu này lên giá này nọ luôn rồi đó. Minh Anh chuẩn bị chơi banh nóc đâu, tặng quà thôi. Ai đang coi là tặng quà mà hứa luôn nè, để cắt cái tem ra để đeo cho nó dễ lên. Dễ thương lắm. Siêu dễ thương luôn, đeo đơn giản mà rất là cưng nha mọi người. Mình đeo nhẫn mình đeo ngón giữa nha các chị, ngón giữa là ngón giữa tiền, rất là đẹp luôn. Đây. Dễ thương chưa mọi người? Đẹp chưa? Đẹp chưa? Rồi. Bây giờ ghi nha, ghi nha, chuẩn bị comment nha. Vàng non này em có được em về hàng em bán, nhưng mà em sẽ tặng cho ai đang coi like của em.
ghi giùm em mã là mã mã gì quên rồi, mã mã gì quên rồi, giờ có cái mã gì đi để đọc để tặng quà cho khách cho nó xung. Mã gì? Hai mã quà đi mấy chị. Lấy em cũng phải là quà chị. Mã quà nha, mã quà nha, mã là mã quà đi. Ai đang coi em sẽ tặng các chị một mã này, ghi là giùm em mã quà để coi coi có cái gì sắp sắp tặng các chị cho nó đang coi like nha, tặng giờ tặng đầu like nha, tương tác nhiêu tiền để lấy lọc đây. Thôi mã quà đi. Ai lấy quà comment mã quà đi, đầu like tặng trong live này 20 người may mắn nha, tặng các chị 19.000 đồng đi. Wow, quá sao mấy chị nha. Ha. Đầu like, ai coi like được tặng các chị 19.000 đồng. Nha các chị ha, lên tem lên mã hết trơn luôn, tặng 10 người đầu like đi, ai coi được like tặng mã quà 19.000 đồng. Nhớ ghi đúng chữ quà nha. Nhớ ghi đúng chữ quà mới được tặng nha. Chỉ tặng 10 người may mắn thôi, 10 cho tới 20 người thôi. Nên là ai coi được like là nhớ comment đúng mã nha, mới tặng nha. Tặng các chị 19.000 đồng. Dễ thương không? Xinh cực kỳ luôn. Để cực kỳ xinh luôn mấy chị nha, mà đeo chọn đời luôn mấy chị nha. Đó là đẹp. Đây, để quay cam sao cho mấy chị coi nè. Nói. Đây, đang đeo nè, nè bà My Ngọc Phạm. Wow. Đẹp không? Cực kỳ đẹp mấy chị nha, vàng non đeo chọn đời luôn mấy chị. Vàng non tuổi, nên là mang chọn đời, không có bay màu, không có bông chóp, không có ngúa, không có gì hết. Mang là biết đi. Mang là biết liền à, cái nhẫn này Thịnh mua bên Thái. Ok chưa, ai coi like được nghe like nha, đọc nha, tặng những người đầu like nha, tặng các chị mã quà 19.000 đồng. Tặng số đẹp nhẹ nhàng chơi chơi cho vui thôi, ai coi like tương lát mạnh mạnh lên tặng quà, ok. Dạ, lên giúp em quà nhấn một giá là 19k, giá cực kỳ hời cho mình. Xe like mạnh lên nha mấy người đẹp. Rồi bây giờ nghe, đọc nghe tên ai đọc tên người đó nghe. Rồi từ đợi chút xíu đi. Để nhớ, để cái nhẫn của chị lên trên đó đi Hương, không hay lát tao quên nữa. Rồi bắt đầu đọc tên nè. Ai coi like, chia sẻ like nè, mã gì, mã gì? Mã hoàng mấy chị nha, nhẫn là 19k mấy chị nha, tặng đầu like trung tá cho mấy chị luôn à. Nhanh tay bình luận giúp em cho chị nha, lấy 2 chiếc về đeo cặp với con và cho cực kỳ. Bé ơi, nhẫn đẹp quá, bé anh tặng chị 2 chiếc được không? Chị tặng cho chị với lại mẹ của chị. Rồi ok, một người quá lắp được 2 chiếc thôi chơi là không được nha, tại vì cái này là đắt tiền nha. Em chỉ tặng câu like thôi nha mọi người, nhớ ghi đúng mã nha, mã quà là các chị sẽ được tặng chiếc nhẫn vàng non với giá 19.000 đồng. Chưa bao giờ có giá này đâu mấy chị nha, nhanh tay bình luận giúp em mấy chị nha, tặng tương lấy tương tái thôi mấy chị. À rồi, quà tặng Thu Đoàn. Dạ có đơn ạ. Ai coi like chia sẻ like, quà tặng cho chị Lưu Tròn. Dạ có đơn ạ. Team like mạnh lên giùm em nha, team like mạnh lên nha, quà cho Huy Gia Huy gì nè. Dạ có đơn ạ. Rồi từ từ, không được ít nhẫn à, ai comment trước có trước. Quà Thương Diệp. Dạ có đơn ạ. Quà Lê Ngọc Huyền. Dạ có đơn ạ. Quà cho Sang Trung Thị. Dạ có đơn ạ. Quà hai cho Nhuận Trinh. Dạ có đơn ạ. Hết quà là chịu nha, quà cho chị Liên Tròn. Dạ. Một team, một like, một xe giùm em. Quà cho chị Cherry Lê. Dạ có đơn ạ. Quà cho chị Chay Si. Dạ có đơn ạ. Quà cho chị cô Mèo May Mắn. Dạ có đơn ạ. Quà cho chị Chay Si đọc rồi đúng không? Sữa dạ. Nguyễn đọc chưa? Dạ chưa. Sữa Nguyễn được tặng nè. Dạ có đơn ạ. Quách Thu Hương được tặng nè. Dạ có đơn ạ. Nguyễn Thị Lợi, Ri Minh Anh đang đeo đẹp quá. Ri Minh Anh đang đeo đẹp quá. Chị hỏi viên Di này của em á hả? Ai coi like chia sẻ like nha, bé anh ơi, bé anh còn mặc Phật, bé anh đang đeo không, chị nhìn chị thích quá. Không, em không gieo duyên nữa đâu, em hết rồi. Em để dành thôi, em không có tặng nữa đâu. Thương Diễm đọc chưa? Dạ rồi ạ. Thu Đoàn đọc chưa? Dạ rồi. Cherry Lê đọc chưa? Dạ rồi. Cherry Lê hồi nãy chị đọc một quà đúng không? Dạ. Hai quà cho Cherry Lê. Dạ có đơn ạ. Thủy Nguyễn hai quà. Dạ có đơn ạ. Quà hai tặng cho chị Oanh Phan. Dạ có đơn. Ai coi like chia sẻ like nha, Sữa Nguyễn vậy ghi đúng mã nha, tặng cho Sữa Nguyễn. Dạ có đơn ạ. Thôi được rồi, nhiều quá rồi mấy chị ơi, stop and here đi, nhiều quá không đủ đâu. Quà mấy chị ơi. Ngân tặng quà. Ngân tặng quà nha mọi người. Mọi người team, một like, một share giùm em được không mọi người? Dạ, tương tác mạnh tay giúp em chị nha, một chấm, một share, một team luôn mấy chị yêu ạ. Rồi giờ bây giờ bé anh quà hết chương trình tặng quà nha mọi người nha. Bé anh ơi tặng thêm một mã nữa đi, chị chưa có cờ bên được. Thôi bây giờ em cũng biết nữa, hên xui đi nha, để em suy nghĩ ra. Bây giờ mấy chị cứ tương tác mạnh lên, lát em sẽ kiếm chương trình sóc sóc em tặng cho mọi người. Rồi bây giờ lên giùm em, từ từ để em coi đi. Thôi thêm một mã nữa thôi nha, nhiều quá không có tiền đâu. Ôi mã này đắt đó má.
Khoan từ từ. Mã nào cũng cực kỳ đẹp cho mấy chị yêu luôn nha, giá trị cực kỳ cao luôn ạ. Cái mẫu này đắt tiền mà đúng không? Đúng rồi chị, nhập cao quá chị. Mẫu này giá cao mà. Mẫu này đâu tặng nổi đâu, mẫu này cao lắm. Mẫu này được có mấy chiếc à. Tặng nước đi Minh Anh. Bây giờ bà còn đòi tặng nước nữa kìa. Cái nước này nè. Mấy chị. Cái này nè. Nay mấy chị sẽ thấy mỗi lần tối là em làm một ly. Khỏe lắm. Các chị biết á, người ta mua cái bình nước kiềm để người ta uống. Nhưng nước này là nước ion kiềm. Nước ion kiềm á, mấy chị uống cái này da các chị cực kỳ đẹp luôn. Tại sao? Có nhiều người người ta thiếu nước, người ta uống cái này là người ta cấp nước cho da. Ion nó bù khoáng cho cơ thể. Mà đặc biệt trong cái nước này nó có enzyme nữa. Tăng cái năng lượng cơ thể mình lên. Và đặc biệt là chuyển hóa, enzyme nó chuyển hóa thành năng lượng. Ai mà đang mệt là uống cái này. Nhẫn nào 19k vậy Minh Anh, hết mã tặng rồi. 19k là đang đeo nè, nhẫn vàng non nè, hồi nãy mở hàng dành tặng cho ai đang coi live nha. Chết rồi. Thêm một mã nữa đi bé đẹp. Giờ ok, thêm một mã nữa nha. Rồi mấy chị nghe like nghe rõ nha. Em lên mã mới cho mấy chị yêu lên nha, chuẩn bị chốt nhanh cho lẹ giúp em ạ. Ai coi like chia sẻ like. Một cái lon mà cái này là không có đường. Hồi nãy có chị kia hỏi cái này người tiểu đường uống được không, chị nhìn nguyên chữ đi, zero sugar, nó không có đường nhưng mà nó vẫn có vị ngọt thanh nha. Em nói mấy chị uống cái này là mấy chị bỏ luôn nước ngọt Pepsi đồ này nọ luôn, ai khó tiêu uống vô là nó tiêu. Trong đây nó giống như men vi sinh vậy đó, nhưng mà nó gọi là ion enzyme, nước ion tăng năng lượng. Ai mà làm việc mệt mỏi đồ người ta sẽ uống cái này nè. Rất là khỏe, cái này của Hàn Quốc nha. Sách này, cái này là nhờ người sắp về mới có. Hôm nay cái chị bên Hàn Quốc là chỉ về đây, chỉ đi chơi lễ. Về đây là về quê. Chỉ là người Việt Nam nhưng mà chỉ sinh sống ở bên Hàn Quốc, chỉ là hay vận chuyển hàng, hôm nay chỉ về. Thì chị sách được cho em khoảng hình như là 8 thùng hả? Sách về cho em được 8 thùng. Các chị biết sao không? Người em hay mất nước lắm, nó bị nóng trong người á. Nên là em uống cái này em cảm thấy nó mát, người nó khỏe lắm. Ai mà cứ hay bị kiểu giống như là ở bên ngoài mà nó nóng mà bên trong người của mình, ý là bên ngoài nó mát mà bên trong người mình nó nóng, đó là cái chị uống cái này nè, bao khỏe luôn, rất là khỏe luôn. Bao uống được, ai uống cũng được hết. Đang bị Covid uống tăng năng lượng khỏe rất là hay, cực kỳ hay luôn. Hộp gì đó phía sau vậy bé, chị Trần Liên collagen. Hôm nay chị mới về mà nên chị xách về cho em collagen, em về được 2 thùng collagen phiên bản cao, cực kỳ cao collagen. Nồng độ cực kỳ cao mấy chị nha, cung cấp gì dầu chất cho mấy chị yêu luôn á mấy chị ạ. Cái ion này rất là ngon. Ok. Rồi bé anh ơi, tặng thêm một mã nữa đi. Rồi giờ chơi thêm mã nữa nha. Ok không? Chuẩn bị cho nhanh cho lẹ giúp em luôn nha. Mấy chị xem like chia sẻ like cho tóc mẹ đầy giúp em ạ. Ai coi like chia sẻ like, chỗ mã này hơi bị đẹp luôn á mọi người. Lên tay cực kỳ sáng đó mấy chị yêu nha. Mã này hơi bị đẹp luôn á mọi người, xuất sắc luôn á, rất là dễ thương luôn. Hơi bị cưng luôn á mọi người. Đẹp nhờ, mà nó nhiều vàng non lắm các chị. Mẫu này là nhiều vàng non luôn. Rồi ai coi like chia sẻ like giùm em nha mọi người ha. Chiếc này thì em tặng được 10 chị thôi, vì cái mẫu này nè, nó làm giống như cái mẫu Hermès. Nên là cái mẫu này em chỉ có được 20 mấy chiếc thôi để em bán nữa. Em tặng 10 chị may mắn. 10 chị em may mắn cái gì nha, này cầm rất là nặng tay. Lên giùm em, hồi nãy là mã quà rồi đúng không? Bây giờ ghi giùm em mã ghi giùm em mã gì? Không, mã gì nhanh đi. Mã hên đi mấy chị, mã hên đi. Lấy cũng phải đâu hên mấy chị. Ghi chữ hên, ai ghi chữ hên là có quà, ai ghi chữ hên là có quà. Chơi lớn luôn mã hên nè. Chị nào ai coi like chia sẻ like mã hên 19k luôn, chơi lớn mã hên. Ai coi like chia sẻ like đẹp không? Siêu xinh luôn. Nó làm mã hên nha, ai hên là được nha. Rồi ai coi like chia sẻ like giùm em. Dạ chị nào hên thì bằng lệnh hên giúp em với chị nha. 19k là có đơn với chị nha. Mua 1 chiếc 2 chiếc mà cho con. Không có bán, tặng quà đầu like thôi. Ai coi like chia sẻ like hên JC. Dạ có đơn. Hên cho Lê Ngọc Huyền. Dạ có đơn. Hên tặng Thụy Nguyễn. Dạ có đơn. Hên tặng Thu Đoàn. Dạ có đơn. Hên tặng Huy Gia. Dạ có đơn. Hên tặng cô Mèo. Dạ có đơn. Hên tặng chị Nhuận Trinh. Dạ có đơn. Hên tặng chị Oanh Phan. Dạ có đơn. Ai coi like chia sẻ like hơn tặng chị Chay Si. Dạ, hơn tặng Thương Diễm. Dạ, chó rồi nhiều quá rồi, hơn Lưu Trần. Dạ, hơn cho Vân Nguyễn Ngọc. Dạ, hơn Cherry Lê, hơn Sang Trung Thị. Dạ, hơn Trần Liên. Dạ,
xe like giùm em chết rồi nhiều quá rồi. Sửa Nguyễn đọc chưa? Dạ chưa. Bông tài với anh đeo mắt lắm. Bông tài với anh đeo mắt lắm. Hên Nhật Linh Lê tặng em 2 chiếc đi chị Minh Anh ơi. Chị Lưu Trần rồi. Lưu Trần Hên tặng cho Lưu Trần 2 chiếc luôn. Hên cho Mai Hồng. Ủa nhiều người rồi, chết rồi, nãy giờ đọc hết rồi. Nhiều rồi. Thôi chị stop. Wow. Đấy, đọc like tự nhiên cứ tặng hoài, cứ hên với ông hên hoài. Hên Thủy Tiên. Rồi tặng chị Tiên đi cho chị Tiên vui. Ai coi live stream chia sẻ like giùm em nha. Bé anh ơi like cái nước đó đi. Chị mới bị Covid, người chị đang bị mất nước, cảm thấy bị nóng trong người. Mấy hôm nay nè, bé anh like nước đó tặng cho chị đi. Hên tặng gì vậy? Hết hên rồi. Thôi hỗ trợ 2 chị cuối cùng, nhanh tay nha. Dạ, hên Thủy Tiên, hên Thái Trường, hên là chiếc bé anh đang đeo nhẫn vàng non tuổi, nó là mẫu giống như hơ mệt á của bên Thái ấy, rất là đẹp luôn. Hồi nãy em tặng nhiêu vậy? 19.000. Dạ 19k mấy chị nha. Mẹ ơi, bị lâu lâu kiểu bị ngáo nhẹ một chút, tặng 19.000 đồng hết nha, hết mã nha, không tặng nữa nha. Dạ. Hên tặng Liên Tròn. Dạ có đơn ạ. Hôm nay là lễ nên cho mấy chị chơi ba nóc nhà luôn. Ủa sao hình như chị Cherry Lê chứ khôn lắm, chị thấy em đeo cái gì là bắt đầu chị hỏi. Minh Anh la vui ghê. Ghen cái gì? Không, lâu lâu mới tặng thôi, có tiền là vui, không có tiền là không có vui đâu. Mấy chị ơi, mấy chị gán gọi là mấy chị ấy cho em đi, cho em có miếng lọc đi, rồi mai mốt em gọi là em gọi là sao duyên. Em gieo duyên, em có tiền em gieo duyên cho các chị. Rồi hên qua nha mấy người đẹp, mã hên qua nha mọi người ơi, hên không tặng ai nữa nha, qua. See top and here. Hên Lợi Phạm rồi, tặng bà Lợi Phạm. Dạ có đơn ạ. Ai coi live stream chia sẻ like. Xem like chia sẻ like cho tao. Đôi bông tai của em không phải vàng non. Đôi bông tai của em là vàng 10. Không phải vàng non tuổi, vàng 10. Vàng 10 hay vàng 14 tao quên mất tiêu rồi. Đôi bông tai của em là đôi bông tai gọi là sao ta, cỏ bốn lá. Đôi bông tai của em đắt. Ông công lai không nằm trong chương trình tặng, vào đôi bông tai này mất tiền. Chị Cherry Lê thích hả? Ai coi like chia sẻ like. Ai thích cho xin chữ thích nào. Dạ ai thích cho bông chị Minh Anh đang đây thì lên chữ thích giúp em cho mấy chị nha. Ây bà lấy cái bao trong cái tủ đựng vàng của tôi đi. Qua lễ tặng đó. Đây. Qua lễ tặng cho chị khách sĩ đó. Nhớ không? Dạ. Bà Xuyến bà đặt 20 đôi đó. Dạ. Đây ra. Ai coi like chia sẻ like giùm em. Trong cái hộp đỏ, hộp vàng đó, má kiếm đi đâu vậy? Vàng người ta có để bên ngoài đâu, vàng để trong cái hộp màu đỏ đó, nhớ chưa? Lấy hộp đỏ ra. Trong cái hộp đỏ đó mới có đôi bông tai. Bà ngồi bà mò cái gì vậy bà Duyên? Được làm bằng vàng cho mấy chị. Ai coi like chia sẻ like giùm em nè. Dạ một chấm một xe một tiêu. Đôi bông tai của em là vàng 10 hay vàng 14? Quên mất cha đó rồi, để coi lại sổ đó. Vàng 10 hay vàng 14? Vàng 10 hay vàng 14 á. Tại mấy chị biết không, lỗ tai của em á nó nhạy cảm lắm. Em đeo mà kiểu giống như đeo bạc cũng hơi ngứa nữa, kiểu không hiểu sao. Giống như mấy chị thấy em ít đeo bông tai là vậy á. Một là em không đeo, hai là em đeo vàng luôn, hoặc là vàng non, mà đúng gọi là vàng non mà đủ vàng nha. Chứ vàng non mà nó có pha hay gì em đeo cũng không được. Đôi bông tai này mắc, đôi bông tai này 2 triệu lận á, gần 2 triệu bạc lận. Giá cực kỳ cao như chị yêu nha. Kiếm được chưa? Đợi chút xíu mấy chị để nó mò đã, tại vì vàng không có để bên ngoài. Em bỏ trong nhiều cái hộp lắm. Ai coi live stream chia sẻ like giùm em. Kiếm được chưa? Vàng tặng vàng là dòng trong cái hộp. Đẹp lắm. Cái này là mua tiệm vàng ở bên Thái nè. Này, đẹp chưa? Dạ chị thấy đẹp mấy chị luôn đó. Đó, thấy chữ thái lẻn không? Cái này em mua ở bên Thái. Cái tiệm vàng bên Thái, cái tiệm màu đỏ đó, chị nào qua Thái cái chị mua. Chỗ đó làm công nó hơi cao một tí, nhưng mà mẫu mã nó đeo rất là đẹp. Tại vì em mang vàng non của Thái, em mang nó thiệt các chị nha. Cái sợi dây chuyền của em đang đeo nè, vàng non hay là như thế nào nè, em mang, mẹ em mang, ba em mang 2 năm mấy rồi các chị. Bền, không bay màu không gì luôn. Mặc dù cũng có xịt nước hoa, nhiều khi quên nó đi chơi cũng hay xịt nước hoa vô, nhưng mà nó vẫn không bay màu, rất là bền. Ai mà cứ hay sợ ngứa đồ này nọ, mấy chị cứ mang vàng non tuổi, các chị mang là ok luôn. Mở đồ này các chị coi. Dạ, đeo chậm đời mấy chị nha, rất là sáng và rất là đẹp. Ai thích cho xin chữ thích nha, phải thích nhiều mới tặng nha. Dạ, chị có nào thích thì cho em xin chữ thích nha.
thích ít là ông tặng, ai thích nhiều mới tặng, ai thích nhiều mới tặng, chết cha rồi sao mở khó quá vậy. Đúng rồi, mở ra giùm cái coi. Trời ơi mấy chị ơi, tại vì em đem về là nó nằm hết trong hộp luôn. Đây, đây, đẹp chưa, để mở ra cho các chị coi. Cực kỳ đẹp và cực kỳ xịn sò luôn, các chị nghe đây chọn. Để em gắn, để em gắn cái chui đã, đẹp lắm, dễ thương lắm, rất là xinh luôn. Khuôn mặt nào mình đeo cũng đều được luôn nha, mấy chị cực kỳ sang, đôi, cực kỳ đôi, đẹp. Đôi này mắc lắm, đôi mày mắc lắm, hôm nay là coi coi ai hơn thôi chứ còn tặng hay không là không biết nha, hên xui nha. Dạ nên tương tác mạnh tay giúp em mấy chị nha, này là giá trị cực kỳ cao, mấy chị như đây lên tay rất là đẹp, rất là xem và không kén ngặt luôn mấy chị yêu ạ. À. Đây, dễ thương lắm. Ôi trời. Đẹp quá mấy chị yêu ơi, rất là đẹp mấy chị yêu nha. Ôi trời. Rất là sáng luôn ạ. À. Em ơi em mở anh chị đi. Nhìn là mê luôn nha mấy chị, cái này cái tài có móng khó làm quá đâu mà bà đưa tôi cái đôi khác thôi. Bà đeo bà gắn vô. Tôi kêu tôi đang gắn cái đít vô cái bà tháo cái đít ra chi không biết nữa, tôi bà thiệt á. Bà đặt tên Duyên Ngáo đi. Mới hợp lý với bà. Lần nào bà nghĩ vô xong mà bà cũng vậy đó các chị. Ai coi like chia sẻ like giùm em Duyên ơi. Không phải đúng mã. Đưa đây. Đây. Đây, cho coi đẹp lắm. Xuất sắc luôn mấy chị yêu ạ. Này, quay cam sao nha, để quật bực cam thường đó. Tại vì đang không có được đẹp á mọi người. Ủa chết cha rồi. Ủa đâu rồi? Rồi từ từ nha, để bật cái cam thường cho mọi người coi nha. Rồi thôi không biết bật nữa. Rồi coi nhìn đỡ đi nha. Là chiếu nào thấy đẹp thì cho em xin chữ đẹp nha, bên ngoài cửa. Đây, nhìn đỡ đi nha. Ở trên là nó có xoàng đó, ở trên, ở đây nè nó có xoàng. Đó. Ở đây là nó có xoàng nè mọi người, đó. Đuôi từ đít tất cả đều vàng hết. Bây giờ trên 5 chữ thích mới tặng. Cho 5 chữ thích, ai thích cho xin chữ thích tặng luôn. Dạ chị yêu nào thích thì lên chữ thích giúp em chị nha. Trên 5 chữ thích là tặng lớn, tặng sâu luôn chị nha. Cái này là vô giá rất là cao mấy chị. Hãy tương tác mạnh mạnh nha. Ai coi like, chim like nha. Rồi hồi nãy mã gì rồi? Mã hơn là chị. Mã này thì xin phép maximum 10 người đổ về. Ai coi like, chia sẻ like, uống miếng nước thôi. Ủa cái nước này nó ngon. Chị yêu luôn nha. Cái nước này nó ngon, gọi là ngon, ngon tàn bạo luôn đó mọi người. Uống vô nó khỏe lắm. Mấy chị thấy bình thường em like không có sung đâu mà uống vô em thấy cái người của mình nó tỉnh táo hẳn luôn. Nó kia ông người nào mà da bị khô, người nào mà thiếu năng lượng các chị uống cái này nè. Đi ông kiềm, mà đặc biệt là nó có gọi là sao ta? Nó có enzyme á, nó làm cơ thể mình nó kiểu giống như nó khỏe mạnh lắm á, không biết nói làm sao. Rất là ngon nha mọi người nha. Chị sửa nghĩ là chị đừng có uống. Ngon lắm. Rất là ngon, uống rất là khỏe mấy chị nha, rất là năng động luôn rồi. Rồi. Lên cho em mã, hồi nãy mã hơn rồi đúng không? À, đúng rồi. Rồi mã này ghi giùm em mã lọc đi. Đây em phải là lọc à. Hồi nãy mã hơn rồi, giờ mã lọc. Ai nhận cái này mới có lọc nè, tại vì nó là gọi là cái gì quên mất tiêu rồi. Cái này là đeo trọn đời nha, vàng 10, vàng 14 á, quên mất tiêu rồi, 10 hay 14 đó, để lát coi lại phiếu. Mua tiệm vàng nhiều mã đó không nhớ. Cái đôi này không phải là vàng non, vàng 10, vàng 14 nha, đeo rất là xinh. Lên giùm em mã lộc nha. Ai lấy lộc cờ minh lộc, 10 người nhanh tay nhất các chị ơi, chơi lớn các chị luôn. 199k. Nhanh tay bình luận giúp em với chị nha, mã lộc là bông tai 199k với chị nha, vàng non đeo chọn đời lên tay rất là. Ai đúng hôm nay ai đúng gọi là nhanh tay nhất mới được nhận mã này nha, 199k chơi lớn. Chị yêu chị em với chị nha, nhanh tay bình luận giúp em với chị yêu ạ. 10 người, ai có like chia sẻ lại 10 người, đúng 10 người nha. Dạ hôm nay cho lại luôn em mã lộc nha mấy chị, 199k duy nhất một mời chị. Tên một like và một share cho em nha mọi người nha. Đâu cái bao đâu rồi? Dạ nhanh tay bình luận giúp em với chị nha. Ai coi like đâu rồi? Ủa nguyên một cái bao đâu rồi? Xem like, chia sẻ like, tương tác mạnh đây giúp em là coi chương trình là lộc nha mấy chị, 199k một đôi được làm bằng vàng mấy chị yêu luôn ạ. Ai coi like, chia sẻ like, hồi không nhớ cái gì luôn á. Dạ lộc nha mấy chị yêu nha, bông tai 199k mấy chị nha, vàng nha. Mời chị, chị nào đã được đâu? Đọc tên nha, từ từ. Để coi sổ đã, 1, 2, 4, 6, 8, 10. Được, ủa 12 chiếc, à 12 đôi hả? Ít giờ. Rồi, ai coi like, một tim một like, mã là gì? Mã là lộc cho mấy chị yêu nha, 199k, nhanh tay bình luận giúp em đúng chị nha. Rồi, lộc tặng chị Nhuận Trinh. Dạ có đơn ạ. À. Lộc tặng chị Mai Hồng. Dạ có đơn ạ. À. Lộc tặng Sửa Nguyễn. Dạ có đơn ạ. À. Cherry Lê được mã lộc. Dạ có đơn ạ. À.
nè. Lộc Gia Huy. Lộc tặng Thương Diễm. Lộc sang Trương Thị. Lộc bé anh tặng chị Bích Hằng Trần. Lộc tặng cho chị Lâm Tuyết Phương. Ai coi like một tim, một like, một xe, mã là mã gì? Mã là mấy chị nha, 199k để chọn đời mấy chị nha. Dễ thương lắm. Vậy đây cực kỳ may mắn. Siêu dễ thương luôn, dễ thương không mọi người? Một tim, một like, một xe cho em đi mọi người ơi. Cho nha, chú Lệ giúp em mã lộc bông tai. Lê Ngọc Huyền. Dạ có đơn ạ. Rồi nhận đơn hai chị nữa, hai người nữa Ngân nha. Hai người nữa nha. Thêm hai chị yêu nữa nha chị yêu nha. Cái này ở trong là full xoàng đó chị nha. Siêu chiếu mấy chị và rất là đẹp mấy chị. Mấy anh ơi còn tặng bông tai ruby không? Không, bông tai ruby đắt tiền lắm. Hôm qua ai chưa được tặng bông tai ruby cho xin comment. Hôm qua ai chưa được tặng đôi bông tai ruby đâu cho xin comment. Ai chưa được tặng cho xin comment. Ai chưa ghi chữ chưa lên đây. Tại chị nào chưa được tặng bông tai ruby thì cứ để lại cho em xin ít comment. Ruby mình coi coi kiểm tra còn không. Ruby là mua đơn hàng cao tiền nha. Nhưng hôm nay chơi lớn. Khách hỏi em ơi còn ruby không, đôi bông tai ruby. Ủa bông tai ruby không biết còn không nữa, để em kiếm mấy chị. Đôi này mấy chị phải chấp nhận chứ lẹ giúp em luôn nha. Em đang có chương trình là đôi bông tai ruby dễ thương lắm, rất là xinh. Ruby kết hợp với xoàng với chị nha, nó rất là sáng tay với chị nha. Giá trị cực kỳ cao mà chị nào chưa được tặng thì cứ bình luận cho chị. Ruby làm từ vàng non, đôi này là mang trọn đời. Bà mở em tôi đi, ai coi like chia sẻ like. Ruby là vàng non tuổi nha. Hello chị Quyền Trang, xem like chia sẻ like tương tác hiện nay giúp em. Chị kéo rồi. Ruby là vàng non tuổi nha mọi người, đẹp lắm và đặc biệt nữa rất rất là xinh luôn, xuất sắc xuất sắc, dễ thương lắm, để đây cho mọi người coi ha. Hôm nay giờ này bắt đầu hồi nãy lọc rồi đúng không? Dạ đúng ạ. Rồi kêu từ từ lát sẽ có thêm một mã nữa. Trời ơi ai coi like là xuyên tương tác nha. Đôi này là ruby, nó sẽ có một bên tai là sẽ có hai viên ruby. Các chị nhìn thấy không? Một bên tai là nó sẽ có hai viên ruby, các chị nhìn ha. Và ở giữa của nó là sẽ có xoàng và đôi này là vàng non tuổi. Em còn được khoảng 6 đôi, 7 đôi ruby. Em kiếm người đẹp nào may mắn nè. Chuẩn bị nha. Chuẩn bị tương tác mạnh tay giúp em với chị nha. Cái này là chuẩn bị nha. Bé anh ơi tặng cho chị cái lon ion được không? Chị nhìn mà chị thích quá. Không, một lon là một lon mấy chục ngàn rồi. Một lon là gần 50 ngàn rồi. Giá trị cực kỳ cao luôn ạ. Ngon lắm, một lon là 50 rồi. Chị mua đi. Mà tốt lắm, siêu ngon luôn. Chị uống nó khỏe người, tăng năng lượng. Thì bên Hàn Quốc cái gì nó cũng mắc chứ nó đâu có rẻ đâu. Không, tự nhiên uống xong cái này bị ghiền, ngon nha. Em đang bị nóng trong người nên là em uống cái này em thấy nó khỏe. Chị Sư Nguyễn bữa nào qua mua thử uống ngon, cực kỳ ngon luôn. Mà không có đường, mà nó vẫn có độ ngọt và nó có. Uống vô là nó khỏe, ngon, khỏe, mạnh hơn cả nước ngọt luôn. Mà nó tăng năng lượng luôn, mà nó không có mập, no calo luôn. Rất là hay. Hàn Quốc nó hay ha. Rồi lên giùm em mã gì? Hai mã lọc phải không? Mã ruby đi. Mã ruby đi. Còn được 6-7 đôi, ai hơn được nha, khoảng 6-7 đôi. Ai tặng đi bé anh. Chị muốn uống thử rồi. Ai chốt mã ruby comment mã ruby cho lớn nè. 199k. Đấy em có là ruby với chị nha. 199k với chị nha. Giá siêu hời cho với chị luôn ạ. À. 5 chị comment đầu tiên. Em tặng cho 5 lon nước ion cho các chị uống trải nghiệm thử. Ok. 5 người đầu tiên ghi đúng mã. Mã gì? Ruby với chị nha. 199k. 5 tặng. Chơi lớn luôn, 5 người nha, hôm nay ai nhanh tay được nha, ghi đúng mã mới được tặng nha mọi người. Tặng lên cho em ruby nha, mới chỉ 199k mới được. Đẹp lắm. 5 lon nước. Dễ thương mà đặc biệt rất là xinh, ruby là còn được khoảng 7 đôi nha. Ai nhanh tay là được nha mọi người ha. À em tặng 5 lon. Ta tính tặng lon thôi mà mắc công ta nói mình tặng gì tặng có 1 lon thôi, chơi số 5 đi cho đẹp. Ai hơn thì comment trước nha. Ai hơn thì được tặng nha. Ok. Nhanh tay ngon chị nha. Rất là ngon đẹp, rất là tốt chị. Ok chưa, ai coi like chia sẻ like nha. Ruby để coi tặng ai. Ruby chị Sử Nguyễn. Dạ có đơn ạ. Ruby tặng chị Thụy Nguyễn. Dạ có đơn ạ. Xe like Ruby Thụy Nguyễn cho. Dạ rồi ạ. Ruby tặng chị Thương Diễm. Dạ có đơn ạ. Ruby tặng chị Mai Hồng. Dạ có đơn ạ. Ruby tặng chị Phượng Lê. Dạ có đơn ạ. Ruby tặng chị cô Mèo May Mắn. Dạ có đơn ạ. Ruby tặng Gia Huy. Dạ có đơn ạ. Ruby tặng Lâm Tuyết Phương. Dạ có đơn. Lon gì vậy Minh Anh? Cái lon này uống tốt lắm. Cái này của Hàn Quốc. Nó là nước ion. Đây là ion kiềm mà đặc biệt bên trong nó là enzyme.
mà đặc biệt nữa nó có vị chanh ngon lắm chị Thúy Hằng. Ai á mà gọi là sức khỏe yếu á, các chị uống cái này nè, thay thế được cái bột uống tăng năng lượng của Hàn Quốc. Là uống cái này là giống như là cơ thể các chị là nó có cái điện á, gọi là nó giải điện á, giải nhiệt á. Nó tăng cái điện trong người các chị, nó sẽ làm các chị khỏe. Giống như các chị đi làm mệt về đi, các chị uống một cái lon này là người các chị sẽ tăng năng lượng, nó khỏe. Mà đặc biệt cái dòng này là dành được cho người tiểu đường. Cái này người tiểu đường sử dụng được, tại vì nó không có đường, nó là no zero nhưng nó vẫn có vị ngọt. Và các chị biết nước ion kiềm là cân bằng được độ pH cho người mà. Nên là chị nào mà đang bị mất nước, cần được bổ sung và cấp nước, là các chị uống cái này nè, là nó sẽ cấp nước, nó làm cho, nó giúp cho mấy chị đẹp da, khỏe cơ thể. Cái này rất là hay, siêu hay luôn á. Các chị uống, em nói thiệt, các chị về các chị uống không kiền em trả lại tiền. Các chị cứ coi đi, một lon là nói chung là 40 mấy, gần 50 ngàn một lon đó mọi người. 40 mấy, gần 50 ngàn. Giá cực kỳ cao, chịu nha. Ủa tôi tặng 5 lon là nhiêu? Cũng về vốn cha nó rồi. Ủa phải không? Lâu lâu em hơi ngáo một chút xíu rồi. Qua đi các chị ơi, qua các chị ơi. Minh Anh dễ thương nè, tặng 3 lượt chia sẻ. Bởi vậy mấy chị ơi, ai coi like thương em, chia sẻ like cho em cái đi. Dạ, cho em một nút chia sẻ mấy chị yêu nha. Bé Anh ơi, làm thêm chương trình tặng cái lon ion đi, chị thích quá. Ai coi live stream chia sẻ like giùm em nào, rớt rớt một đôi nè. Bây giờ làm sao? Bây giờ cho em xin 10 cái, cho em xin 10 cái quả tim trên live stream ngày hôm nay đi. Để lại cho em nhiều quả tim giúp em. Cho em xin 10 cái quả tim trong live stream ngày hôm nay. Thề ứa không ghiền trả lại tiền. Mà người tiểu đường uống được, người đang mang thai uống được, trẻ con, người lớn ai cũng uống được. Em nói các chị nha, cái này nó thay thế được men vi sinh luôn. Nó hay ở chỗ gì nè, mấy chị mà khó tiêu các chị uống là các chị ọ cực kỳ ọ khỏe luôn á. Mà đặc biệt nó dễ đi vệ sinh, mà đặc biệt nữa là nó bù khoáng, tăng năng lượng. Thay vì các chị mua ở siêu thị là một cái chai nước ion thông thường, nhưng trong ion này nó có thêm enzyme nữa, nó làm tăng năng lượng và tăng đề kháng. Bởi vậy em mới nói ai mà đang bị covid nè, uống cái này là nó khỏe cơ thể mình, nó không có bị mệt. Mà đặc biệt là nó ngon, nó dễ uống, nó lấy được cái hậu vị, nó lấy lại được cái hậu vị mà mình dễ ăn uống lắm, rất rất là ok. Mấy chị tim like giùm em nha. Chị ơi, bạn nào còn muốn được tặng đọc thì mãn đây. Giúp em luôn nha chị. Trời ơi, đang dạ, like rồi, cứ đọc. Tặng giúp em với chị yêu nha. Bà đừng có làm việc riêng nữa được không? Bà đọc đi, cái chuyện nào cần làm thì làm. Gọi với chị xe like em nè. Chuẩn bị xe like giúp em với chị nha, tương tác mạnh tay tặng lớn với chị yêu luôn à. Đang like, đang đọc mà thấy im lặng, thấy chất quớt à. Có collagen nước không? Chị Minh Anh, chị Ly Lê có. Có collagen nước. Collagen nước, nhưng mà collagen nước này rất là đắt. Giá chồng kỳ cao với chị nha, nồng độ nó rất là cao. Lát coi like, xe tim, xe like đi lát làm like, like tặng vài người uống thử collagen nước. Collagen nước này cam kết uống một hộp thôi, thấy da nó cải thiện rõ rệt luôn. Và đặc biệt nữa siêu ok luôn. Rồi đợi em chút xíu nha, để em coi coi em có chương trình gì, em làm chương trình em tặng quà cho mọi người. Mọi người một tim, một like, một xe cho em đi. Dạ, tương tác mạnh tay trong đây với chị nha, quà nhiều cực kỳ nhiều luôn. Ủa? Mấy chị nha, rất là hot và rất là đẹp với chị ạ. Có một cái dây chuyền và dây chuyền đâu rồi nha. Từ cái mã dây chuyền mà đắt tiền của tôi đâu rồi nha. Không, cái dây này thì đắt lắm. Cái dây này là cái dây khúc đâu rồi. Dây là dây xoắn đắt tiền nè, đúng không? Ôi đẹp quá vậy trời. Đẹp xuất sắc quá chị nha, mà siêu sáng quá chị yêu ạ. Các chị ơi, các chị ơi, các chị một tim một like nha. Dạ, một tim một like một xe giúp em tương tác mạnh trăm like với chị nha. Hôm nay cực kỳ nhiều quà hết với chị nha. Em tặng mã này cho các chị, bao đẹp luôn. Dây chuyền bằng bạc nhưng mà đặc biệt làm từ vàng non ý, đẹp lắm, rất là xinh luôn. Rất rất là cưng và ai mang cũng được hết, đẹp lắm và đặc biệt rất rất là xinh. Mấy chị một tim, một like và một share cho bé đẹp nha mọi người nha. Dạ, ở ngoài là siêu sáng chị nha, lên cổ rất là xinh luôn mấy chị yêu ạ. Cái dây này là mọi người mang là không xịn, không đẹp, bé anh trả lại tiền. Like này chị nào coi like, chia sẻ like cho em. Ok chưa, hôm nay em câu like tương tác nha, các chị nghe rõ nha. Lên giùm bé anh cú pháp. Để em coi cú pháp gì cho nó hot.
chuẩn bị nhận quà em chị nha, tương tác mạnh tay giúp em để không bị ẩn comment với chị yêu. Giờ mà tôi tặng mạnh là view nó lên à. Để em suy nghĩ không. Lên cho em cú pháp. Mã cho em là mã A1 đi các chị. Là không phải là A1 giúp em với chị nha. Dây này là phải lấy với chị yêu nha. Rất là đẹp luôn mấy chị yêu ạ. Siêu đẹp luôn. Ai lấy mã A1, các chị ghi giùm em mã A1. Dây chuyền bạc Ý nha các chị nha. Dây này bình thường sale rẻ cũng phải 350, 450 là đã từng sale rồi. Rẻ nhất rồi. Hôm nay chơi lớn luôn. Chị nào lấy các chị cờ mình ghi giùm em mã là A1. Em tặng các chị dây chuyền bạc Ý. Có phủ vàng non. Rất là đẹp luôn. 199k. Lấy dây không phải là A1 các chị nha. 199k giá chưa bao giờ có mấy chị yêu nha. Không. Em làm gì có những ruby, những ruby em hết rồi, những ruby với anh hết rồi. A mấy? A1 với chị nha. Ba chị comment nhanh tay nhất. Ai lấy A1, em chơi lớn luôn, em tặng 10 lon enzyme. Ok. Em tặng 10 lon ion enzyme, ok. Chơi sắp chơi lớn với chị nha. A1 dây chuyền bạc Ý 100. Chơi lớn nha. Ai comment nhanh tay nhất em chơi lớn mã này luôn hôm nay các chị ơi, thả tim mạnh lên cho em. Dạ vâng. Ai coi like chia sẻ like. Còn không vậy? Dạ còn chị. Ai coi like chia sẻ like mạnh lên giùm em. Chia sẻ like với chị nha. A1 với chị nha, 199k tặng. Chơi lớn mã này tặng luôn 10 lon enzyme. Hôm nay chị nào coi like thả tim mạnh lên trong livestream của Kinh Ly nha. Số lượng có hạn nha mấy chị nha, nhanh tay bình luận A1 là có. Chết mẹ rồi. Nha, dây chuyền Ý 1. Chuyến này là tặng là tiền ship là vỡ nợ cha nó rồi. 10 lon nặng mấy chị. Má ơi, 500.000 tiền nước ion enzyme nha. Các chị ơi, chiến này hôm nay lễ em chơi có máu không? Ai thấy máu cho em một tim một like em chơi máu nữa. Dạ chị nào thấy em đang chơi máu thì cho em xin một tim và nhiều lượt chia sẻ với chị em nha. Cái này bé anh tặng, cái mã này bé anh tặng là 10 lon. Chị phải tranh thủ hốt mấy sợi để chị lấy luôn mấy chục lon để nhà chị uống. Ai nhà chị cũng khoái cái nước này. Ôi trời ơi, cái nước này rất là khỏe. Các chị đi qua bên Hàn Quốc nha, là bên đó nhiều khi mình đi bộ nhiều, hay là các chị đi qua nước ngoài đi bộ nhiều nha, nhiều khi người mình mệt á, các chị uống cái này. Nó, ví dụ như người ta mệt, Việt Nam mình là người ta hay uống bò cụm, bò hút. Nhưng bò hút nó là nước ngọt. Và đặc biệt là nó có cái chất làm cho uống nhiều quá nó hại tim. Nhưng bò hút nó có đường. Nhưng cái này nó không phải bò hút. Nó là nước ion kiềm. Mà đặc biệt là nó khoáng, nó có khoáng bên trong. Nó có thêm enzyme nữa. Các chị uống cái enzyme như thế nào? Cái này uống y chang như thế này mà nó có ion. Nó làm người mấy chị nhẹ, nó khỏe. Và đặc biệt nữa, nó làm các chị cấp nước. Ai mà da khô uống cái này, ai mà bị mệt uống cái này, đang bị covid uống cái này, khỏe lắm mà ăn ngon lắm, không có kiểu bị mất hậu vị luôn. Khách nhà em nói thiệt các chị luôn, nói thiệt tặng cái này uống mình thiệt là bao ghiền luôn á. Siêu ngon và cực kỳ ngon nha. Mã A mấy? A1 đó chị nha. Dây chuyền bạc Ý 199k tặng 10 lon đó chị nha. Chị xe like. Xe like nha. Xe like mạnh lên giùm em nha. Chưa bao giờ tặng rẻ như thế này luôn. Bà mở ra giùm tôi nha. Chốt nhanh chốt lẹ giúp em. A1 mở ra. Mở ra. Mở ra giống vậy nè. Mình được tặng 10 lon nước luôn ạ. Nghe đọc tên nha. Ai coi like chia sẻ like nha. Hôm nay hứa luôn. Hôm nay chị nào coi like tặng quà mạnh bạo luôn. Mọi người một tim một like một xe cho em. Dạ tặng quà cực kỳ hot chị nha. Nên chia sẻ nhiều giúp em với chị nha. Họ tương tác mạnh tay giúp em với chị ạ. Ôi chị Thu Hà ơi. Em không tặng 299 đâu. Em tặng 199k. Chị Thu Hà Nguyễn ơi. Bé anh tặng 199.000. Nghe không có lầm đâu chị Thu Hà Nguyễn. 199.000 đồng. Chị kia chỉ còn nói ủa bé anh ơi 199 hay là 399 vậy? 199 nha. Hôm nay mới có giá 199 với chị nha. Đã nói hôm nay lấy, hôm nay là lấy tương tác khách hàng mà. Các chị cứ tương tác mạnh lên, bây giờ bắt đầu đọc tên nha. Ngưng đọc tên là không nhận đơn nha, các chị nghe rõ giùm em, mở ra như thế này nè. Rồi A1 tặng Mai Hồng. A1 tặng Sữa Nguyễn. A1 tặng chị Thương Diệp. Xe like tặng 10 lon ion nha. A1 199k tặng 10 lon ion. A1 tặng chị HS Trần. Dạ có đơn ạ. A1 bé anh tặng chị Cherry Lê. Dạ có đơn ạ. Ai coi like một tim một like một xe. A1 tặng chị Cô Mèo May Mắn. Dạ có đơn ạ. A1 bé anh tặng chị Như Huỳnh. Dạ có đơn ạ. A1 bé anh tặng chị Lê Ngọc Huyền. Dạ có đơn ạ. Ai coi like chia sẻ like giùm em tiếp nè. Nghe đọc tên rõ nha mấy chị. A1 tặng Sang Trương Thị. Dạ có đơn ạ. A1 tặng cho chị Thụy Nguyễn. Dạ có đơn ạ. Xe like giùm em. A1 tặng cho chị Phương Thi. Dạ có đơn ạ. A1 tặng Tracy. Dạ có đơn ạ. A1 tặng chị Lê Ly. Dạ có đơn ạ.
A1 tặng chị Nguyễn Phương. Dạ con ơi. Trời má đất thần ơi, cái gì mà tặng không vậy? A1 tặng chị Lâm Tuyết Phương. Dạ con ơi. Mai Hồng tặng rồi. A1 tặng chị Nhuận Trinh. Dạ con ơi. A1 tặng Thu Hà Nguyễn. Dạ con ơi. A1 tặng Bích Hằng Trần. Dạ con ơi. Chết mẹ rồi con không? Dạ con chị. Ai coi like chia sẻ like giùm em, còn được mấy sợi thôi hết rồi. A1 tặng chị Nguyễn Nhiễn. Dạ có đơn. Huy Gia đọc chưa? Dạ chưa. A1 Huy Gia. Dạ có đơn. Xe like giùm em, A1 cho Ly Lê đọc rồi, đọc một lần thôi ngươi người đẹp ơi. Nghe lại nha. Trời ơi, đau tim quá. Dạ, A1 cái chị nghe là 199k tặng 10 lon enzyme mới chịu ạ. Đọc tặng quá trời tặng rồi không biết có đủ không nữa. Trời đất ơi, có 8 thùng rồi đó. Về là được có 8 thùng rồi đó nha mọi người ơi. Mọi người xe like giùm em nha. Cho chị xem lại A1 đi, bé anh chị yên hoàng rồi ok. Cái gì vậy trời? Đây 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 đây. Đeo lên gõ là cực kỳ sáng mấy chị nha, rất là đẹp đó mấy chị ạ. À. Đẹp chưa? Bây giờ em nhận đơn trong live thêm này 3 chị nữa thôi. Dây chuyền nha, dây chuyền này là mì và đặc biệt là mì này là cắt khía đồng tiền. Nha mọi người ha, bình thường bao nhiêu tiền một sợi chị biết rồi. Hôm nay em tặng các chị 199k một sợi dây chuyền. Ai lấy một sợi dây chuyền em tặng cho 10 lon ion enzyme được chưa? Dạ tương tác mạnh tay mấy chị nha. A1 mấy chị nha, dây chuyền bắt đầu vàng đâu 199k tặng một rồi mấy chị nha. Chị Quỳnh Giao là người thứ nhất. Dạ có đơn ạ. À. Hai chị cuối cùng cầm anh nhanh tay. Còn hai chị ơi, lên giúp em A1 199k mình được tặng 10 lon nước enzyme luôn nha mấy chị. Chà, hôm nay tặng hơi máu rồi mấy chơi. Hôm nay mấy chị ơi, mấy chị xe like giùm em nha. Ơi cái này ship là chắc vỡ nợ. Dạ chị nào mà lấy cái này là ship là chắc vỡ nợ đó, không biết đường ship sao luôn á trời, thiệt luôn á, ship là hơi bị mệt á. Nó nặng á, nặng lắm, một lon mấy chục ngàn mà muốn rất là ngon. Mấy ngon chị đó. Mấy chị về mấy chị uống cái này ha, đang đi làm mệt về về quốc một lon nha, tinh thần sảng khoái khỏe khoắn ra liền luôn, mà đặc biệt nữa cấp nước cho da, uống cái này da đẹp lắm, không có bị nóng trong người. Hôm nay mấy chị tiêm like một like một like một xe cho em mạnh lên, mạnh lên đi, xe nữa đi em tặng quà nữa. Bây giờ ai muốn tặng quà nữa ghi chữ nữa đi tặng luôn. Vậy chị nào muốn chị em anh tặng quà nữa thì lên tương tác với em mấy chị nha. Ai 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 muốn tặng quà nữa ghi chữ nữa đi tặng luôn. Ai muốn tặng quà nữa ghi chữ nữa đi tặng luôn. Là chị có nào muốn chị em tặng quà nữa thì để lại cho em xin chữ nữa luôn nha. Tương tác hiện tại giúp em để chị em chuẩn bị lên nhiều chương trình hot cho mấy chị yêu luôn ạ. À. Ai muốn tặng nữa ghi chữ nữa em tặng luôn. Dạ tương tác mạnh tay giúp em mấy chị nha. Chị nào hết di chuyển hết nhận hết tặng gì thì cứ bình luận. Mã này em chơi sóc. Nữa đi em, chị Lê Ngọc Huyền, con này nó bay hoài vậy trời. Mấy chị ở đâu ra vậy? Bà Quốc giùm tôi cái coi. Đi bận Hương chơi. Ai coi like chia sẻ like, bây giờ ghi giùm em chữ nữa đây nha. Dạ chị nào muốn chơi tặng nữa thì chữ nữa giúp em mới chịu nha. Chết rồi, chuẩn bị đau tim sợi này rồi chị ơi, chuẩn bị đau tim sợi này rồi. Đẹp lắm. Chuẩn bị bên luận giúp em mấy chị nha, những cái mã này là mã hàng hóa không mấy chị. Sợi này chưa bao giờ sale. Hồi xưa bán bao nhiêu tiền chắc chắn ai coi like nhớ. Sợi này rất đẹp luôn, chưa bao giờ sale. Siêu sáng mấy chị nha, sợi này là bán là tầm 350, 399 mấy chị ạ. Đâu ra 350, cái sợi nặng mà, cái này sợi tính công mà, bà nhìn lại cái sợi này đi rồi bà đọc, sợi này sợi tính công mà. Tính công nha mấy chị nha, giá. Sợi này là sợi tính mà. Công. Tính công là cân bạc lên. Nha. Ai coi like cân bạc lên, tiền nào là của đó, sợi này sợi tính công đắt tiền đây nè. Cực kỳ dày mấy chị, rất là siêu sáng. Ai mà đã lấy được A1 rồi thì qua A2 rơi vô cửa ải A2 là chỉ có chết. Thiệt luôn, sợi này chưa bao giờ nha làm chương trình nha. Sợi này nó thiệt cho coi đi, không xỉu thôi luôn. Siêu sáng luôn. Sợi này nha. Sợi này là con sợi bữa nó khen đẹp nè. Nó hỏi có sale không chị mà không có sale nè. Sợi này phải chốt nhanh chốt lẹ giúp em luôn nha, mấy chị phù hợp với mọi lứa tuổi luôn. Cho coi cái sợi cân cho các chị coi cái sợi cân tính công. Đẹp lắm, rất đẹp luôn. Siêu sáng mấy chị nha, lên gõ rất là sang lắm chị. Mấy chị nhìn nha, sợi này là sợi tính công. Thứ nhất sáng, thứ hai cắt khía. Và thứ ba nữa là bạc nhiều, rất nặng luôn nha các chị nha. Đẹp chưa? Trời ơi. Sợi này thì em chỉ ưu tiên 10 chị thôi. Bây giờ các chị chuẩn bị mã. Lên giùm em anh mã A2. Lấy em không phải là A2 mấy chị nha, 10 chị yêu may mắn nha. Mã này thì chắc em phải rút bớt ion quá, không thể nào tặng được 10 lon quá. Mã này thì em chỉ xin tặng các chị được 5 lon thôi. Ai coi like chia sẻ like mã mấy? Mã A2 ạ. Bé anh ơi thôi tặng 10 lon luôn đi cho nó tròn. Rồi vậy thôi chơi lớn luôn A2.
Ai chốt A2 em tặng các chị 10 lon ion luôn, ghi giùm em đúng mã nha. Mã này em chỉ có được mười mấy sợi thôi, em tặng 10 chị luôn, ghi giùm em đúng mã nha A2. Dạ nó không có là A2 á chị nha. Chờ luôn đi, tặng 10 lon ion nha. Tặng 10 lon ion nha, các chị nghe rõ nha. Lần đầu tiên trong cuộc đời em tặng mã này nha. Ai coi like chia sẻ like, các chị nhớ sợi này không? Rẻ nhất cũng gần 600 nghìn một sợi, 500 mấy gần 600 nghìn một sợi. Đẹp mà đặc biệt rất là sàn luôn. Quay qua cầm sau cho các chị coi lại lần nữa. A2 nha mọi người nha. Dạ nhanh tay vào đổi giúp em A2 chị nha, 199 đó chị. Ủa chưa báo giá hả? Dạ chưa, vậy là mấy chị đang quên lộn đâu. Ừ tôi chưa báo giá. A2 bán nhiều. Thôi bán 199 bán không được đâu. 299. A2 giờ chơi nhiêu tiền? Rồi thôi, A2 199k luôn. Dạ, cực kỳ xấu chị nha, A2 chị nghe nha, chị 199k tặng 10 lon ion em xin với chị ạ. Mã A2 này chị nào hốt nha, em nói với chị ơi hên lắm luôn, gây bây giờ lên giùm em. Rồi, A2 tặng cho 10 lon luôn được chưa? Khách cứ nói em ơi thôi tặng 10 lon đi, rồi thôi chơi luôn 10 lon. Hồi nãy A2 tính rút lại 5 lon mà thôi giờ chơi luôn 10 lon, ok chưa? Nhớ ghi đúng mã nha, A mấy? Dạ, A2 chị nha, 199k tặng okay. 10 lon em xin. Sợi sợi này là rất đẹp luôn, siêu xinh và siêu sang. Ai coi like chia sẻ like, ghi đúng mã giùm em nha mọi người nha. Dạ, A2 A2 được mười mấy sợi nên chị tặng được 10 người. Ai cảm ơn nhanh tay có đơn các chị nghe rõ nha. A2 em tặng chị Lâm Tuyết Phương. A2 với anh tặng chị Thương Diễm. A2 tặng chị Vân Nguyễn. A2 tặng chị Nguyễn Phương. Ai coi like chia sẻ like chuẩn bị hết rồi nè, comment lẻ nha. A2 Gia Huy. Dạ có đơn ạ. A2 tặng chị cô Mel may mắn. Dạ có đơn ạ. Ai coi like chia sẻ like, A2 tặng chị JC. Dạ có đơn ạ. A2 với anh tặng chị Bích Hằng Trần. Dạ có đơn ạ. Ai coi like chia sẻ like, A2 tặng chị Huệ Lâm khách hàng mới. Dạ có đơn ạ. Chị ơi để lại số điện thoại, ai khách mới cũng phải để lại số điện thoại nha các chị nha. Comment bên em rất là nhiều nha mọi người, nó nhảy không thể nào coi được luôn, nhưng mà ở trên đây có những cái comment là nó bị ẩn nên các chị không thấy em đọc tên các chị, thì các chị comment lại giùm em. Lâu lâu cái điện thoại của em nó bị như vậy đó, và các chị cũng không được đọc, không thấy được comment của người khác, thì các chị giúp đỡ giùm em, comment mạnh lên giùm em nha. Comment mạnh hoặc không thấy đọc tên thì comment lại nha. Hello em chào chị Vũ Trần. Hello em chị làm chị Vũ Trần. Hello chào tất cả các chị. Chị Hương Nguyễn, bé anh ơi, nếu em làm cái lắc tay, cái gì? Em tặng cái lắc tay kim tiền nữa thì cuộc đời này còn gì sung sướng bằng. Đó bắt đầu rồi đó. Đó bắt đầu rồi đó, bắt đầu là gu quến người ta rồi đó. Hello em chào chị Vũ Trần ạ. À. Ai coi like chia sẻ like giùm em nha, qua A2. Dạ em qua tiếp chương trình cho mấy chị. Thôi chị đừng có dụ em còn tỉnh lắm. Em còn tỉnh lắm. Em đang còn rất là nhiều màu mã đẹp cho mấy chị yêu nữa nào. Cái dây kim tiền là... mắc nha, đâu có rẻ đâu à trời. Dây kim tiền là làm chương trình là mua hóa đơn 500 mấy chục ngàn. Dây kim tiền là làm chương trình 500 mấy chục ca. Dây kim tiền là 599 ngàn mới tặng dây kim tiền. Chị ơi em còn tỉnh, em không có bị mất. Em não em vẫn còn hoạt động. Dạ chị Lê Phạm rất là nhận lưỡi hái đi. Nghĩ sao bà kêu bé anh làm chương trình với lại cái lắc kim tiền đi, không lắc kim tiền mắc lắm. Dây gì vợ bạc à, dây gì vợ bé bạc hả? Chị Vũ Trần đúng rồi, dây bạc từ xưa vô bán đó. Thôi bây giờ hay là chơi sóc cái nữa đi nhờ. Chuẩn bị chơi sóc chơi lắm mà tặng quà ngày lễ. Thôi nha chị ơi mấy chị yêu. Thôi bây giờ lẹ lẹ nha, thôi suy nghĩ lại nha. Rồi lẹ lẹ đi. Chơi lớn luôn lẹ nha, chơi lớn lẹ nha, trong vòng trong like này 5 chị. Dạ 5 chị yêu may mắn mấy chị yêu nha. Trời ơi má ơi trời ơi, sốc đi bé anh ơi. Chuẩn bị comment nha mấy chị yêu nha. Em biết em còn đủ không nữa. Ôi trời ơi, cái dây này là nói thiệt nha. Ai mà nghe được cái dây này là mấy chị ơi tim bay. Tim bay nha mấy chị nha, tim bay nha mọi người nha. Số lượng còn cơm rất ít mấy chị nha, chuẩn bị mấy chị nha, chuẩn bị lên mã là mấy chị bình luận liền giúp em nha chị. Cái dây kim tiền này, một tim, một like, một xe không đẹp trả lại tiền liền. Bây giờ cho nhiều quả tim vui vui tặng quà, ok? Chị xin nhiều quả tim và comment mấy chị nha, tương tác với tặng quà cực kỳ. Nghĩ sao cái dây kim tiền này tặng quà vậy? Giờ sao? Tặng không? Chơi lớn thì tương tác mạnh tay giúp em mấy chị nha. Rồi, bây giờ chơi số 3 nè, A3 đi. Lê, A3. Ai
ai lấy A3 các chị comment rồi. Có like chia sẻ like 5 chị. A3 199k. A3 199k lắm. Ai lấy mã A3, ai là người may mắn được tặng mã A3, tặng luôn 10 lon enzyme, 10 lon ion enzyme không đồng dành cho mã A3. Nhanh tay bình luận giúp em chị nha. A3 okay. 199k tặng 10 lon enzyme. Nhanh nhanh nha. Mã này là không nhanh là không nhanh là không được nha. Xem lại sợi bạc đi bé, đợi chút xíu. Ai coi like chia sẻ like nghe đúng mã nha. Mã em đang cầm là mã A mấy? A3 nha. Xin lắm. 199k tặng 10 lon enzyme uống cực kỳ tốt. Nhớ nghe kỹ. Ai được đọc tên là người đó có phần và chỉ có được 111 thôi. Em không nhận đơn thêm người sau. Các chị nghe kỹ, đặt là phải nhận nha. Tránh vấn đề bơm hàng nha. Bơm hàng là không hủy hết cả đơn nha. Nói trước nha. Ai coi like, chia sẻ like nghe gõ giùm em. Tại chứ là lấy lên tôi em A3 lắp tay kim tiền 199k. Chị Vân Nguyễn nè, chuyến này bé anh tặng là quá trời sướng luôn. Lát này hôm bữa chị mua hóa đơn là gần 600 nghìn chị mới được tặng. Hôm nay bé anh tặng quá rẻ luôn. Lắc tay bằng bạc luôn hả? Lắc tay này được làm từ vàng non tuổi của Thái. Vàng non này chị mang còn xịn hơn cả bạc. Bạc chị mang mồ hôi muối nó còn bị đen. Vàng non tuổi là không có bị đen. Không bay màu, không đen, không ngứa, không chóc, không gì hết. Trừ khi chị đừng có xịt, ngày nào chị cũng xịt nước hoa vào cái dây này thì nhiều khi nó còn nó mờ cái vàng đó đi thôi. Chứ còn vàng non, đúng vàng non là không bay, không đen nha mấy người đẹp. Ok chưa? Mấy chị nghe rõ nha. Vàng này là em mua ở tiệm vàng non của Thái nha các chị. Em chọn đời mấy kia. Cái tiền công làm sợi này rất là đắt luôn. Với lại các chị nhìn cái khóa của nó này rất là nhiều tiền. Đâu có rẻ đâu. Hôm bữa em về em làm chương trình là 599k mới tặng mà. 599k mới tặng. Dạ, giá cực kỳ cao chị nha. Hôm nay có chương trình siêu hồi lên nhanh tay bình luận giúp em A3 199k. Ôi đắt của người ta lắm đó mấy người đẹp. Đây mắc tiền lắm mấy dây kim tiền mà. Đây là cực kỳ xinh luôn mấy chị. Rồi bây giờ A3 bắt đầu đọc tên nè. Ngưng đọc tên là không tặng nữa nha. Nghe rõ nha mấy người đẹp ơi. Dạ, nhanh tay bình luận giúp em 199 tặng 10 lon enzyme mấy chị nha. A3 em tặng cho chị tặng 10 lon enzyme nha em. Ok. À, em sẽ tặng 10 lon enzyme nhưng chị nhớ comment đúng mã giùm em là mã A3 nha các chị nha. A3 đọc tên. A3 Cherry Lê. Dạ, có đơn à. Vòng này tắm biển có bay màu không? Không bay. Nó là vàng non sao nó bay? Nhưng mà chị hạn chế. Tại vì nói chung là biển là cũng là muối thì cũng không biết được. Hên xui. Nhưng mà nó là vàng non, nói chung á vàng vàng mấy chị vàng đủ tuổi, vàng các chị vàng vàng 24k. Mấy chị mang, mấy chị chà, mấy chị rửa chén nó còn bay màu nữa thì nói chi là cái vàng non tuổi. Nói chung là mấy chị mang trách cồn cho em là được rồi. Còn mồ hôi của mấy chị thì nó cũng sẽ không bay màu, không bị đen, không gì hết. Tại vì nó là vàng non nha mọi người. Vàng Thái nó làm rất là hay, kiểu giống như nó không có bị bay màu và cũng không có đen luôn. Thì cái dây chuyền mà kiền họ mẹ em đeo, dây chuyền kiền hôm bữa em đeo á, em like đó. Mẹ em đeo đã 2 năm mấy rồi. Mồ hôi mẹ em là mồ hôi muối luôn á, mà không có đen cũng không có bị bay màu, không có xỉn, rất là bền. Nên là em mới đem về, khách sĩ em rất là thích. Mấy chị thấy mỗi lần em đi Thái là chủ yếu là em gom những cái hàng này cho khách. Người ta về người ta bán rất là được. Em nói thiệt nha, không phải em nói gì đâu. Khách sĩ em bán tiệm vàng, mua về còn bỏ lại bán lại trong tiệm vàng. Mà khách em bán, em nói thiệt cái chị giá rất là cao là đằng khác nữa. Thật sự luôn á. Nên mọi người ơi, vàng non, nó thật nha, vàng non của Thái nó làm chất lượng lắm, nó không giống như vàng non Việt Nam mình pha đâu. Vàng non Thái các chị mang rất là bền và nó sáng hoài luôn á. Ai mà nhận được cái vòng này bên ngoài rồi, ai thấy đẹp cho xin cái comment nha, rất là đẹp. Mà nó cắt khía, nó cắt hình bi kim tiền á, nên là mang rất là có lộc. Cái này là hình kim tiền, này là tiền tài lộc lá nè các chị, A mấy? Dạ A3, chị nghe 199k tặng 10 đô em xin với chị nha. A3, A3 Cherry Lê, đọc chưa? A3 Nguyễn Phương. Dạ có đơn. A3 tặng chị từ từ đợi chút xíu. A3 tặng chị Thủy Tiên Nguyễn. Dạ, xe like giùm em. A3 tặng chị Trịnh Hiền. Dạ, có đơn ạ. Ai coi like chia sẻ like. A3 Sang Trung Thị. Dạ, A3 cho Mai Hồng. Dạ, A3 Huy Gia. Dạ, A3 Đồng Nhi Lam. Dạ, A3 chị Thủy Nguyễn. Dạ, A3 chị HS Trần. Dạ, A3 chị Vũ Trần. Dạ, A3 tặng cho chị Như Huỳnh. Dạ, A3 chị cô Mèo may mắn. Dạ, A3 tặng chị Lê Ly. Dạ, A3 tặng chị Loan Phạm. Dạ, A3 tặng chị Hương Nguyễn. Dạ, A3 tặng chị Trinh Trần khách mới. Dạ,
ai coi like chia sẻ like chấm bài giùm em A3 cho chị Vân Hoàng khách mới. Dạ, có đơn ạ. A3 cho chị Tú Nguyễn. Dạ, có đơn ạ. Xe like mạnh lên giùm em, hôm nay xe like mạnh lên, các chị tương tác đi, lát em làm vài mã mười mấy ngàn cho các chị. Dạ, tương tác mạnh tay với chị em nha, đã được nhận quà trong lễ với chị em nha. Ai coi like chia sẻ like tương tác mạnh tay lên giùm em nha. Cái A2, cái A1 là gì vậy? Ồ, nãy chị Vũ Trần cho hỏi A mấy? Vũ Trần hỏi A2 đúng không? Rồi đợi chút xíu. Dạ, để em quan tiếp chương trình cho mấy chịu luôn nha. Vũ Trần ơi, chị hỏi A2 đúng không? Rồi. Đây cho coi lại A2. Dễ thương lắm, rất là xinh luôn A2 nè. Dạ, đây nó gọi là cực kỳ sáng chị yêu nha. Sáng lắm, hàng này hàng công, hàng tính công. Đẹp mà đặc biệt rất là sang, các chị nhìn không? Nó dày dặn mà nó đẹp lắm. Hàng này là được cắt giác luôn, nên là đeo lên cổ nó rất là sáng. Mà đặc biệt đeo lên cổ nó sang cực kỳ luôn nè. Là đeo là sáng ngoài luôn chị yêu nha. Đẹp không? Hơi bị đẹp luôn. Siêu xinh luôn mấy chị, và siêu sang chị yêu nha. Đẹp lắm mọi người ơi. Đeo lên cổ là bá cháy màu chét luôn. Đeo lên cổ là siêu đẹp luôn. Mẫu này là A mấy quên dạ, rồi. A2 chị gọi chị. Mẫu đó là A2. Dạ chị yêu lấy lên giúp em A2 199k. Mình được tặng 10 lon ion luôn ạ. Xem like, chia sẻ like, tương tác mạnh tay giúp em để em qua tiếp chương trình cho mấy chị yêu luôn nha. Lát em chơi sóc 1-2 mã. Mấy chị phải tương tác nhiều đi em mới chơi sóc được. Tương tác càng lớn thì chị mới chơi càng lớn. Còn cái nhẫn nào không tặng tiếp đi để mấy chị lên view chút xíu. Dạ, đợi em chút. Nhẫn cho mấy chị yêu luôn nha. Ai coi like chia sẻ like. Nhẫn này là vàng non xoắn nè. Đây dễ thương quá à. Và còn chị yêu nào đang xem like thì cứ để lại cho em xin một chấm để chị mang biết mình đang xem like và lên view chương trình thôi. Ê mẫu này đẹp nha. Nè, mẫu này là nó làm vàng non làm kiểu vu xì nè. Thôi cái đó bữa ai hỏi nhiều lắm, để lại bán cho khách. Bữa ba khách sĩ ba hỏi nhiều lắm. Dạ tương tác mạnh tay với em cái gì mà nhẫn cực kỳ đẹp lắm mấy chị yêu ạ. Mã này đẹp quá mà mã này được có 10 chiếc rồi. Mã này mắc lắm luôn á, vàng non đẹp lắm mấy chị ơi. Xuất sắc nha mấy chị yêu. Trời, hay là bây giờ mình chơi lớn mã này trời. Nhẫn lưỡi hái á. Bây giờ á. Nói thiệt thật sự. Chân thành. Bây giờ nhẫn lưỡi hái á được có 4 chiếc à. Thật sự chân thành luôn. Nếu hôm nay ai coi like của em, mấy chị chịu. Em nói thiệt, tại nhẫn lưỡi hái đắt. Em mua về có mấy chiếc à, không có nhiều. Mấy chị chịu. Em chơi lớn luôn, được không? Dạ. Em nợ đơn, em tặng. Em nợ đơn, em tặng. Cưới xong bay qua Thái thỉnh về cho các chị liền, được không? Ai chịu cho xin chủ chịu chơi liền. Vì nhẫn lưỡi hái một chiếc nhẫn gần 2 triệu bạc, 2 triệu hơn một chiếc nhẫn lưỡi hái, giá rất là cao. Và nhẫn lưỡi hái rất là đắt. Em nói các chị cái nào mà số lượng nhiều, nói chung là nó ý là nó nhiều tiền thì em không có mua về nhiều. Em chỉ mua về ít thôi. Được có mấy chiếc à. Trên tay em giờ còn được có 4 chiếc thôi. Nếu chị nào còn coi like của em, một tim một like, share mạnh lên cho em tặng cho chị luôn. Dạ, một tim một like với chị, share cực kỳ mạnh lên chị. Em tặng lớn, tặng 6 với chị nha. Ở nhà còn duy nhất 4 chiếc với chị nha. Ai chịu, ai chịu cho xin chủ chịu nha. Nhận lưỡi hái thì rất là lộc. Lưỡi hái là sao? Lưỡi hái thì nó mang theo một cái ý nghĩa phong thủy. Nó giống như là một cái đồ cắt lúa, đồ cái gặt lúa ở bên Thái. Và đặc biệt nữa, lưỡi hái là giống như là đem lại tiền tài. Các chị thấy hình vòng xoay không? Nó cũng xoay chuyển về vấn đề tiền tài lộc lá của các chị. Riêng về bên Thái thì người ta rất là tôn sùng về những lưỡi hái luôn. Rất là lộc, được không mọi người? Rất là lộc nha mọi người nha. Lucky kim tiền em không có làm chương trình. Và lucky kim tiền em cũng không có tặng. Lucky kim tiền lớn là em bán. Lucky kim tiền lớn em bán một cái chiếc lắc gần 4 triệu lận, 3 triệu mấy một chiếc lận chị Tuyền Lưu ơi. Rất là nặng luôn mấy chị ạ. Lucky kim tiền lớn rất là đắt. Loại đó là vàng nhiều, đắt tiền. Một cái lucky kim tiền to là giá của nó bữa em live nói các chị là 3.600.000, các chị nhớ không? Rồi bây giờ ai hơn thì được nha. Lên giùm em cú pháp luôn. A4 với mấy chị yêu nha. A4. Ai hơn thì được nha mọi người. Vì nhẫn lưỡi hái không rẻ đâu các chị. Mà nhẫn lưỡi hái đeo rất là xinh. Và rất 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 là tốt luôn. Và cực kỳ may mắn với bình em với chị nha. Nghe rõ mã giùm em nha. Chỉ có được mấy chiếc thôi nha. Ai coi like chia sẻ like mã A4. Em gieo duyên cho mọi người luôn.
199k. Nhanh tay vào rồi giúp em với chị nha. A4 ai lấy A4 em tặng cho các chị 10 lon enzyme luôn, chơi lớn mà A4 nhận lời 199k. Đọc mạnh lên. Ai coi like, chia sẻ like, đọc mạnh lên, tương tác mạnh lên. Dạ, tương tác mạnh tay giúp em với chị nha. A4 nhận lưỡi hái với chị nha. Em phải chuyển với chị yêu luôn là 199k tặng cho mình 10 lon MC và cực kỳ may mắn bình an với chị yêu. Ai làm ăn kinh doanh là chắc chắn là các chị phải nên có lưỡi hái. Thật sự luôn. Và khách em hỏi lưỡi hái rất là nhiều. Thật sự. Nha. Để coi ngày mai em nhờ thử cái anh bên Thái xem ảnh có đi được không. Thì ảnh đi qua tiệm vàng, ảnh mua, ảnh gửi về Việt Nam cho em luôn. Còn nếu không, ảnh không tiện thì có thể là qua đám cưới em sẽ đi Thái. Em sẽ gom về cho mọi người. Vì nó có rất là nhiều hàng. Tại vì em chuẩn bị em bay Thái tiếp. Anh, chuẩn bị đi Thái tiếp luôn. Qua cưới mới đi. Chứ khách đặt hàng sao? Đó, khách đặt hàng liên tục. Chồng em nói đi tốn tiền lắm mấy chị. Thiệt sự. Em nói thiệt mấy chị nha. Đi Thái tốn kém lắm. Em ăn thì ăn cũng nhiều, mà em ở khách sạn bèo thì em ở không được. Thật sự, nói chung mình làm mệt, mình cực, mình cũng ở cái chỗ được chút xíu. Ở chỗ rẻ quá thì ở không nổi. Ở chỗ rẻ quá thì sợ ma, chứ không phải là gì. Thiệt má, hôm bữa vô chỗ kia rẻ quá mà tôi sợ ma, tôi ở không được, tôi phải trả phòng luôn. Mà qua bên Thái, chị biết bay thì cũng bao nhiêu tiền, đi hành lý nữa, rồi này nọ nữa. Rồi đi xe nữa, đi taxi, đi túc túc. Đi đến chỗ này chỗ kia nó đâu có gần đâu mấy chị, phải bay qua chỗ này bay qua chỗ kia nó rất là xa. Nói chung là tiền vận chuyển em đi á hả cũng mấy chục triệu, là tiền hàng, tiền không phải chưa tính tiền hàng nha. Chỉ có tiền vé máy bay, tiền ăn và tiền uống thôi. Mà hôm nay em dám chơi luôn á, hôm nay em kiểu giống là vô máu rồi mấy chị, thiệt á. Hôm nay tôi bị ngáo quá má ơi. Hôm nay kiểu giống như là đúng là gọi là vô máu nên là tặng quá trời tặng luôn á mấy chị. Tặng lớn tặng sao mấy chị nha, em tin tay thật tranh thủ. Rồi bây giờ ai coi like, chia sẻ like, các chị ơi phải coi đúng mã thì các chị đặt comment nha, chứ không phải là các chị comment các chị đặt trước. Rồi mấy chị mới coi lại mặt hàng nha, mấy chị coi kỹ giùm em nha. Thì bên em nói rồi, những cái hàng phong thủy thì em chỉ tặng trực tiếp ở trên like thôi. Nhận lưỡi hái mấy chị yêu nha, đeo chọn đời mấy chị bạn không bị phai mấy chị yêu nha. Đắt lắm, nhận lưỡi hái là siêu đắt luôn, mà không biết có hàng hay không nữa đây mới đâu chứ. Em nghĩ thì còn thì đương nhiên là vẫn còn rồi đó, nhưng mà quan trọng là nó mắc tiền. Không thể nào tặng 199k được. Thôi hôm nay ai hên thì được đi nhá. Hôm nay ai hên thì được đi nha. Vàng non chị Ti Ti. Nhẫn này bằng vàng non. Hôm bữa em làm chương trình là bao nhiêu tiền? 599k mới tặng. Chị ơi hôm nay đúng là em bị ai dắt rồi. Nãy bà nào kêu tặng vậy? Chị. Mà nãy bà nào kêu tặng vậy? Ôi trời ơi chị Tiên. Đúng là em nói thiệt chị Tiên ơi. Chị Tiên dắt một hồi em không nhớ đường. Em mò luôn á chị Tiên. Hôm bữa thay bên Thái là thật sự em nói thiệt, nó mà đắt tiền là em gom về 100-200 chiếc em bán á chị. Rồi bữa giờ mấy chục chiếc trả đơn sỉ hết rồi, giờ còn có 4 chiếc à. Đơn cho hôm nay là em đi hơn đơn hết, đơn cho hôm nay là đóng hết rồi, gửi hết luôn rồi. Tại vì các chị biết sao không, bên bưu điện nó nghỉ lễ nên là bây giờ là hôm nay là ngày cuối nó nhận hàng nha, ngày cuối nó nhận hàng nên là các chị tất cả các đơn các chị đặt là đã có nhân viên đóng hết cho mọi người rồi. Sáng hôm nay đi là cũng 200 mấy chục đơn à. Sáng hôm nay đi là 200 mấy chục đơn rồi đó. Đó nên là mọi người ơi cũng ráng alo bắt máy điện thoại nhận hàng giùm em nha, đừng có bơm nha. Bơm là em giận nha mọi người. Em là nói thiệt là trong đây là khách bơm cũng nhiều lắm á, nhưng mà em không nói đó. Nhưng mà để em mà điên lần cuối cùng đi là em nói thật, thì lúc đó các chị ơi cũng đừng trách sao bé anh nó giữ nha. Nói dạ, trước A4 luôn á. Dạ A4 với chị nha, nhận lưỡi 299k tặng 10 lon em xin nhân tay bình luận. Rồi A4 đọc tên, A4 chị Lâm Tuyết Phương. Dạ, A4 em tặng, ủa đâu rồi, rớt cha nó một cái rồi, họ đang đeo. A4 em tặng cho chị Thủy Tiên. Dạ có đơn ạ. A4 tặng chị Loan Phạm. Dạ có đơn ạ. A4 nhận lưỡi hái tặng chị Nguyễn Phương. Dạ có đơn ạ. A4 tặng Gia Huy. Dạ có đơn ạ. A4 tặng Ti Ti. Dạ có đơn ạ. A4 tặng Khánh Huyền. Dạ có đơn ạ. A4 Phương Phạm. Dạ có đơn ạ. A4 Loan Phạm 2. Dạ có đơn ạ. A4 chị Trinh Trần. Dạ có đơn ạ. A4 Sang Trương Thị. Dạ có đơn ạ. A4 chị Ti Ti. Dạ có đơn ạ. A4 cho chị Nguyễn Nhiễn. Dạ có đơn. A4 chị Phạm Trương. Dạ có đơn. A4 tặng Thu Đoàn. Dạ có đơn. A4 tặng chị Linh Trần. Dạ có đơn ạ. Để đơn không đồng cho chị nha, mai chị chuyển khoản giờ tối chị Kiên. Ok. Tối Kiên nữa. Tối ông chị chuyển khoản ông Cường ông la chị hay gì. Ai coi like chia sẻ like giùm em nha mọi người nha, chấm bài và chia sẻ like giùm em nha mọi người nha. Một tim, một like, một share qua luôn. Nắp lại giùm chị luôn. Để trong cái bao này đi để nhớ. Không tặng A4 nữa. Mấy chị ơi. Hết mã nào nữa không? Bình luận giúp em với chị ạ.
Từ từ. Lâu lâu sẽ câu một hai cái này vô, bảo đảm các chị luôn rất là đẹp. Ai nhanh tay thì được nha. Siêu đẹp luôn nha mấy chị. Cái nhẫn à? Cái nhẫn đắt tiền của tôi đâu rồi, nãy tôi mới cầm đâu đây. Đẹp lắm, đẹp cực kỳ đẹp luôn. Đâu rồi? Ủa mới thấy mà, cái nhẫn cái bịch phun xoàng của tôi đâu rồi? Ủa để đâu rồi bà Diên? Đợi em chút mấy chị ơi. Đây 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 đây. Các chị ơi, nhẫn này thì bảo đảm các chị siêu đẹp rồi. Ôi đẹp lắm á hồi. Ơi đẹp lắm mấy chị ơi. Đẹp xuất sắc luôn mấy chị ơi nha. Vàng nó là đeo chọn đời. Chiếc này giờ không biết có nên tặng không. Đẹp cực kỳ. Nhìn là mê luôn nha mấy chị. Ôi dễ thương lắm luôn á các chị. Mà mang nó bền lắm. Vàng non tuổi mà. Mang nó sáng mà đặc biệt nó đẹp. Chiếc này là nguyên một ổ xoàng ngay đây luôn. Bây giờ chiếc này ai thấy đẹp cho xin chủ đẹp tặng lớn tri ân mã này luôn. Dạ chị nào thấy đẹp thì cho em xin chữ đẹp với chị nha. Full sàn siêu sáng đó mấy chị nha. Lên tay cực kỳ sale với chị nha. Mà không kén tay với chị. Mã này, mã này, em nói em không tặng y ông nữa. Mã này em dành tri ân trong live stream ngày hôm nay đúng 10 chị may mắn. Mời chị yêu may mắn em, chị nha. Chuẩn bị bình luận giúp em với chị ạ. À. Em chơi lớn mã này từ từ. Thật sự em tặng đúng 10 chị may mắn mã này. Các chị nghe rõ nha. Các chị biết em chuẩn bị đang cầm trên tay là cái gì rồi? Đồng hồ Hàn Quốc rồi đúng không? Đắt tiền rồi đúng không? Hôm nay mà chơi máu mà còn tặng đồng hồ Hàn Quốc nữa thì không còn gì mà sung sướng bằng. Được chưa? Một tim, một like, một share cho mấy quả tim lên đi. Tặng quà tiếp nè các chị. Đồng hồ Hàn Quốc các chị biết em bán rồi. Không rẻ được vì đồng hồ chính hãng. Em chơi cái mã này là mã chưa bao giờ em like. Mã này hôm nay em mới nhận được luôn. Chị xách tay về cho em. Cái mã này là nằm trong bảng tem đen. Là mã đắt tiền của Hàn Quốc siêu đắt. Dòng dòng thương hiệu á. Hàng thương hiệu LLOID đó. Bữa các chị mua đó. Rất đắt tiền luôn. Các chị chuẩn bị tinh thần. Đồng hồ nha các chị ơi. Siêu đỉnh luôn. Và đặc biệt cực kỳ đẹp luôn. Ai coi like một tim một like giùm em. Các chị chuẩn bị tinh thần nè. Em chơi chiếc này nó thiệt các chị không đẹp em trả lại tiền. Chiếc này ở ngoài là cực kỳ đẹp lắm nha. Siêu chiếu lắm chị nha. Lên tay rất là đẹp lắm chị ạ. Chiếc này không đẹp trả lại tiền. A mấy em? Dạ A5 ạ. Xin chưa các chị. Một tim một like nha. Chuẩn bị bình luận với chị nha. Chơi sắp ghê lắm với chị nha. A5 với chị nha. Nhận đẹp cực quá. Kỳ đẹp không ạ. Quá đẹp luôn. Quá đẹp luôn. Một tim một like nha. Cho mấy đẹp mà. A mấy? A5 ạ. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Ủa mới để đây đâu rồi, quên mất tiêu rồi. Hả? Ai coi like chia sẻ like để nhiều nơi quá không có nhớ. Thiệt cái chứ. A5 nha mấy chị nha, chuẩn bị bình luận mấy chị nha. Chơi lớn nữa rồi mấy chị ơi, tương tác mạnh tay mấy chị nha, mua nhẫn được tặng đồng. Chiếc này, từ từ từ, bà nghe tôi đọc 5 chị. Cái này, tất cả kim. Em nói với chị hôm nay ai xứng đáng không đi chơi lễ coi like của Kinh Ly để được tặng quà mà. Nói ngay từ đầu like rồi. Nên hôm nay là phải săn sale nha, săn sale mạnh nha mấy chị team like giùm em. Vì em nói thẳng với chị luôn, không ai bán cho chị cái chiếc nhẫn mười mấy ngàn. Mà cái chị về cái chị mang đi ra ten, ra si em trả lại tiền bao nhiêu em cũng đền. Nói thẳng luôn. Các chị, vàng non. Nói chung nó làm vàng non thì nó rất là bền. Và các chị mang rất là sáng, rất là sang luôn. Cái đồng hồ này nó mắc ở chỗ từ cái cây kim và từ cho tất cả ở trong cái đồng hồ nó đều được làm bằng vàng, vàng gold, nó vàng hồng. Và cái bảng này là bảng limited của nó. Đó giờ các chị chưa thấy em like bảng đen. Em nói các chị bảng đen bữa giờ khách hỏi miết luôn, không có đồng hồ, không có đồng hồ để like. Các chị lên trên mạng các chị search LLODD. Đồng hồ này là hàng chính hãng của Hàn Quốc. Các chị nhìn tem giùm em có mã RBB đắt nhất cái đồng hồ gần 20 triệu. Siêu đẹp luôn đồng hồ. Đồng hồ hiệu của Hàn Quốc. Đẹp chưa? Đeo đẹp mà sang mà cưng ghê không? Đẹp lắm luôn. Các chị chuẩn bị mã nha. Mã này là phải lấy gì nha? A5 ạ. A5. Ai nghe rõ comment đúng mã. A5. Em tặng cho các chị chiếc nhẫn vàng non xoàng full em đang đeo.
199k. Nam ai nam mới chị nha, 199k. Năm chị comment nhanh tay nhất, ai lấy mã số A5 em tặng cho các chị một cái đồng hồ Hàn Quốc không đồng dành cho mã số A5. Ok. Nhanh tay bình luận giúp em chị nha. A5 199. Ai coi like chia sẻ like mã này mấy chị mà em nói thì các chị là lớn nhất đêm nay luôn. Chị nào coi like chia sẻ like giùm em. Dạ nhanh tay bình luận năm chị em may mắn mấy chị nha. Nhanh tay giúp em A5 mấy chị nha, 199 tặng đồng hồ mấy chị nha. Đồng hồ này mặc em cực kỳ đẹp mà chưa bao giờ like. À đồng hồ hôm trước tặng về hàng chưa Minh Anh? Đồng hồ hôm trước là đồng hồ nào nhỉ? Về rồi, trả đơn rồi luôn, mã A5. Các chị nghe rõ chưa, em chuẩn bị nha. Nhanh tay giúp bình luận giúp em A5 là có đơn mấy chị nha. Chị duy nhất năm chị yêu, nhanh tay bình luận là có đơn mấy chị yêu ạ. Đấy mã em chị luôn. Ai coi like chia sẻ like. Thiệt má mã này hồi kiểu giống như là hôm nay kiểu giống như là em thật sự các chị là bé anh ngáo quá rồi các chị ơi. Ngáo quá. Chú em like mạnh lên giùm em, hôm nay team càng mạnh càng chơi lớn nha. Nhận sẽ có hai size, nhận tay của em là sẽ ni số 7, ai nhỏ hơn em là sẽ dùng ni số 6, các chị nhớ. Ai cỡ tay em là ni số 7, ai nhỏ hơn em là ni số 6. Nhận sẽ có hai size ni, được chưa các chị ơi? Hôm nay đúng là bé anh chơi lớn không, lớp che một tim một like liền, thả tim giùm em cái liền. Chị thả tim, em mới có động lực để em tặng nha. Các chị nghe rõ giùm em đúng mã nha. Rồi bây giờ em đọc tên từng người nè. Ai coi like chia sẻ like giùm em. A5 A5 tặng chị Nguyễn Nhĩ. Dạ có đơn à. Đẹp quá má ơi, đẹp nha. Cực kỳ xinh luôn nha mấy chị tay nào. Các chị nhìn nha, bảng RRB đẹp nha. Cái màu đen này cực đẹp luôn. Chưa bao giờ like mà hôm nay chị này mới xách tay về cho em bên Hàn Quốc. Vì cái này đồng hồ hiệu lâu lâu xách được một lần, Hôm bữa là em để quên một, nói chung là chị gửi về cho em được một ít. Chị Hà gửi về chung một kiện, chị Hà là nguyên một công luôn. Vậy tay chị to mang sao vừa chị Nguyễn Phương? Vừa chứ sao không vừa. Tay em đeo còn hơi rộng đây nè. Chị là vừa. Nói chung 7-8 nó nhích lên là chị đeo được hết. Chị có thể đeo hai ngón. Một ngón này, một ngón này. Đây, ngón trỏ này của em bự hơn, em mang vẫn ok nè. Ai coi like, chia sẻ like giùm em. Không có pin. Đồng hồ Hàn Quốc chính hãng là không có pin đâu. Chị cô mê may mắn, các chị mua về, các chị phải tự đi lắp pin. Vì đồng hồ này là hàng bay, không phải là hàng đi bằng đường xe. Đường này là đường bay. Tất cả luôn, mua hãng là người ta phải tháo hết pin ra, người ta gửi về đường bay cho mình. Được không? Em nói trước nha, chị nào coi like, các chị comment rõ nha, đúng mã giùm em nha. Dạ, bình luận A5 em tặng chị Nguyễn Nhĩ. Dạ có đơn ạ. Ai coi like chia sẻ like. A5 tặng chị Thụy Nguyễn. Dạ có đơn ạ. A5 tặng chị Ti Ti. Dạ có đơn ạ. A5 tặng chế yêu Nguyễn Phương. Dạ có đơn ạ. A5 tặng chị Thủy Ti Nguyễn. Dạ có đơn ạ. A5 tặng chị Lâm Tuyết Phương. Dạ có đơn ạ. A5 tặng Khánh Hiền. Dạ có đơn ạ. A5 tặng cho chị Ti Ti. Dạ có đơn ạ. A5 chị Mai Hồng. Dạ có đơn ạ. A5 chị Hồ Linh Đa. Dạ có đơn ạ. A5 Gia Huy. Dạ có đơn ạ. A5 Ti Ti đọc rồi đúng không em? Dạ, vâng ạ. Chị Thanh Thanh Trần A5. Dạ, có đơn Lê Thảo Nguyên A5. Dạ, có đơn Xe Lai Thanh Vi Nguyễn A5. Dạ, có đơn chị Bích Hằng Trần 2 A5. Dạ, có đơn chị nào đang coi like chấm like chấm bài mạnh lên giùm em nha. Dạ, chị có nào lấy lên giúp em A5 nha. Đẹp quá. Xin nhờ. Một đồng hồ ạ. Em còn 3 sợi A5 nữa em hết. Ai coi like chia sẻ like. A5 chị cô mail may mắn. Dạ có đơn ạ. 3 sợi A5 nữa em hết. Em hết 3 sợi. Mã nào em tặng các chị là không bao giờ em quay lại. Nên các chị ơi, các chị nhớ nha. Mã nào em tặng là không bao giờ em quay lại. Hết luôn nha các chị. Để đồng hồ hiệu nha. Thương Diễm à. Dạ có đơn ạ. Các chị về. Các chị về vì đồng hồ này chính hãng, các chị sẽ được bảo hành là 2 năm. Nên là mình nhớ mình giữ lại cái tem này giùm em, mình chụp lại cái đồng hồ, mình giữ lại cái tem này cho em là được rồi. Ha các chị ha. Tại vì khi mà gửi bảo hành là em sẽ gửi qua trực tiếp, là gửi qua công ty của nó, là công ty bên Hàn Quốc á. Đây là đồng hồ trang sức, đồng hồ là cao cấp á, nó không phải là đồng hồ thể thao hay là đồng hồ bình thường. Dòng này các chị mang vô nước nó cũng sẽ không bị rỉ sét luôn. Nó rất là bền và nó rất là đẹp. Nha mọi người, team like mạnh lên giùm em, mã này là A mấy? Dạ A năm mấy chị nha, tặng đồng hồ luôn mấy chị nha, 199k. Chị Thương Diễm, chị đã đọc tên chưa em? Thương Diễm chưa hả? Thương Diễm em tặng chị Thương Diễm. Dạ có đơn ạ. Rồi em qua nha các chị nha. Dạ, em mong một chị yêu may mắn lên giúp em là A năm nha mấy chị, nhận 199k mình được tặng. Trời ơi má ơi, hôm nay gọi là tặng quá sốc luôn á. Hôm nay mấy chị ơi, team like mạnh lên. Dạ tương tác mạnh tay giúp em mấy chị nha. Em nhiều team và nhiều lượt xem. Em mã nhẫn này em để riêng giùm chị nhớ nha. Mã nhẫn đó đắt tiền nha, tặng đúng số lượng nha, tặng xong là để lại vô tủ nha. Dạ, tương tác mạnh tay giúp em. Cái nào đắt tiền là không có quan lung tung nha. Dạ.
Nhân viên nhà này là hay để lung tung lắm nên em phải nói kỹ đó chị. Rồi mấy chị team like mạnh lên giùm em nè. Dạ team like phát phối mấy chị yêu nha. Hết mã nào nó bình luận giúp em mấy chị ạ. Giờ đồng hồ nam á, đồng hồ nam thì mát, đồng hồ nam thì em không có bản thường, thật sự mà nói. Đồng hồ nam là bây giờ là em có hàng chính hãng thôi. Nói chung là bản Hàn Quốc, bản Hàn Quốc tất cả đều là chính hãng. Còn những hãng giống như là thương hiệu như Rolex đồ này nọ là không phải chính hãng. Em có nói rất rõ, hàng Rolex đồ này nọ nó là hàng super fake á. Nó là hàng replica 1:1. Nó rất là đẹp. Tại vì một cái đồng hồ của Rolex là mấy trăm triệu lên đến tiền tỷ. Đúng không? Hoặc là đồng hồ Frank Mueller các chị cũng biết. Nhưng những đồng hồ Casio một cái mấy triệu là em có những cái hàng chính hãng và em mua giá rất là cao chứ không phải em mua 100-200 ngàn. Giờ kêu em làm chương trình đồng hồ nam là thật sự rất là khó luôn. Thật sự. Đáng ra là em sẽ nhận được trước 1 tháng 5. Nhưng mà rơi vào lễ đường Thái đi bằng đường xe nên là không nhận được, có thể là sau 1 tháng 5. Thì chắc cũng phải sau 1 tháng 5 thì em mới gửi các chị, tại vì mấy chị cũng nghỉ lễ và em cũng nghỉ lễ. Nên là thôi bây giờ nha, cho hỏi lần cuối cùng. Ai thích đồng hồ nam đâu cho xin cái comment. Vậy dưới đó hết đồng hồ nam cho xin comment. Ai thích đồng hồ nam đâu cho xin comment. Đồng hồ nam 2-3, nói chung là nó có mấy mẫu đẹp lắm nhưng mà giá rất là cao. Thật sự giá rất là cao luôn. Đồng hồ Casio, đồng hồ nam, đồng hồ Casio, đồng hồ đắt tiền, đồng hồ chính hãng nha. Mã nào nói chính hãng là chính hãng nha, đồng hồ chính hãng của Nhật. Full box full tem mấy chị yêu nha. Ai coi lại chia sẻ like giùm em. Chị yêu nào hết thì lên tương tác chị thích giúp em mấy chị ạ. Đồng hồ nam mấy chị yêu nha, Casino đeo cực kỳ xem. Hôm qua mã này chưa tặng. Thề luôn, sốc luôn. Trời ơi má ơi, giờ chẳng lẽ chơi nữa hả trời. Wow, mã này là cực kỳ đẹp. Đồng hồ nam máy Nhật, Casio Nhật. Mẫu này em đang cầm trên tay là gần 4 triệu bạc. 3 triệu mấy, 4 triệu bạc. Kính, mặt kính là sapphire kháng nước, chống nước. Và đặc biệt đồng hồ này là vô nước thoải mái nha. Rất là bền. Máy của Nhật là các chị biết là các chị mang là gọi là em phải nói các chị là gọi là siêu bền rồi. Nhật bây giờ ai thích cho xin chữ thích tặng tới bến luôn. Dạ chị nào hết thì lên chữ thích giúp em với chị nha. Tặng sóc tặng em sóc kiếm, like luôn chị ạ. Em kiếm mã em chơi sóc. Chị nào coi like chia sẻ like giùm em. Kiếm mã. Bây giờ nhẫn thì nói thiệt với các chị luôn á, chả biết là mã nào nữa, toàn là mấy mã đắt đắt không mà. Nhập vô giá cực kỳ cao mấy chị nha. Thôi bây giờ chơi mã này đi nè. Mã này nè. Mã này ai hên được nè, mã này được 12 chiếc phải không? Duy nhất 12 chiếc đâu mấy chị, nhanh tay bình luận giúp em là chị yêu ạ. À. Mã này ai hên được nha, mã này đẹp nha, mã này đắt tiền nha, mã này duy nhất được có 12 chiếc thôi nè. Mã này không đẹp trả lại tiền nè. Mấy hôm nữa trả đơn cái bạn đồng hồ nam nha, mấy hôm nữa nha. Mã này không đẹp á anh trả lại tiền, đẹp lắm luôn, tất cả đều là xoàng. Minh Anh xuất hiện rồi, trời ơi xuất hiện từ nãy giờ luôn á Hiền Phan ơi. Đẹp không chị? Xoàng siêu chiếu luôn nha mấy chị. Vàng non rất là nhiều. Ôi chiếc. Trời ơi má ơi, bây giờ chuẩn bị nha. Đẹp lắm luôn, như mẫu này là bé anh chỉ có được 12 chiếc nè. Thề luôn các chị ơi, nói điêu mất lọc, được đúng 12 chiếc. Lên đúng mã giùm em. Đồng hồ nam em nợ đơn các chị khoảng tầm qua lễ em trả. Ghi giùm em cú pháp A6 đi. Nhanh lên A6 nha mấy chị nhận. Ai hên comment trước có trước A6. Ai lấy A6 các chị comment. 199k A6 em tặng 5 chị. Ai lấy A6 comment em tặng một cái Casio cho nam. Dạ lên giúp em A6 199k mình được tặng một đồng hồ Casio nam nha. Rồi lỡ máu là máu hết đêm nay nha. Ai comment nhanh là được nha. Nhớ ghi đúng em mã nha, A6. Nhanh tay vào để em mã A6 chị nha. Nhận là 199k tặng đồng hồ Casio mấy chị na nam chị nha, chính hãng. Đẹp hàng lắm. Của Nhật đen. Rất là tốt mấy chị nha. Chiếc này mang rất là xinh. Phải từ từ, A6 là được 12 chiếc thôi, từ từ, đâu mất cha cái mã rồi. Đâu rồi ta? Ở trên. Ủa lâu lâu rồi, đầu tôi nó cứ bị khùng á bà Diên. Ở trên đâu? Quang đâu nữa rồi? Chiếu nào lấy lên thôi em, A6 nhận 100 chiếc. Đây. Có đồng hồ nữ luôn, mà đắt tiền, đợi chút xíu em like liền. Nhanh tay bình luận với chị em một duy nhất là 12 chiếc với chị nha. A6 nha, nhận 199 tặng đồng có. Casio nam với chị có nha. Chứ ơi A6 chị Nguyễn Phương nè. Dạ có đơn ạ. A6 Nguyễn Phương. Dạ có đơn ạ. A6 chị Hồ Linh Đa. Dạ có đơn ạ. Đợi em chút, A6 là được 12 chiếc. Hồ Linh Đa 1 chiếc. Dạ có đơn ạ.
Ai coi like chia sẻ like. A6 Lê Ngọc Huyền. Dạ có đơn ạ. A6 chị Hoàng Kim. Dạ có đơn ạ. A6 chị Lâm Tuyết Phương. Dạ có đơn ạ. A6 Thanh Thanh Trần. Dạ có đơn ạ. A6 Gia Huy. Dạ có đơn ạ. A6 Nguyễn Nguyễn. Dạ có đơn ạ. A6 Vân Nguyễn Ngọc. Dạ có đơn ạ. A6 chị Hiền Trịnh. Dạ có đơn ạ. A6 chị Bích Hằng Trần. Dạ có đơn ạ. Và còn một chiếc cuối cùng. Chị Mai Hồng. Dạ có đơn. Chị Mai Hồng liên hệ có được không? Chị bảo qua lễ gửi đơn cho chị. Nhớ nha, qua lễ nhớ nhận nha. Thì hôm nay em tặng rẻ lắm nha, qua lễ nhớ nhận nha. Minh Anh còn dầu gội không? Trần, chị Trần Liên. Ủa cặp dầu gội OLED mình còn không ta? Cho mượn coi. Không nhớ còn, không nữa hên xui. Hello chị Hương Lan. Minh Anh đi Thái có quà không ta? Có. Mấy em này không coi like của bé Anh. Mấy em này bé Anh like nhiều lắm. Bông tai vàng non nhiều lắm. Đầu tháng 5 là em đi Thái tiếp. Sau lưng của em là collagen, chị Hiệp Phan ơi, collagen này uống uống đẹp da lắm chị Hiệp Phan, nhưng mà hơi đắt. Collagen. Collagen để em coi. 1111 nhân cho 10. Collagen 11.000 mg. Một lọ là 1.100 g, 1.100 mg. Một lọ collagen hồng này là bằng các chị uống bằng một hộp collagen thông thường. Vì collagen thông thường chỉ có 300 microgram thôi. Đây là dòng collagen mẫu mới của Hàn Quốc, rất là cao. Nhỏ đeo dây chuyền đẹp ta, dây chuyền này dây chuyền hạt gạo, dây chuyền này dây chuyền đắt tiền. Dây chuyền này là dây chuyền đắt tiền. Rất là đẹp luôn. Cái này là của Mai Hồng hả? Của chị Mai Hồng hả? Qua lễ nhớ bùm hàng nha các chị ơi, hết xiền món nào cũng muốn mua. Đó, bà nào bảo khởi xướng vậy? Chiếc này là em đi tới nhà chị Vũ Trần, em đốt nhà chị Vũ Trần luôn. Ai coi lại, Casio sắp tới giờ nhiều mã đẹp lắm. Collagen được á. Đây nè, đưa một hộp collagen chị đang uống. Đây nè. Collagen 1100 microgram là dành cho một chai. Một hộp này là 11.000 microgram. Một chai collagen này là bằng một hộp collagen các chị uống 10 ống. Collagen này em cam kết các chị uống một hộp thôi nha, là thấy da các chị nâng tông mà trắng sáng, da nó căng ra luôn. Nhưng collagen này đó, nhà chị khoan giếng bé không đốt nổi đâu. Qua lễ nhỏ đi hưởng tuần trang mật không? Qua lễ chưa được hưởng tuần trang mật. Mới gửi hàng về cho khách sĩ trộm ví mà bà bán nhanh quá. Mới gửi về hàng cho khách sĩ xong thì trộm ví hôm nay khách lại bán hết hàng. Em không tin được luôn á. Hình như bà bác sĩ lại cho người ta. Phải không Duy? Em với nhân viên nhà em nói vậy nè. Ủa chị? Bán nhanh còn hơn mình bán nữa. Mà trong khi là bà đặt số lượng nhiều chứ bộ. Bà đặt một mã dây chuyền là 50-100 sợi. 50, có mã 100, có mã 50 sợi, có mã 30 sợi. Mà các chị em mới đi về lấy hàng cho bà luôn. Tại vì qua đó bà thích em qua em like. Em ý là em quay video cho bà coi. Bà lựa mẫu. Chứ còn em lựa thì nhiều khi có những mẫu bà không thích. Có những mẫu sớm muốn chết luôn mà bà khoái. Mấy chị tin không? Xong bà thích em, bà cứ nhờ em là cứ bay qua đó đi là quay là bà lấy. Mới đi xong giờ đi nữa. Mới đi xong giờ là đi nữa. Hôm bữa tính qua đám cưới mới đi. Mà giờ mới đi xong mới phải đi nữa. Đôi bông Minh Anh đẹp ta. Đôi bông này hồi nãy có tặng đầu like nè. Đôi bông này là làm từ vàng 10 á. Vàng 10 hay vàng 14 á. Em quên mất tiêu rồi. Mấy chị đợi em chút xíu. Lát coi lại like đặng chị em nha. Lát coi lại like đi Hiệp Phan ơi. Rất là hot. Rất là nhiều mẫu mã hot cho mấy chị. Hello lòng giúp em chị yêu. Từ từ đồng hồ có cái bảng này rất là đẹp nè. Hôm bữa em tặng chị bảng vuông chưa ta? Bảng vuông là bảng đắt nhất của Casio luôn á. Bản vuông nữ này tôi chưa like mà. Bản vuông nữ này đắt tiền mà. Bản vuông nữ này chưa like mà. Bản vuông nữ này cũng đang trên đường về luôn nè. Bản vuông nữ này cũng đang trên đường về luôn nè mọi người. Cực kỳ nhiều mã hết mấy chị nha. Nhớ chụp lại cái mã này nha. Nhớ mã nào nhớ chụp lại nha. Bây giờ bản vuông nữ nha. Full support nha. Các chị nhận được hàng là các chị sẽ có đầy đủ như thế này luôn. Có dây chuyền trắng không Minh Anh? Có Hiệp Phan, hồi nãy like nhiều lắm Hiệp Phan ơi. Đợi em chút xíu để em like cho. Thôi em tặng mã cuối cùng nha. Đồng hồ em để dành mốt em về em bán. Chị ơi hôm nay em tặng các chị nhiều quá rồi. Lên cho em mặc mã cuối cùng nữa đi. A7 nha mấy chị. Ôi mã này làm vàng non với gu xì đẹp nhờ.
Ê, chiếc này lạ đó gì? Hỏi vật đẹp với chị nha, lên tên vật kỳ xem với chị. Chiếc này là chiếc hồi nãy mình nói đắt đắt mình không like phải không? Chiếc này dễ thương lắm. Chiếc này nó làm vàng non nhưng mà nó làm cái mẫu Gucci vậy các chị, đẹp lắm. Em thích mang mấy cái kiểu hiện đại như thế này nè, dễ thương lắm, dễ mang lắm. Cho các chị coi, bảo đảm các chị chưa có chiếc này. Nhẫn các chị đeo thay đổi, nhẫn các chị đeo thay đổi rất là dễ thương. Lên tem lên mã hết luôn rồi đó. Cái này để bán mà chứ đâu có tặng đâu. Như mẫu này nè, 928.000 nè, 928.000 nè, mẫu này nè, mẫu này đẹp lắm. Mẫu này là mẫu đa số là những mẫu mà giống như là Gucci, LV đồ á, thương hiệu thì giá nó sẽ cao hơn. Nha các chị nha, dễ thương lắm. Chiếc này rất là đẹp luôn, hơi bị đẹp luôn á, mặt cẩn xoàn lên sáng lắm. Chiếc này là chiếc chiếc vàng non mà nó là mẫu Gucci nè, giống như Cartier dễ sang lắm. Đây quay cam sao cho mấy chị coi. Đây nha mọi người nha. Dạ cực kỳ sáng và đẹp mấy chị yêu nha. Lên tới đó là sáng mấy chị bảo sáng siêu. Ôi, sáng siêu sáng. Má ơi chiếc này là cháy luôn á. Chiếc này là sập sàn luôn á nha mấy 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 bà chế. Đẹp nha. Đẹp lung linh luôn mấy chị yêu nha. Chuẩn bị cú phá lên A7 giúp em luôn mấy chị yêu. Đây lên bảng vuông. Bảng vuông này là chưa like nè. Thật sự luôn bảng vuông này đẹp. Bá cháy luôn. Các chị cầm cái con Casio mà gọi là được, nói chung là Made in Japan của Nhật, công ty gốc luôn, công ty đầu luôn nha. Nó còn xịn hơn Casio bản của Mỹ. Casio là bản đầu tiên, là công ty gốc là của Nhật Bản, công ty mẹ, công ty đầu đời. Các chị cầm nha, tất cả xung quanh Casio đều được mạ vàng. Bản này em nói các chị 5 triệu mấy một chiếc. Các chị cầm lên nha, tất cả từ mũi kim cho tới bên trong của nó đều được làm từ vàng non hết. Con này em nói các chị cực kỳ đỉnh luôn. Đẹp cực kỳ đẹp. Lên tay cực kỳ đẹp lắm mấy chị nha. Mà bộ hàng là của Nhật mấy chị nên là xài cực kỳ bền mấy chị nha. Chọn đời lắm mấy chị. Má ơi siêu đẹp luôn. Nó còn nguyên siêu hết. Nó bọc siêu nó dán lại hết. Nên em không thể nào đeo để cho các chị coi được. Vì cái này là nó niêm siêu hết luôn để nó không chảy. Cái này em nói thiệt các chị, phải đúng gọi là chui vô hang cọp mới mua được cái này luôn. Đâu dám xách tay về đâu. Dính chắc luôn. Đẹp không? Bản Casio này em nói mấy chị không rụng tim thì thôi luôn. Má ơi nó đẹp. Đẹp nhờ. Dạ cực kỳ đẹp mấy chị nha. Chuẩn bị mấy chị nha. Chơi sóc chơi lớn mấy chị ạ. Bản này mà không rụng nụ là thôi luôn á. Má ơi nó xuất sắc. Rồi bây giờ lên giùm em A7 mấy chị ạ. Mệt rồi mệt rồi. Không tặng đồng hồ nữa đâu nha. Mã cuối cùng. Ai nghe gõ hay comment A mấy A7 ạ. Ai lấy A số 7, chiếc nhẫn vàng non mẫu Gucci rất là đẹp luôn. Em tặng mọi người trong live stream, xinh lắm cả trời. Ai coi live 199k. A7 199k mấy chị ạ. Bản Casio mặt đen này là được 5 chiếc. Ai comment trước có trước, lên cho em mã A số 7. Lên giúp em A7 nha mấy chị, 199k. Đẹp lắm luôn, rất là đẹp luôn. Mà đặc biệt nó rất là sang. Xinh nhờ. Dạ chị nào thấy đẹp thì em xin giữ đẹp nha chị nha. Tương tác giúp em là A7 mấy chị nha. Đẹp. 199k tặng. Thật sự mọi người. Thật sự mọi người luôn. Nha các chị nha, em sẽ ráng, nói chung là sẽ ráng phục vụ các chị hết mức tên cận cái cửa nhà luôn. Mấy chị coi like đừng bơm hàng của em là được rồi. Ai bơm hàng là mới đẹp giận nha, nói trước nha. Bữa giờ là giận nhiều người lắm á, nhưng mà không nói đâu nha. Để mai mốt là ghim trong bụng là nhiều quá là nó cũng lòi ra đó nha. Em là dạo này là em hiền rồi đó mấy chị. Không có xéo sắc rồi đó. Chứ em thấy người ta live stream là người ta xéo sắc dữ lắm luôn. A mấy? A7 mấy chị nha, 199 mấy chị nha. Tặng cho mình một cái đồng hồ không đồng. Bây giờ là chưa bao giờ có đâu mấy chị. Đẹp nha. Trời ơi. Giá cực kỳ cao luôn mấy chị. Coi được đây là siêu hòa nhanh tay. Đau tim, đau tim quá. Đẹp quá. Đẹp quá. Đẹp quá. Giật mình đi. Không, Hiệp Phan là thương nhất. Uy tín lắm. Mặc dù bận thì nói bận. Hẹn là gà. Nói chung là một lần là bả ra là bả lấy một lần là mấy chục triệu. bà Hiệp Phan một lần là bả lấy mấy chục triệu không đó mấy chị. Bả như bả đi gom hụi vậy đó. Như người ta là ví dụ đợt ta lấy mấy trăm ngàn triệu thôi cho đỡ nhức đầu. Một lần bả lấy mấy chục triệu luôn, bả ôm hàng luôn lần về nhà. Em nói thiệt nhiều khi á. Em thấy em nhân viên soạn đơn cho chị, em không biết chị có trét không. Mà em cũng muốn trét giùm chị luôn á Hiệp Phan ơi. Để bơm thử một đơn cho Minh Anh nhớ chị. Chị Tiên ơi, em cho chị Tiên vô hỏi. Hỏi gì? Chị Tiên gần đây mà chị. Quận gì? 10 mà. Quận 10 hả? Gần nhà tôi. Tôi qua đốt lẹ lắm. Có cái nào bé bé xinh xinh không em? Chị Hồng Nguyễn Thị Thanh.
Nhiều lắm, nhiều cái bé bé xinh xinh lắm. Thôi để mai mốt hàng về đi qua lễ đi là hàng mình thấy về á. Nhiều cái bé bé xinh xinh đẹp lắm. Lên giùm em A mấy? A7 á. Rồi đọc tên bà cầm ra đây, bà cầm giùm tôi. Đây. Chốt nhanh chốt lẹ giúp em A7 nhấn 199k thì được tặng một đồng hồ luôn nha. Ủa chị Tiên quận 10 hả? Qua lẹ lắm. Gần quận 10 là em chùm luôn đó nha. Gần xịt. Đây bà để lên đây là xác vô khách coi à. Ừ được rồi, xác nữa. Ừ xác nữa đi, xác miếng nữa đi. Rồi đọc tên nha. Lẹ giúp em A7 luôn nha. Chị chốt nhanh chốt lẹ giúp em số lượng con hạn. Xe like nha. Hello em chào chị đẹp Bùi Liên. Chào người đẹp. A7 nè, bắt đầu đọc tên nè. Ok, cái gì? Ok, từ từ để đọc tên đã rồi bắt đầu đọc tiếp. Cô khô chị đi, chị hốt một lúc. Từ từ đọc tên nè. A7 cái gì nha, 199 tặng đồng hồ. A7 Nguyễn Phương. Dạ có đơn. A7 Hoàng Kim. Dạ có đơn ạ. A7 Thanh Trần. Dạ có đơn ạ. A7 tặng cho chị Lê Ngọc Huyền. Dạ có đơn ạ. A7 cho chị Hiệp Phan 2 chiếc. Ai coi like chia sẻ like. A75 Tuyết Phương. Dạ có đơn ạ. A7 tặng chế Nguyễn Nhiễn. Dạ có đơn ạ. A7 chị HS Tròn. Dạ có đơn ạ. A7 Quách Thu Hương. Dạ có đơn ạ. A7 tặng cho chị Bích Hằng Trần 2A7. Dạ có đơn ạ. Ai coi like chia sẻ like còn được 4 chiếc nữa hết rồi. A7 Sữa Nguyễn. Dạ có đơn ạ. A7 Phương Tuyền Ly. Dạ có đơn ạ. A7 Gia Huy. Dạ có đơn ạ. A7 cho Mai Hồng. Dạ có đơn ạ. A7 em tặng cho chị Thương Diễm. Dạ có đơn ạ. Và một người cuối cùng một là... chị yêu cuối cùng bình luận nhanh tay giúp em với chị nha. A7 199k tặng đồng hồ Casio nữ mới chịu nha. Giá chưa bao giờ có mới chịu chị Hoa Dây. Dạ có đơn ạ. Chúc mừng chị Hoa Dây hết luôn. Thông cảm nha chị Phương Nguyễn nè. Linh Trần khách mới nè, chỗ hôm nay khách mới coi lại nhiều dữ ta. Thảo Nguyễn nè, ai coi like chia sẻ like nè. Chị Phượng Lê Ni nè, Phượng Lê Ni khách mới luôn nè. Chị nhìn thích quá em ơi mà chị chưa chốt được. Thôi thông cảm đi, hết A7 rồi. Ok, vô khu chị đốt một, chị đốt một lóc luôn. Dây chuyền trắng đi. Ủa hồi nãy có like dây chuyền trắng rồi mà. Có like là chịu. Nãy có like dây chuyền trắng rồi. Đợi chút xíu. Xác mã luôn á. Ê mã Gucci này đẹp nha. Mã Gucci này dày dặn nha, nhẫn rất là đẹp luôn á. Chiếc này mang rất là sang luôn á. Mấy chị, mấy chiếc này mang rất là sang. A7 nốt lại mã nè. Em qua tiếp mã mới cho mấy chị yêu luôn nha. Dây chuyền trắng đó, bây giờ coi coi làm sao. Casio Nam là mã nào nè, bỏ vô bao nè. Chị đợi em chút. Bà nhớ cái mã Casio mặt tròn không? Hôm qua làm chương trình 600 ngàn không? Rồi bà lấy ra cho tôi cái đó đi. Em chơi cái này em tặng cái chị luôn. Mấy chị team like mạnh lên cho em. Team like pháp ơi, mạnh tay giúp em. Team càng like tặng càng nhiều. Ai coi like chia sẻ team like mạnh lên giùm em. Cái này ai hôm bữa chốt đừng giận nha. Bữa làm hóa đơn hình như 850. Phải không? 699 này 850. Mua thực phẩm chức năng mới tặng được chiếc này. Chiếc Casio tròn á nhớ không? Có 4 viên hôm qua hôm bữa để làm hàng mẫu đâu. Hàng chưa về nha. Nó ship đi đóng đơn cho khách đi là bà có chuyện với tôi. Mã này phải chốt nhanh chốt lẹ giúp em luôn nha mấy chị. Ai coi like em nhớ cái chiếc đó không? Casio nữ. Hôm bữa like, hôm qua like là hai bản. Một cái nam, một cái nữ. Tôi không cho đóng đơn đó nha, tôi nói trước. Giờ bà kiếm ra bà không có là bà chết với tôi. Đó. Ai coi like, chia sẻ like giùm em nha mọi người. Đang like luôn đó, rồi lần nào cũng vậy đó. Rồi kiếm ra chưa? Có chiếc đó có đóng đơn không? Rồi bà mở ra bà coi phải không, hay của Hàn Quốc vậy? Rồi Casio, xin chúc mừng cho bà, hôm nay đời bà còn bông. Nhân viên nhà em nói mấy chị á, không phải mấy chị thấy em dữ đâu. Nhưng mà em nói nó là không bao giờ nó nhớ. Thiệt á, nói cái này là quên cái kia. Khách chửi hoài à, khách toàn là bán vốn em qua Zalo không. Nhiều khi em cũng buồn lắm á, em nói thiệt. Cứ nói nhân viên của em á hả, khách thì chửi, có người thì chửi là nhân viên của em ý kiến, người thì nói nhân viên không biết điều, người thì nói nhân viên nói mà không nhớ, tùm lum tà la hết. Em nói với chị bây giờ ai nó cũng là nhân viên mà mình thì nói chung là nó đi làm cho mình, nó cũng cần mình, mà mình thì cũng cần nó, đúng không các chị? Ai cũng vậy. Thì thôi hoan hỉ một xíu đi, mình dạy từ từ rồi mình nắng người ta từ từ người ta khắc phục được. Mà nhiều người cứ kiểu cũng hay giận á, cái tự nhiên giận nhân viên cái xong qua giận tôi luôn. Mấy bà chế luôn á. Tự nhiên giận nhân viên em mà nói chuyện nhân viên em không hợp tính hay không hợp ý. Cái quay qua cái cứ đổ cho em hết.
nhiều khi em cũng phải lúc nào cũng phải đi năn nỉ xin lỗi khách luôn á, mệt lắm luôn á. Nên ai coi like mà có làm gì mà có sai sót và thông cảm giùm bé đẹp nha. Chị Hiệp Phan ơi, em có chiếc này đỉnh của đỉnh luôn. Hiệp Phan ơi, đẹp lắm Hiệp Phan ơi. Dạ cực kỳ đẹp luôn nha chị yêu nha. Chiếc này đẹp lắm luôn Hiệp Phan ơi. Ai hôm bữa chương trình 850 tặng đừng có giận nha. Xin lỗi nhiều, thật sự rất là xin lỗi. Tại vì cũng không có tính tặng như này. Nhưng mà kiểu hôm nay đang sung quá rồi, chịu lỗ để tặng luôn mà. Bản này cực kỳ đẹp luôn. Mà đặc biệt nữa 1, 2, 3 xung quanh đều là xoàn đẹp lắm. Hiệp Phan ơi, chiếc này đẹp cực Hiệp Phan. Cái con này đẹp lắm chị nha. Chuẩn bị tương tác mặt tay. Con mặt tròn này là xung quanh là mạ vàng hết. Mà đặc biệt là từ dây và đặc biệt là trong mặt của nó đều là vàng mà. Mã này mà hôm bữa mới làm thực phẩm chức năng 850 tặng, 599 tặng. Thiệt, thề luôn. Ai coi like nhớ đừng chửi nha. Thiệt, xin lỗi nhiều. Không có ý đâu. Mà tại vì lỡ sung quá rồi thôi chơi lớn luôn đi. Dạ chuẩn bị chơi lớn chơi xong nha mấy chị. Nhanh nhanh tay bình luận giúp em đi mấy chị ạ. Rồi khách thích dây chuyền vàng trắng đúng không? Bà đưa dây vàng trắng cho tôi đi. Rồi chơi luôn. Hiệp Phan thích dây vàng trắng. Dây ấy lộn quay bạc trắng đúng không? Dây này còn không vậy? Bà coi làm tôi. Ai coi like chia sẻ like. 32 bao nhiêu? Bà đợi mấy chị đợi em chút xíu còn mà. Ủa nãy được 2 sắp mà gì? Từ từ em không biết còn hay không nha, đợi chút nha mọi người. Tờ chiếu nào đang xem like thì cứ để lại cho em một comment tương tác mạnh tay giúp em để qua tiếp chương trình cho mấy chị yêu luôn nha. Ủa còn một cái dây bi nữa đâu rồi? Ở trên chị ở trên cái iPad của chị rồi. Đây 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 đây, từ từ ở đây nữa nè. Đây 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 đây. Còn... Hiệp Phan ơi, Hiệp Phan ơi. Cái này là dương hả? Đúng. Hiệp Phan ơi, Hiệp Phan ơi. Nãy giờ Hiệp Phan đợi đúng không? Thiệt cái dây trắng này không tặng được đồng hồ á. Hứa luôn á. Dây trắng này là không tặng được đồng hồ luôn á. Dây trắng này hồi nãy tặng gì vậy quên rồi. Tặng được là 10 lon ion thôi. Đúng rồi, đúng rồi. Không tặng được đồng hồ. Lên giùm em chuẩn bị mã A Mai. Ôi ôi nó đẹp lắm. Trời ơi xuất sắc Hiệp Phan ơi. Bây giờ nhanh nha. Ai chốt A số 8 nghe đi đừng comment đừng hết hồn. Ai lấy A 8 các chị ơi dây chuyền bạc ý. Một sợi này là dây tính công 500 mấy chục ngàn một sợi, gần 600 ngàn. Hôm nay tặng các chị luôn 199k. A8 199k. Ai lấy A8 tặng cho bản Casio tròn không đồng dành cho người lấy mã số A số 8. Nãy em có phải là A8 gì nha, dây chuyền 199k em tặng một cái đồng hồ. Chiếc này là comment nhanh chắc chắn luôn. Tại vì A8 hôm qua nhiều người nghĩ lắm. Nhiều người hỏi lắm nhưng mà A8 hôm qua không có làm chương trình giá hấp đồ. Giá A8 cao. Casio chính hãng luôn mà mọi người. Nhận là full box full hộp hết. A8 nha, ok chưa? Nhanh tay bình luận giúp em với chị nha. A8 với chị nha, dây chuyền 199k tặng được một hộp Casio nữa. Đẹp lắm, xuất sắc luôn á mấy chị. Đeo đẹp mà đặc biệt rất là sang. Chị nào coi like chia sẻ like giùm em nha mọi người. Dạ full box full tem với chị yêu nha, full hộp đó mấy chị yêu ạ. À. Mọi chính người. Hãng của Nhật với chị yêu nha. Có đẹp không em nào? Đời, mấy chị có đẹp không nào cho xin chữ lẹp một cái đi. Cái bảng này mà không đẹp thì thôi luôn, xung quanh 1, 2, 3, 4, 5, 6 có 6 viên xoàn, dễ thương chưa? Tờ chiếu nào lấy lên giúp em A8. Xung quanh có 6 viên xoàn, đẹp chưa? Đẹp nha. Đào tiền qua đào tiền. Chị Hương Nguyễn, chị không ngờ hôm nay mấy anh tặng rẻ như vậy, hôm qua chị mua 850 mới được tặng cái đồng hồ này đó mấy anh ơi. Thôi thông cảm giùm em đi, em cũng đâu có mướn. Em này à. Em máu quá em tặng bừa mà chế chứ thông cảm giùm em đi. Đúng là giận nhỏ thiệt, gần giận giận quá mua cái nữa cho hết giận. Chị Hồ Linda này nói chứ thương lắm, chị Hồ Linda là khách hàng cũng hay ủng hộ với anh lắm á, mà nhiều khi chỉ cứ bị tặng hụt không à. Em cảm ơn mấy chị rất là nhiều, mấy chị share like giùm em. Hốt hụi mấy chị ơi, vòng tay dây có không em? Chị Thu Phạm, vòng tay dây, vòng tay phong thủy hả? Hay là như thế nào chị Thu Phạm ơi? Dạ chị muốn lên lắc em vòng tay phong thủy thì bình luận lại giúp em. Hôm qua có cái bản Casio Nam 3 mắt đẹp lắm. Nói chung là nhiều mã lắm, rất là đẹp luôn. Em vài bữa nữa em ráng em đi săn cho mọi người. Hôm bữa nó thiệt nhiều mã đẹp lắm, nhưng mà tiếc không có đủ tiền. Thì đợt này là em chi tiêu nhiều, với đợt này mấy bữa nay đâu có live stream gì đâu, nên là em không có đủ tiền nhiều, nên là em không có gom. Ý là có tiền thì có, nhưng mà gom xong á kiểu giống như bị nặng nề lắm. Hàng thì bán chưa ra được, mà cứ ôm hàng.
Mấy chị biết đợt này là em gọi là em đang bị hụt tiền luôn á, tại vì mỹ phong thủy á, với thực phẩm chức năng em gom rất là nhiều, nên là em chưa bán ra được, nên là em đang bị tồn vốn nhiều lắm, nên đợt này em áp lực lắm, không thôi là em gom nhiều hàng về cho mấy chị chết luôn rồi đó. Em lấy chị dây này mà lấy đồng hồ không, lấy in ong được không em, chị tặng cho mẹ được không em, chị Nguyễn Phương. Chị ghi giùm em mã đi, chị Nguyễn Phương ơi, ghi mã này đi, mã này là mã A8, là các chị là cái dây này được tặng cái đồng hồ là mã số A8 đó chị Nguyễn Phương. Đợt này đúng rồi, đủ thứ chi tiêu hết. Thôi bây giờ đọc tên nha, ai coi like chia sẻ là ai nha, không biết đủ không nữa. Bà mở ra giùm tôi đi, bà Duyên mở ra đi, mở ra nha, số lượng có giới hạn nha mọi người nha, đọc tên theo người thôi nha mọi người ơi. Chốt nhanh, chốt lẹ, giúp em A8 nha chị, 199k bị được tặng một đồng hồ Casio nữa. Ghi đúng mã đi người đẹp, đúng mã đi là được tặng à. Mã A số 8. Bình luận giúp mãi em với chị nha, A8 199 em tặng đồng hồ với chị yêu nha, Casio của nữ với chị nha, rất giá rất là cao. Đẹp lắm, mẫu đó ai cũng khen. Hôm bữa ghé shop chị kia chỉ khen á, mà làm chương trình cao lắm, tại vì nó thiệt là nó mát. Các chị biết rồi, mua hàng xịn đâu phải mua hàng rẻ đâu mà đòi rẻ đồ, tiền nào của đó mấy chị ơi. Thì không hiểu sao hôm nay khùng luôn á. Thôi kệ chơi nha. Mấy chị ơi, team like mạnh lên giùm em nha mọi người, share like mạnh lên nha. Trời ơi, chị 490 người coi rồi. Team like mạnh lên giùm em luôn. Tương tác mạnh tay giúp em với chị nha. A8 199 ra tặng đồng hồ Casio nữa không đồng với chị nha. Cái này là giá rất là cao mà tặng với chị là siêu. Chuẩn bị tên hồn, một team một like và một xe. Ai coi like một team một like đọc xe A8 bắt đầu đọc tên. Trời ơi má ơi, gì comment nhiều quá vậy. Chị có trong live stream này thôi mấy chị nha, nhanh tay bình luận giúp em với chị. Rồi bà đưa cái đồng hồ lên cho khách coi đi, bà đưa cái đồng hồ. Đồng hồ này đẹp lắm. Trời ơi xuất sắc luôn, cầm lên nhìn khách coi. Xác lại giống này. Chuẩn bị chốt nhanh chốt lẻ giúp em luôn nha mấy chị. A8 dây chuyền 199k mình sẽ được. Nhớ nha, ngày mai là lễ nha, nhưng vẫn nghe điện thoại giùm cái nha. Ê ngày mai nhớ. Mai mấy giờ em đi? Hôm mai chốt xong đi được không? Hay sao? Em muốn đi sáng hay là chiều em về chốt hay là sao? Ờ thôi chiều cũng được. Ờ nha, mai chiều hết uống quá là mày chết sao. Ờ mày hay đâu. Rồi thôi ok, rồi đọc. A8 nha, 199k chị tặng đồng hồ với chị à. Chị Phương Nguyễn nói chiến này với anh chơi quá lớn luôn, chưa bao giờ mà với anh chơi lớn như ngày hôm nay. Rồi hôm nay ai mà coi like của em xứng đáng 10 điểm được tặng quà. Ok. Dạ. A8 Thanh Thanh Tròn. Dạ có đơn ạ. A8 ai được đọc tên là người đó có đơn nha. A8 Hiệp Phan. Dạ có đơn ạ. A8 chị Vũ Trần. Dạ có đơn ạ. A8 chị Vũ Trần, tặng Vũ Trần chưa? Dạ rồi ạ. A8 bên anh tặng chị Quyên Hoàng. Dạ có đơn ạ. A8 tặng chị Hồ Linh Đa. Dạ có đơn ạ. A8 tặng chị Bích Hằng Tròn. Dạ có đơn ạ. Xe like giùm em. A8 tặng Quyền Trang. Dạ có đơn ạ. Ai coi like chia sẻ like. A8 JC. Dạ có đơn ạ. A8 Phương Tuyền Ly. Dạ có đơn ạ. Nghe đúng mã nha. A8 HS Tròn. Dạ có đơn ạ. A8 Gia Huy. Dạ có đơn ạ. A8 tặng cho chị Ngọc Trinh. Dạ có đơn ạ. A8 cho Minh Ngọc. Dạ có đơn ạ. A8 Loan Phạm. Dạ có đơn ạ. A8 bên anh tặng chị Thảo Vy. Dạ có đơn ạ. A8 bên anh tặng chị Hồng Ngô Thị Thanh. Dạ có đơn ạ. Ê Hồng Nguyễn Thị Thanh. Dạ có đơn ạ. Đồng hồ đẹp quá bé ơi, chiến này chị hồi to. Dạ em cảm ơn chị. A8 tặng chị Châu Long. Dạ có đơn ạ. A8 tặng chị Mami Mai Nguyễn. Dạ có đơn ạ. A8 tặng chị Huỳnh Xuân Thắm. Dạ có đơn ạ. A8 tặng Huỳnh Xuân Thắm. A8 tặng chị Phan Kiều Trâm. Dạ có đơn ạ. Trời ơi nhiều quá vậy, trời ơi đọc mệt quá mấy chứ ơi. Ai coi like chia sẻ like. A8 Quỳnh Giao. Dạ có đơn ạ. Ba chị cuối cùng ai đâu ạ? Dạ còn ba chị em cuối cùng, nhanh tay bình luận giúp A8 Nguyễn Phương. Dạ có đơn ạ. A8 tặng chị Lâm Tuyết Phương. Dạ có đơn ạ. Và một người cuối cùng. Còn một chị yêu cuối cùng, nhanh tay bình luận giúp em với chị nha. 199k tặng đồng hồ Casio nữa với chị nha. Và một người cuối cùng. Em A8 nha mấy chị, 199k mình được tặng đồng hồ luôn ạ. Ai coi like một team một like và một xe giùm em. Má A mấy? A8 mấy chị nha, 199k tặng một đồng hồ Casio. Trời trời, mua hàng muốn đổ nợ mà không nhớ tên luôn. Nhớ chứ. Trời sao không nhớ được. Khách em toàn là VIP không đó. Khách em là toàn là CEO không đó. Giám đốc kinh doanh không đó nha. Có chị thì làm cái gì bên dầu khí, có chị là làm bên ngân hàng, có chị là quản lý của ngân hàng, có khách, có chị là làm cái gì quên rồi, cái gì quên rồi, công ty gì nổi tiếng lắm quên mất tiêu rồi, nhiều lắm. Khách là toàn CEO không đó,
mà CEO mà ở lại coi like là quý hóa lắm nha, bởi vậy thương không hết sao mà ấy được. Lâu lâu đọc hơi trật nhịp tí xíu thôi. Nói chú em nói thiệt với mấy chị, nói hơi chơi vui vậy thôi chứ khách nào cũng như nhau. Cứ coi like của em là em vui à. Chứ CO, CX mà đặt hàng mà bơm hàng là cũng hết CO nha, cũng hết thương nha. Chỉ cần, không cần giàu, không cần nghèo, chỉ cần mua hàng. Có comment, có đặt, có nhận là ok rồi. Còn một năm ủng hộ một đơn hàng cũng vui. Hai đơn hàng, ba đơn hàng cũng vui. Nhưng nếu như mà đặt nhiều thì vui nữa. Em lúc nào cũng câu có câu đó. Mấy chị mua nhiều thì em vui vui. Ai coi like chia sẻ like hôm nay view lên. Trời vui quá. Tương tới mặt đây. Hôm nay view lên 486 người đang coi like rồi mấy chị ơi. Tương tới mặt tay giúp em mấy chị nha. Mấy chị ơi. Sao càng nhiều người coi like cái tự nhiên em càng vui mấy chị. Tặng share like mạnh lên giùm em luôn mọi người. Share like mạnh lên mọi người ơi. Em phải chụp lại những cái khoảnh khắc này. Đó, em phải chụp lại những cái khoảnh khắc này. Hôm nay được 486 người tương tác. Mọi người share like giùm em. Vui quá. Cuối năm tặng lịch luôn đi Minh Anh. Ơi, hôm qua có cái mã đồng hồ nam đẹp lắm. Có nên tặng không? Móc ga lên đi. Móc ga. Lẹ đi. Cái mặt nam mà có ba con mắt mà hôm qua làm chương trình cao tiền đó. Bà đem ga đi tặng luôn. Hôm nay mấy chị share like cho em nha. Ủa bà cười là sao nữa vậy bà Duyên, hay là bà đi đóng đơn cho khách rồi? Cái gì? Chứ bay quăng đâu nữa rồi? Rồi, muốn chửi tiếp nữa rồi đó. Ai coi like, chia sẻ like. Tụi này sợ em lắm các chị. Nó cứ chọc cho em la làng lên. Đây! Mã hết luôn nha, mấy chị chuẩn bị chốt nhanh chốt lẹ giúp em. Trước khi like, xin thông báo, xin lỗi rất là nhiều những người hôm qua làm chương trình 850. Đừng buồn em, thì em cũng không cố ý. Nhưng mà tại vì hôm nay em quá sung rồi, em chấp nhận, em bán lỗ luôn, em chơi lớn, em tặng quà mà. Nên là các chị thông cảm. Các chị thương em. Em tặng các chị mã này. Các chị thương em tặng các chị mã này. Hôm nay dụ mình hồi nãy khách hỏi. Rồi các chị hãy yêu thương em sẽ tặng một cái mã này. Em bảo đảm mã này không đẹp, không ăn tiền. Mã này rất đẹp luôn. Đẹp lắm. Trời đất ơi. Rụng tim nha. Mã này phải chốt ngay chốt lẹ giúp em luôn nha. Cho coi mặt nha. Mẫu này là mẫu limited. Mẫu này là sẽ có 3 mắt. Con này là con Casio của Nhật luôn. Cái bản nam các chị nhìn nè. Má ơi nó đẹp lắm. Bản này nói chung bản nào càng đắt tiền là phải làm chương trình cao, không làm chương trình rẻ được. Bây giờ mấy chị một tim một like cho em đi. Em tặng các chị luôn. Một tim một like. Tương tác mạnh tay với em với chị nha. Tặng sắp tặng. Nhưng mà nói trước nè. Được cỡ 10 cái thôi. Không hơn nha. Mã này là được đúng 10 cái đó. Không, đồng hồ pin thì Phan ơi, đồng hồ pin. Mỗi cái con Casio là nó đều có mã của nó luôn nè. 2206 nè. Pin, cái này nó bọc hết. Đồng hồ chính hãng công nhận nhìn đẹp thật sự luôn. Thì hồi xưa giờ toàn bán hàng ép thôi. Nhưng mà bây giờ cầm hàng xịn là quá đẹp. Nhìn nó sắc sảo mà nhìn nó đẹp mà nhìn nó cứng cáp lắm kìa. Rất đẹp. Bản này là có 3 cái đồng hồ nhỏ bên trong. Bản này là bản limited. Nhưng mà em nói trước nha. Bản này là bây giờ không đọc hơn nha. Đọc đúng tên 10 người. Ai hơn thì được. Bản này chỉ còn được 10 cái thôi. Dạ, duy nhất 10 chị em với chị nha. Nhanh tay bình luận chuẩn bị bình luận giúp em. Bản này em tặng sợi này mới ghiền nè. Trời ơi. Hiệp Phan ơi, chuẩn bị thả tim này Hiệp Phan. Chuẩn bị chốt nhanh của em luôn nha các chị. Ai coi like, chia sẻ like nha. Bản này là hơi bị đỉnh nha Hiệp Phan ơi. Duy nhất mời chị yêu mấy chị nha. Hàng này chính hãng mấy chị nha. Chính hãng cũng nhập luôn mấy chị nha. Nên xài rất là bền mấy chị ạ. Rồi, cho Hiệp Phan chơi mã này nè. Bà Hiệp Phan bảo đảm bá ghi. Mã này nãy giờ chưa like. Mã này ấm nãy giờ. Đẹp rồi. Lắm. Ôi, xuất sắc nha mấy chị nha. Ôi, đúng con tim mấy chị ạ. Chuẩn bị lòng mấy chị ơi. Trời ơi, rồi khui ra giùm đi. Má là bà trời ơi cho tôi đi. Chuẩn bị comment mã A9 giúp em nha. Nhân viên em là nó gom cái này. Nói là nó đợi từ ngày hôm qua tới giờ. Bà nào ghi KKKK vô vậy. Xóa lên giùm chị liền. Các chị ơi nó đợi từ ngày hôm qua tới giờ. Tại vì qua giờ em chưa có like cái mã này. Mã này đẹp xuất sắc. Mã này đẹp xuất sắc. Mấy chị nhìn nè. Sáng chưa? Mấy chị nhìn nó chiếu chưa? Sáng
Phiêu chế mấy chị nha, chuẩn bị lấy mấy chị nha. Em lấy một cái đây mấy chị ạ. Ôi đẹp chưa? Rất là khéo, là sáng mấy chị nha, đẹp lắm mấy chị ạ. Cái này là nguyên sợi bi kim tiền mà cắt khía luôn. Bữa giờ không có sợi nào cắt khía mà sáng như cái sợi này. Sợi này đeo đẹp lắm, sợi này kiểu unisex, nam nữ mang được. Nhưng mà thường thường sợi này nữ mang đẹp hơn nam. Con trai, con gái mấy chị mang được. Chứ đàn ông mang sợi này thì nó hơi bị nhỏ. Nam là phải đeo dây nam. Nhớ nha, tặng bản này 10 chiếc. Lên giùm em đúng mã, mã mấy? A9 ạ. Lên giùm em mã số A9 đi các chị ơi. Lên giùm em A9 dây chuyền bi kim tiền nha mấy chị. Chuẩn bị tinh thần. Chuẩn bị bình luận nhanh nha mấy chị nha. Duy nhất 10 sợi mấy chị yêu ạ. A9 199k. Ai lấy mã A9 tặng mẫu đồng hồ nam Casio không đồng. Lên cho em mã số A9. Nhanh tay bình luận giúp em A9 mấy chị nha. 199k dây chuyền mấy chị nha. Tặng trời ơi, đẹp chưa? Trời ơi, má ơi nó đẹp. Đẹp thế chứ lại. Siêu chiến nha mấy chị nha. Nhanh tay bình luận giúp em mấy chị nha. A9 là 199 mấy chị nha. Tặng mình đồng hồ Casio nam rất là đẹp mấy chị. Ôi nha. Quá đẹp luôn. Không phải chê đi đâu nữa rồi. Đẹp quá, đẹp quá, đẹp quá, đẹp quá. Đẹp quá đẹp luôn. Rồi bà cầm lên tôi đi. Cái này thì khỏi phải chê rồi. Ok không mọi người? Đồng hồ nam được xuất sắc mấy chị nha. Rất là sắc... to mấy chị nha. Nếu mà xách tay về là phải tháo cái tem của nó. Với không có đem cái hộp được về. Mà cũng phải là đem được 1-2 chiếc thôi. Mình nói mình tặng cho người thân. Chứ còn đem về mà đem 5 chiếc, 6 chiếc là nó biết mình bán. Là nó dịnh hết. Nên em không có đi được đường gì bằng đường, bằng hai cảng. Em phải đi bằng đường xe. Đó, nên là phải nhờ gửi. Vì hàng này là bên bên Thái nó còn bắt mà, quản lý thị trường bắt mà, đâu có được bán đâu. Vì bán hàng chính hãng là phải đóng thuế cho nhà nước. Mà bên Thái sẽ có những người là người ta xách về, người ta đi hàng chui á. Nên những hàng này gọi là hàng chui nên trốn thuế. Là nó bán ra để người ta ập vô là mất luôn cái kho. Nên là các chị mà qua Thái, các chị qua bên Thái nha, các chị để ý nha, nó sẽ có một cái phòng nhỏ nữa. Ở bên trong toàn là đồ thương hiệu. Còn bên ngoài là đa số là hàng đồng hồ nội địa Thái thôi. Nên bây giờ em mới biết luôn. Rất là đẹp, nhiều cái bản đồng hồ đẹp lắm. Có những cái đồng hồ mà lên tới mấy chục ngàn bạc Thái luôn. Rất đẹp, A9 nha. Rồi đọc A9 đi nè. Dạ, A9 là 199k nha, tặng một đồng hồ với chị ạ. Để xác lên cho khách coi luôn. A9 đọc tên là chị Hồ Linh Đa 1. Dạ có đơn ạ. Ai coi like chia sẻ like. A9 tặng chị Lâm Tuyết Phương. Dạ có đơn ạ. A9 tặng chị Nguyễn Phương. Dạ có đơn ạ. Nguyễn Phương chưa? Dạ rồi ạ. A9 em tặng chị Quyền Trang. Dạ có đơn ạ. A9 tặng Hồng Nguyễn Thị Thanh. Dạ có đơn ạ. Xe like giùm em. A9 tặng Thanh Thanh Trần. Dạ có đơn ạ. A9 tặng JC. Dạ có đơn ạ. Ai coi like chia sẻ like. A9 tặng chị Mai My Nguyễn. Dạ có đơn ạ. A9 Huỳnh Xuân Thắm. Dạ có đơn ạ. A9 tặng chị Phương Tuyền Ly. Dạ có đơn ạ. Xin chúc mừng những chị nãy giờ được tặng. Em hết sạch sành xanh. Chị ơi em hết mẫu dây này rồi. Em chịu thua. Hết sạch không còn một sợi. Hết A9 nha. Chúc mừng. Đúng 10 người. Đồng hồ cũng hết luôn. Thông cảm giùm em. Chị Bích Hằng Trần nè, chị Mai Hồng nè, chị Linh Phạm nè, chị Thảo Trang nè, chị Linh Phương Na, khách mới nè. Những chị nãy giờ comment sau A9, thông cảm, hết sạch. Không còn, hết rồi. Ôi trời ơi, sao tự nhiên hết xong cái tự nhiên buồn quá vậy ta. Các chị ơi, các chị còn thích mã nào nữa không? Em tặng hôm nay, em tặng hết. Mấy chị còn thích mẫu mã nào nữa thì cái này lại comment giúp em, thì em sẽ hỗ trợ cho mấy chị ơi. Dạo này trời nóng về vạt phun sương đi em. Ok, em có đăng bài đó. Về thêm, cái y ong khoáng này uống tốt lắm. Không bị mặn, không có đường, mà nó có vị ngọt và nó có vị chanh. Cái y ong này uống rất là ngon và rất là khỏe luôn. Cái y ong này nè. Ngon lắm. Mấy chị uống nước ngọt bình thường ở Việt Nam là nó có đường. Uống cái này vừa đẹp da mà đặc biệt là khỏe luôn. Một lon như thế này mấy chục ngàn đó, của Hàn Quốc đó các chị. Ai nãy được tặng là hơi bị hên á nha. Uống cực kỳ ngon mấy chị yêu nha, rất là khỏe mấy chị yêu ạ. À. Việt Nam có bán á, siêu thị Hàn Quốc mới có bán. Việt Nam là siêu thị Hàn Quốc mới có bán, Việt Nam là siêu thị bình thường không có bán. Một lon như thế này là bán 45 ngàn, 45 ở One Market Family ở ngay, cái gì quên rồi. Landmark 81, lon này bán 47 ngàn. Một lon
các chị cứ qua One Market ở ngay cái khu đằng sau của Landmark 81. Ai Sài Gòn qua coi thử đi. Một lon như thế này 47.000. Hồi nãy em tặng các chị 10 lon là 470k. Em nói thiệt đó, chị coi đi biết liền. Rẻ nhất là mấy chục ngàn một lon. Khẳng định luôn, lên trên mạng coi đi. Có thoải mái. Nước này nước ion. Ion kiềm và có thêm enzyme trong đây tăng năng lượng. Đang mệt là một chai một lon khỏe liền luôn. Ai đang bị Covid uống vô là tăng năng lượng nha, khỏe cơ thể nha. Dạ, còn chị là đang xem live cứ để lại cho em một comment tương tác mạnh tay nha mấy chị. Em hôm bữa là em sắp về được có 5 cái đồng hồ, em còn một cái cuối cùng. Mấy bữa nữa về nhiều mẫu cho các chị coi. Hôm bữa sắp về là em được có gì? Còn mẫu nữa. Còn một mẫu nữa. Một mẫu cuối cùng luôn nha mấy chị, mẫu này cực kỳ đẹp cho mấy chị yêu luôn ạ. À. Trời ơi. Để giúp em A10 nha. Trời ơi. Nhanh tay chuẩn bị lên mấy chị yêu ơi. Còn mẫu nữa có nên chơi không mấy chị? Chuẩn bị chơi lớn mấy chị nha. Mẫu nữa chơi nữa là tới chị tim loa like mạnh lên cho em nhé. Ôi hơi bị đẹp luôn á. Hồi xin quá má. Cái mẫu này lạ ghê luôn á. Mấy chị có muốn coi không? A9 không có nha chị Gia Huy ơi. A9 không có. A9 nhiều người không có đơn lắm. A9 em chỉ được 10 cái thôi mà. Hồi nãy em nói với chị rồi. A9 em chỉ được 10 cái thôi. Bây giờ cho các chị coi bản này. Hết sạch. Không còn một cái Casio nào đâu nha. Phải mấy ngày nữa các chị mới có thêm mẫu nữa các chị coi. Mấy ngày nữa là về mấy trăm cái đồng hồ. Mà nó nhiều mã. Michael Kors được một cái. Hermès được một cái. Nhiều mẫu hàng siêu cấp đẹp lắm. Có những mẫu hàng Âu tuồng. Quát em mua được hình như 6-7 cái đẹp lắm. Về em cho các chị coi. Đẹp cực kỳ luôn. Sang cực kỳ luôn. Khách sĩ của em là hôm qua hôm kia gửi mẫu, chị chỉ bán phong thủy với lại vàng non thôi. Nhưng mà em chào chị thử, gửi hình cho chị thử mấy cái đồng hồ, chị lấy em 50 cái đồng hồ. Chưa bao giờ bán mà dám lấy 50 cái là mấy chị biết là nó đẹp nên người ta cũng lấy đại luôn á. Siêu đẹp. Mã này thì đây là mã độc và lạ vì chưa bao giờ các chị có được mã này. Cái màu của nó đẹp mà nó lạ lắm các chị nhìn cái màu của mã này nha, không đẹp không lạ em trả lại tiền. Ai thấy mã này đẹp cho xin chữ đẹp các chị ơi. Dạ chị là thấy đẹp thì cho em xin chữ đẹp luôn nha mấy chị. Ai thấy mã này đẹp cho xin chữ đẹp luôn, nhanh tay mấy người đẹp ơi. Chị yêu ơi, chị nào thấy đẹp thì cho em xin chữ đẹp với chị yêu nha, cái mẫu này là mẫu cuối cùng mấy chị yêu nha. Tại vì cái mã này là cái mã cuối line. Nên em sẽ dành tặng cái mã cuối line là một cái mã rất hot. Các chị tương tác mạnh em sẽ chơi lớn, em tặng cho các chị một cái chiếc nhẫn này. Chiếc nhẫn vàng non tuổi. Bà nhớ cái chiếc nhẫn vàng non tuổi hình cái con Long Quy đắt tiền bữa sơn trong chùa tôi đem về không? 2 triệu mấy một cái bà đem ra. Em chơi lớn mã cuối cùng, ai coi like tim like mạnh lên. Con mã cuối cùng với chị nha, tim like phấn phới giúp em với chị nha, mã này mã hết với chị bà. Trong cái tủ, trong cái hộp màu đỏ vàng bà kiếm ở đâu vậy, ở trong hộp màu đỏ bà nhanh lên bà lấy liền. Ai coi like giờ này tim like mạnh lên. Càng tim nhiều là tặng quà càng nhiều nha mọi người. À, im lặng là hết tiền nha, mà nó đẹp thiệt. Chị Vũ Trần lấy ra cái chiếc nhẫn này. Chiếc nhẫn này là chưa bán, tính đợi ngày rằm mới bán. Chiếc nhẫn này cực kỳ lộc, đã được sơn cho mọi người luôn. Chiếc nhẫn này là chiếc nhẫn hút tiền tài, hút lộc lá phong thủy, siêu đẹp luôn cho mọi người. Chiếc này chiếc là chỗ là siêu tiếc luôn ạ, à. Giá trị cực kỳ cao luôn nha. Ôi má ơi, rụng tim. Siêu đẹp nha mấy chị nha, mà cực kỳ may mắn lắm mấy chị nha, mà giá trị cực kỳ cao mấy chị ạ. Các chị ơi, em nói cái chị chiếc này không đẹp không phải là em. Chiếc này rất mắc luôn, còn mắc hơn cái nhẫn lưỡi hai, đẹp lắm. Đẹp chưa? Mấy chị nhìn nha, chiếc này nha, các chị nhìn giùm em, mấy triệu một chiếc, rất đẹp luôn. Nó có khắc cái tiệm vàng, cái tên tiệm vàng ở trong đây đó. Chiếc này nha, siêu đẹp luôn, em đem vào chùa em sơn luôn vì chiếc này là chiếc lộc. Ở bên Thái á, người ta rất là trọng thần Long Quy, Kim Quy, Long Quy. Thần rùa mang lại tiền tài, bởi vậy các chị thấy người ta hay bán những cái thần Long Quy rùa mà người ta bỏ vô ví. Cái này mang rất là hên và rất là may mắn. Chiếc này là size nhỏ nè. Có cái chiếc size bự đâu, cái hộp vàng đắt tiền của tôi đâu. Hộp vàng đắt tiền là bỏ vô hộp nhung đàng hoàng.
đẹp lắm luôn mấy chị ơi. Đây. Đẹp chưa? Vậy chứ đâu thấy đẹp luôn, tới chữ đẹp giúp em với chị nha. Chơi mai rồi là được cẩn sàng với chị nha, siêu chiếu siêu mai rồi nha. Thứ nhất tượng trưng cho sự trường thọ. Thứ hai, long quy tượng trưng cho tiền tài. Thứ ba, sống lâu trăm tuổi. Ở bên Thái là người ta quan trọng đây là phong thủy về tiền tài. Người ta hay để những cái cụ long quy vào trong bóp, trong ví. Cũng giống như các chị hay thỉnh long quy của bên Thái của em. Thì cái nguyên chiếc nhẫn này được làm từ vàng non hết. Và ở trên của nó được có một cái hình ông long quy. Xinh lắm luôn, chiếc nhẫn này cực kỳ đắt. Hôm nay ai cực kỳ xinh và cực kỳ may mắn, may nhiều lộc lá với chị nha. Lên giùm em mã. Chuẩn bị nè. Mã cuối cùng em chơi lớn nha. Em không chơi lớn mã nào nữa đâu, em mệt lắm rồi. A10 đi các chị đẹp ơi. Dạ lên giúp em A10 nha các chị. Bản Casio Nhật này, em nói các chị màu này là màu limited đẹp nhất luôn. Trời ơi, chốt từ nãy giờ cuối like. Ai coi like chia sẻ like A10 các chị ạ. 199k. Chiếc nhẫn long quy em tặng cho các chị bản đồng hồ Casio Limited không đồng dành cho mã A10, mã cuối cùng bé anh tặng. Nhanh tay vòng lộn giúp em mấy chị nha. A10 nha, nhẫn là 199k tặng đồng hồ Casio nữa mấy chị nha, cực kỳ đẹp. Bản này là quá đẹp luôn, không thể nào chê đi đâu được, quá xinh luôn các chị ơi. Trời ơi, mã hồi trốn đốn tim, đốn tim. Nhanh tay vòng lộn giúp em, nhẫn này là đem cực kỳ may mắn mấy chị yêu nha. Trời ơi, bây giờ 199k em tặng đồng hồ Casio nữa mấy chị ạ. Trời ơi, nay nay tặng quà mà muốn thở oxy luôn á, tặng quá rẻ các chị hả? Dạ, đồng hồ này không bao giờ được tặng. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cũng là lần cuối cùng. Ok, nhẫn này có rất là nhiều size, thì em như nhẫn vàng mà nó rất là nhiều size. Bây giờ chuẩn bị đọc tên nha, sợ không đủ rồi đó. Em ơi, cầm lên giùm chị. Dạ, nhanh tay bình luận giúp em. Cái màu này nè. Coi chừng rớt cái nhẫn vàng của tôi. Bà đừng có đạp. Trời ơi má ơi. Vàng mà bà tưởng như cái gì vậy á? Đây. Đợi một chút xíu. Chuẩn bị cho nhanh cho lẹ giúp em ạ. Đây các chị. Cái bản này là nó quá đẹp luôn. Tay nào mang cũng được hết. Nhẫn đeo ngón nào cũng được hết. Chị vừa ngón nào chị đeo ngón đó nha mọi người ha. Chị vừa ngón nào chị mang ngón đó. Nhẫn này là mẫu này là siêu đẹp luôn. Bản Casio. Bản Casio của Nhật. Xinh chưa? Đẹp chưa? Rồi để ra đây nha. Dạ chị nào thấy đẹp thì cho em xin chữ đẹp luôn. Tới mạnh để đây nha. Chị nha là 199k em tặng. Rồi để đây nha. Ôi trời ơi, lâu quá mới thấy chị Thơm Nguyễn. Hello chị Thơm Nguyễn, trời em thấy chị em mừng lắm, lâu quá em không gặp chị. lâu mới gặp á, kiểu giống như vui vui á, tại vì hồi xưa ngày nào cũng thấy á, lâu quá rồi mới thấy chị Thơm luôn ấy. Đeo đồng hồ voi cái gì vô nghĩa thử đi bé, tại biết sao không, nó có cái siêu. Giờ bà tháo ra đi rồi tôi đeo vô cho nè. Tại vì lười mở cái siêu ra, người ta phải để nguyên cái siêu đi để người ta nhận nó còn siêu chứ trời. Đây, nó còn để mắt luôn, về tay nhỏ tay lớn tự cắt theo mắt. Thủ đẹp lắm chị ơi. Nhẫn có size nhỏ, nhẫn đủ size chị, lớn nhỏ gì cũng có nha các chị ha. Không đeo ngón giữa được thì đeo ngón cái, nói chung là đeo ngón nào cũng được, tùy ý các chị. Em nói các chị nghe, tại vì nhẫn các chị có nhiều mẫu rồi. Ví dụ như cái nhẫn này nè, các chị không đeo, các chị bỏ cái nhẫn này vào ví tiền. Tại vì long quy là tốt lắm, long quy là lộc lắm, long quy là tiền tài đó. Để cái này trong ví cho nó hơn. Rất là hơn. Ở Casio là có pin hết chứ. Casio là có pin chứ chị Yên Hoàng. Casio là có pin. Casio là có pin. Tại vì sao? Casio là đi bằng đường xe á, từ bên Thái gửi về mà. Còn nếu như mà chị mà muốn hàng Hàn Quốc thì nó mới không có pin thôi. Hàng Hàn Quốc là phải đi đường bay, là bắt buộc là số lượng là phải tháo hết pin ra. Các chị nha. Các chị đeo đồng hồ cũng là một trong những vật phẩm phong thủy. Các chị mang cho nó bền, với là các chị mang cho nó, ý là các chị mang hàng xịn thì nó nhìn nó sẽ đẹp hơn. Các chị thấy cái đồng hồ mà các chị nhìn nè, về cái độ sáng và cái độ xăng và độ của nó, chất lượng của nó rất đẹp luôn. Đẹp ghê luôn á. Đẹp nhờ. Dạ, siêu đẹp nha mấy chị nha. Mẫu này ai mang cũng được hết. Nói chung là bản vuông là dễ mang lắm chị. Lâu quá mới gặp chị Thơm đó nha. Ai các chị mang về, các chị mang như thế nào các chị cắt mắt đi. Vì có người tay to tay nhỏ, có người mập ốm. Bây giờ mình ốm thì mình mang nó vừa. Có những người mập thì nhiều khi nó rộng, nó chật hay như thế nào thì các chị giữ lại cái mắt. Để nhiều khi mình mập ốm hoặc là mình cho ai thì mình vẫn vừa nha. Còn các chị, em cố tình em đi bằng đường gọi là đường gì quên rồi, đường xe á, để em giữ được cái tác này. Vì cái tác này là cái tác siêu của nó, tác hãng của nó. Bỏ cái tác này ra thì nó không còn ý nghĩa gì nữa rồi, đúng không?
Máy này là máy Nhật, bền lắm các chị. Casio các chị mang rất là bền. Những dòng này các chị vô nước là vô tư luôn. Nhưng mà hạn chế là đừng có đi bơi giùm em nha. Đi bơi là nó ngủm luôn nha các chị. Rồi A10 nha. Rồi A10, với anh bắt đầu đọc tên nè. Chị nào có like chia sẻ like nè. Đọc từ dưới lên trên nha. Ai ai comment trước có trước. A10 chị Lâm Tuyết Phương. Dạ có đơn ạ. A10 với anh tặng chị Gia Huy. Dạ có đơn ạ. A10 với anh tặng chị Nguyễn Phương. Dạ có đơn ạ. A10 em tặng chị Hạnh Phát. Dạ có đơn ạ. A10 em tặng chị Thanh Thanh Trần. Dạ có đơn ạ. A10 tặng chị Vũ Trần. Dạ có đơn ạ. A10 chị Tuyền Lưu. Dạ có đơn ạ. A10 tặng chị Quyên Hoàng. Dạ có đơn ạ. A10 tặng chị Thu Đoàn. Dạ có đơn ạ. A10 em tặng chị Hạnh Phát. Dạ có đơn ạ. A10 cho Hồng Nguyễn Thị Thanh. Dạ có đơn ạ. Ai coi like. A10 cho Trúc Lương. Dạ có đơn ạ. A10 cho chị Thảo Vy. Dạ có đơn ạ. A10 cho chị Bích Hằng Trần. Dạ có đơn ạ. A10 cho Huỳnh Xuân Thắm. Dạ có đơn ạ. Sang Trương Thị chị đọc chưa em? Dạ chưa ạ. Sang Trương Thị A10. Dạ có đơn ạ. Chị Thơm Nguyễn được tặng A10. Dạ có đơn ạ. Rồi em còn 3 chiếc cuối cùng em tặng cho ai? Đọc tên Huyền Heo A10. Dạ có đơn ạ. Chị Nguyễn Quỳnh Giang được A10. Nguyễn, dạ có đơn ạ. Nguyễn Quỳnh Giao được A10 và chị Thương Diện. Dạ có đơn ạ. Hết sạch. Dạ em hết rồi nha mấy chị. Hết sạch. Thương Diện, Minh Ngọc, Hoa Võ, Huỳnh Nhi, cô mẹ may mắn quá quá trời. Hết sạch. Không còn một ai. 5 năm trước mình mua bên Hải Triều Casio là 2 triệu mấy á. Chị Minh Ngọc, 2 triệu mấy tùy bảng. Như những mấy cái bảng mà màu vàng gold như thế này nè là sẽ đắt nữa. Như bảng gold này đắt nữa nè. Cái gold này nó không phải gold vàng. Chị thấy gold nó là gold hồng. Hồng gold mà hơi nâu nâu đất. Bảng này em thấy lạ. Đẹp lắm. Bảng này Việt Nam chưa có đâu. Tại vì Casio á, bảng Casio á, công ty chính của nó, công ty mẹ là của Nhật. Công ty thứ hai là của Thái. Nên đó là lý do tại sao mà bọn Thái á, nó lại chuyên có Casio nhiều hơn. Là các chị hiểu rồi, Việt Nam mình thì các chị thấy Casio không có hàng. Một là mua chính hãng, hai là mua hàng giả thôi. Còn khi mà các chị mua Casio của Thái á, là nó bản của nó là bản Âu á, bản chính hãng nhưng mà nó Âu tuồn, hàng chống thuế á. Nên là nó rất rất là nhiều mã, đẹp lắm. Mà có mã rất là xấu, em nói thật. Em gom những mã đẹp nhưng mà đa số những mã đẹp của nó là rất là đắt luôn, siêu đắt luôn. Em khẳng định luôn, những người qua Thái người ta cũng không biết mối này để người ta lấy đâu. Tại vì rất là khó luôn. Hôm đó em nói thiệt các chị là rất là có duyên. Em mua một mớ đồng hồ hàng nội địa Thái về em tính bán. Thì vô tình em mua xong thì nó mới chào cho em. Nó nói là em có muốn mua hàng này hay không? Như thế này, như thế này, như thế này. Thì em nói là ok cho tao coi thử. Thì nó mới mở cái cửa kho ra. Trời ơi, một phòng quá trời luôn các chị, rất nhiều mã và có rất là nhiều người đang soạn luôn đó các chị. Thì vô đó có nhiều cái em nhặt được, mấy cái Michael Kors đẹp lắm mà có một cái à. A10 này là chịu thua luôn, chết luôn, chịu thua. A10 này bây giờ là giờ hên xui đi nha, nợ đơn đi nha. A10 từ chị Thương Diễm trở đi, nếu như mà còn thì ngày mai phải nhờ anh bên Thái ảnh đi coi giùm có còn mã này không, vì mấy mã đẹp này là đa số là em gom rồi. Nếu còn thì em sẽ ship mai thì cứ cho lên đơn đi ha. Nếu còn thì sẽ ship, ý là cái mã này thì tách ra đi, mã này ai từ chị Minh Ngọc trở đi thì tách ra đi. Nếu như mà có thì sau này về em chốt đơn cho mọi người, có hàng thì em sẽ ship cho mọi người, thì em canh coi các chị có đơn thì em gửi chung cho đỡ tiền ship của mọi người nha. Ok chưa? Nói chung là cũng hỗ trợ các chị hết mình. Đó, A10 nha, chốt dư nha, chốt dư cho chị Thương Diễm đi. Ủa Thương Diễm nãy được đọc tên chưa? Được. Vậy là từ chị Minh Ngọc hả? Hay sao? Từ chị Minh Ngọc. Ừ, vậy là Minh Ngọc nha. Vậy là chốt dư cho Minh Ngọc nè. Chốt dư Hoa Võ, chốt dư Huỳnh Nhi, chúc dư cô Mèo May Mắn và chúc dư Phương Tuyền Ly nha. Chị Nguyệt Trần, hello bé anh, đồng hồ thông minh về chưa bé? Ủa về rồi mà. À đợt sau là màu bạc với lại màu hồng gold đúng không? Màu bạc và màu hồng gold đang trên đường về, đợi em. Đợt trước là trả về hết rồi, đợt sau là mới tặng đây. Đợt sau là có hai màu hồng gold và màu bạc. Đang trên đường về, đợi em chị Nguyệt Trần ơi.
đợi bé đẹp rồi cất giùm cái đi, tiền không nữa nha má, mà cất cẩn thận nha. Nhân viên nhà em dặn để một đằng là nó quăng một nẻo không à, có nhớ gì hết á. Bà để đúng mãi giùm tôi. Rồi bây giờ em qua. Rồi em qua tiếp cho mấy chị yêu lên nha. Hôm nay ai xứng đáng coi like là 10 điểm thì tặng quá trời. Tặng quá trời hồi mấy chị yêu bà, tặng siêu lỗi mấy chị nha. Tặng quá trời quá đất luôn rồi, tặng không thể nào trên chữ tặng nữa rồi, tặng quá trời tặng rồi. Giờ này ai đang còn coi like thả tim cứ đi tặng tiếp. Dạ chị đâu còn coi like. Không, không tặng đồng hồ nha, hết đồng hồ tặng rồi. Hết đồng hồ tặng rồi. Hay là làm cái hot cuối cùng đi cho mấy chị đi ngủ đi nha. Dạ mấy chị yêu hết không chị, mấy chị hết thì lên tiểu hết. Thôi làm nha. Cái hot hot cuối cùng cho mấy chị đi ngủ cho ngon đi nha. Từ từ để kiếm. Từ từ để kiếm đã. Chị nào thích thì tương tác mạnh tay giúp em mấy chị qua lại danh là chơi shop chơi lâu mấy chị ạ. Trời ơi. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi. Ủa đẹp vậy má. Trời má này mắc nha. Má này mắc nha. Chơi hot cái nửa đêm cho mấy chị ngủ cho ngon nha. Tại em khoa tiếp A11 cho mấy chị yêu luôn nha. Trời ơi mắc quá à. Không được rồi. Wow. Sao? Mấy cái mã này mã siêu hot mấy chị yêu nha. Chuẩn bị mấy chị yêu. Sao mã nào nha. Sao mã nào cũng đắt vậy trời. Wow. Mã này hơi bị nặng tay luôn mấy chị. Thôi chị. Thôi để bán chị. Nặng lắm. Nặng. Cầm bị nặng tay rồi đó. Vàng nhiều lắm. Thôi. Dần sao? Em mà tặng chiếc này là em biết là chuẩn bị là 500 người xem luôn á chị yêu ạ. À. Là lên view liền luôn. Chị Tuyền lâu chị đợi nãy giờ. Chị yêu ơi, chị còn coi la không chị yêu, chấm cho em một cái chấm với chị yêu ạ. À. Bây giờ có nên bùng nổ không ạ? À? Bùng nổ không ạ? À? Ai cho 10 quả tim đi, mới có 2 quả tim mới thấy có Yên Hoàng với Nguyệt Trần à. Còn ai thả tim nữa không? Dạ con. Thả tim đi lên cho coi. Chơi lớn chơi xong mấy chị nha, hả tim mạnh tay giúp em mấy chị nha, mã này mã hot mấy chị nha, rất là nặng tay luôn mấy chị yêu ạ. À. Cái mã này cầm thì chỉ có muốn quẹo tay thôi. 4 triệu, gần 4 triệu, 3 triệu 6 một chiếc. Nghe là biết cái gì rồi đó, nghe là biết cái gì rồi đó. Gần 3 triệu 6 một chiếc. Giá cực kỳ cao mấy chị nha, chị Tiền luôn ơi, còn coi like không chị yêu, chấm cho em một chấm mấy chị yêu ạ. À. Nãy giờ bao nhiêu con tim đang đợi. Rất là nhiều người nãy giờ đang hồi hộp, đang đợi cái này. Có ai nhớ cái lắc kim tiền to này không? Không có làm chương trình. Lắc này để bán. Bà đợi nãy giờ. Trời ơi đau ví, hơi đau lòng lắm. Đau lòng lắm. Chuẩn bị nha mấy chị. Cái này là tiền nào của đó. Không thể nào tặng được, nói thẳng luôn. Nên ai hơn thì được. Chơi một mã một... Chơi một mã ai nghe gọi trả lời. Một mã duy nhất mấy chị nha. Chuẩn bị bình luận giúp em tương tác mạnh tay mấy chị nha. Rồi để em kiếm mã nào hot hot em tặng mấy chị. Ở lại coi like xe like nha. Tặng mấy chị ở lại xem like tương tác mạnh tay giúp em. Để lại cho em xin 1.1 đi một xe. Để chị và em biết mình đang xem like luôn nha. Mấy chị để em qua tiếp mã A11 luôn ạ. Em mà nói mấy chị em mà chơi mã này thì các chị ơi khỏi thở. Đau ví quá gì. Các chị ơi, thôi mã này mã cuối cùng để tri ân cho mấy chị đi ngủ ngon. Em tặng cái bả RGG một cái đồng hồ Hàn Quốc hơn 20 triệu đồng. Được không ạ? Mã này là 20 triệu đồng mấy chị nha. Mã này rất là đẹp đó mấy chị ạ. Từ kim cho tới mặt nguyên một dây đều mạ vàng thật hết, vàng hồng. Cái mã này có ai coi like chia sẻ like. Mã này em nói mấy chị, nếu như không đẹp chặt đầu em chịu, bao nhiêu em cũng chịu. Mã này là đắt siêu tiền. Đẹp mấy chị nha, full vàng ngon lắm mấy chị nha. Nên ai còn coi like giờ này thì chỉ được hưởng xoái thôi. Vì chiếc này em được có mấy chiếc thôi. Các chị nghe rõ nha. Lên cho bé anh mã A11 ạ. A11. Ai lấy mã A11 cho nhìn lại cái đồng hồ lần cuối cùng. Mãi là xuất sắc rồi mấy chị yêu ơi. Ôi ôi đẹp lắm chị Hồng Nguyễn Thị Thanh. Chiếc này gần 20 triệu đó chị ơi. Giá rất là cao mấy chị yêu. Gần 20 triệu đồng cho chiếc đồng hồ bé anh đang cầm.
Hàng LL. Các chị ơi, em chưa lên giá đơn comment nha. Các chị nghe rõ giùm em nha. Wow, siêu hot, siêu 70 triệu nha. Đeo chọn đời không bị phai. Ai coi like, chia sẻ like ghi giùm em A mấy? A12 em chịu nha. Cái này không phải Casio. Cái này không phải là Casio. Mã này là LLOD, đồng hồ hiệu của Hàn Quốc. Đồng hồ trang sức đó các chị. Mẫu này đẹp lắm chị Hồng Nguyễn Thị Thanh. Em nói chị phải săn chiếc này, bao đẹp luôn. Chiếc này giấu mà. Bay to đây, chiếc này để dành qua lễ mới bán mà. Giấu mà chơi luôn chiếc này. Em nói trước sợi này 3,6 triệu em không bán rẻ được. Ai hơn thì chốt được, ghi giùm em mã máy. A12 ạ. A mấy? A12 ạ. A11 các chị comment nhiều quá em bỏ mã. Em chưa lên giá các chị đừng comment, em không nhận đơn. Ai lấy ghi giùm em A12. Lắc kim tiền 3,600,000 kim tiền vàng non nha mấy chị. A12 299,000. Ai lấy A12 em tặng cho các chị một cái đồng hồ hiệu của Hàn Quốc đang cầm trên tay không đồng dành cho A12. Nhanh tay bình luận giúp em với chị nha. A12 lắp kim tiền với chị nha. Ai coi like chia sẻ like. Mã này chị nào không chốt được em nói thiệt các chị siêu tiếc luôn. Ai coi like chia sẻ like. A mấy? A12 với chị yêu nha. Đẹp. 299,000 em tặng. Đồng hồ có sẵn. Đồng hồ là có sẵn không nợ đâu. Ship là ship nguyên combo này cho các chị nhận luôn. Tất cả đều có sẵn. Cái nào mà em nói nợ đơn là em nợ đơn, Casio là nợ đơn. Còn cái nào có sẵn là có sẵn hết. Ok chưa, các chị nghe rõ nha. A mấy? A12 chị nha, 299,000 tặng một đồng hồ với chị yêu nha. Cái này là giá cực kỳ cao đó. Các chị ơi chuẩn bị đau tim. Quá đẹp rồi mấy chị. Không thể nào mà tặng rẻ hơn được nữa. Ê bữa nào tôi like, tôi kiếm thêm ông nào đằng sau lưng á, giống như nhỏ Trung Quốc á má. Nó like mà nó vậy. Nó like mà nó like sao má? Kiểu giống như là nó hay thôi anh đi đi. Thì vậy đó. Anh đừng có gì. Anh đừng có cản tôi nữa. Thôi bà nói gì đi rồi tôi trả lời. Bà nói cái đi. Bà cản tôi đi. Nhân viên nói ôi sao này chị vui thế. Em nói với mấy chị không phải đâu, sáng nay trộm vía thiệt sậu luôn. Mới bán được thêm một ít lọc. Nên là cũng gọi là rủng rỉnh tâm trạng. Hôm nào tâm trạng em vui là em bán được. Mà hôm nào mà em bị chết, em áp lực nhiều là không bao giờ em like được. Em để ý mấy lần rồi. Thôi kệ đi, ông trời ngày nào cũng thương con đi vậy cũng được. Để hôm nay con tặng khách con mạnh mạnh. Chưa bao giờ lịch sử lần đầu tiên mà tặng rẻ như thế này luôn á mọi người. A mấy? A12 chị nha, 299,000 tặng đồng hồ với chị yêu nha. Rồi bây giờ đọc tên nha, cầm luôn, đọc tên. Ai coi like chia sẻ like, gọi đọc tên nha. Từ nha, đọc tên nha. Ai coi like nghe rõ nha. Là được tặng nha, bao nhiêu tiền á. Nói lại khách nghe. Cầm giùm mi cho khách coi đi. Đẹp lắm chị Hồng Nguyễn Thị Thanh ạ. À. Mẫu này siêu đẹp chị Hồng Nguyễn Thị Thanh ạ. À. A12 em tặng nha, các chị nghe rõ nha. Bây giờ em bắt đầu em đọc tên. A12 chị yêu may mắn là chị Nguyễn Phương. Dạ có đơn ạ. A12 Phương Tuyền Ly. Dạ có đơn ạ. A12 tặng chị Nguyên Hoàng. Dạ có đơn ạ. A12 chị Huỳnh Xuân Thám. Dạ có đơn ạ. A12 chị Hồng Nguyễn Thị Thanh. Dạ có đơn ạ. 2A12 cho chị Lâm Tuyết Phương. Dạ có đơn ạ. Ai coi like chia sẻ like. A12 cho chị Gia Huy. Dạ có đơn ạ. A12 là chị Bích Hằng Trần Hai Sợi. Dạ có đơn ạ. A12 em tặng cho chị JC. Dạ có đơn ạ. A12 chị Hạnh Pháp. Dạ có đơn ạ. A12 chị Sang Trương Hợi là người may mắn. Dạ có đơn ạ. A12 chị Tuyền Lưu là người may mắn. Dạ có đơn ạ. A12 tặng chị Thanh Thanh Tròn. Dạ có đơn ạ. A12 em anh tặng cho chị Thơm Nguyễn. Dạ có đơn ạ. Các chị ơi em còn được 2 cái lắc cuối cùng. Dạ hai cái lắc cuối cùng mấy chị nhanh em thôi, hết luôn. Có chị nào mua về tặng cho người thân thì lấy nha, hết sạch nha. Cái này là đứt mã rồi nha. Em qua bên Thái có bao nhiêu là em gom hết mã này. Đắt lắm luôn mà em gom mã này luôn là mấy chị biết là nó đẹp cỡ nào. Nhận hàng về cầm trên tay là siêu nặng nha mấy chị yêu nha. Hôm đó là nó chỉ có được mười mấy chiếc thôi nên là em gom hết. Mấy chị coi đẹp không? Đẹp mê ly luôn nha. Dạ cực kỳ đẹp mấy chị nha, đeo lên tay cực kỳ sáng lắm mấy chị nha, rất là nặng mấy chị nha. Ê hình như bà Hiệp Phan bà đi ngủ rồi đó. Chứ cái này là gu của bà đó. Hồi xưa là mua một cái dây bạc không nha là đã 600. Tại vì tiền này tiền công cao lắm mấy chị, mà chị thấy dây dày không, rất là nặng. Tiền công rất là cao, mẫu này với anh bán 3,6 triệu. Đẹp không? Đẹp chưa? A mấy? A12 chị nha, 299.
cơ hội cho hai chị cuối cùng. Hết luôn nha. Dạ. Cô... A12 chị cô mèo may mắn. Dạ có đơn là còn một chị yêu nữa mình đổi giúp em chị nha. Dạ yeah, một người cuối cùng. Lên giúp em A12 299k mình sẽ được tặng một đồng hồ luôn nha mấy chị. Ai coi lại chị sẽ like giùm em. Đợi chút xíu nha. Sợi ngắn không bé xinh đẹp? Không. Sợi này nó làm chuẩn. Tuyền Lưu có chưa em? Tuyền Lưu có rồi người đẹp ơi. Tuyền Lưu ơi có rồi. Tuyền Lưu ơi có rồi nha chị Tuyền Lưu ơi. Rồi để em qua. Tính lấy gì nữa quên mất cha đó rồi ta. Cái gì má? Đồng hồ đây nè Hương. Bỏ qua giùm chị. Còn một sợi A12 nữa em hết. Dạ còn một sợi duy nhất chị nha, nên lên tay và lộn giúp em A12 lắc kim từ là 299 em tặng đồng hồ với chị nha. Đồng còn một sợi A12 nữa em hết không mà em phải không phải em nói gì nha. Nhưng mà em nói thiệt cái chị. Hôm bữa em kiểu giống như mình qua Thái là mình phải tin. Giống như hôm bữa em thỉnh mặc Phật tư diện bên Thái rất là nhiều nhưng mà em ít khi em đeo. Thật sự em ít khi em đeo lắm, em đeo mặt ốc nhiều. Cái như trộm vía tự nhiên hôm bữa em thỉnh cái mặt này ở bên Thái. Em thỉnh trong chùa vàng trộm vía cái tự nhiên thỉnh cái mặt này xong cái em nói thề với các chị luôn trộm vía thỉnh cái mặt này xong nha kiểu như cảm thấy cái người mình nó vui vẻ kiểu nó phấn khởi luôn á tự nhiên nó lạ lắm đeo lên liền mấy em này đeo trộm vía giống như là có lọc á em nói cái mặt này rất là hên mặt đợt này hên lắm nên ai mà hôm qua hôm kia hình như được mấy người được gieo duyên á các chị về các chị đeo thử đi về đeo liền kiểu giống như em đeo mà em thấy rất là hên dây lắc này mấy xăng vậy em dây lắc này nhiêu xăng nhỉ nói chung là em mang mà em còn gọng tí là chị vừa đó dễ lắm cái lắc này còn thâu lại được mà ai tay nhỏ làm lại được nói chung dễ lắm nhưng mà thường thường lắc á người ta mang kiểu ai thích thì mang ôm còn không thì mình mang tuột cho nó đẹp thường thường lắc bi mà mang vậy nó dễ thương hơn mẫu này lắc kim tiền này là người nào 75kg còn mang vừa mà dễ mang lắm size của nó rất là dễ mang chứ nó có thêm một cái trái tim nữa dễ thương lắm nó có cái trái tim nó cưng lắm còn ai coi like không mấy chị còn ai coi like không? Dạ còn chị nào coi like thì để lại một chấm giúp em mấy chị yêu nha. Mấy chị sợ nó chữ còn lắm thì còn là mấy chị hết tiền. Còn là mấy chị bị đau ví. Còn ai coi like không? Còn cho xin chữ còn cái. Dạ chị nào còn coi like thì cho em xin chữ còn với chị yêu nha. Đừng tép mạnh tay vào like giúp em mấy chị nha. Trời ơi còn không? Còn cho xin chữ còn cái. Thôi. Cái này là để dành nè. Đẹp nha. Cái này còn nặng dưới nữa mấy chị yêu ơi. Không, cái này tôi chưa bán. Cái này mắc tiền, tôi để dành. Em còn giấu nhiều đồ á. Mấy chị phải coi từ từ, em mới phe cho mấy chị coi. Đợt này về là đàn hàng hết không mấy chị yêu ạ. Em giấu rồi, em còn gọi lại sao ta? Đang nhiều. Đang mã đẹp không ạ? À? Nhiều mã lắm. Hôm nay em anh vui sung quá, like overnight luôn nè. Ủa mấy giờ rồi? Gần 12 giờ. Ôi trời ơi, gần 12 giờ rồi hả? Các chị ơi, các chị có muốn sung tiếp không? Cạn bí thật, hôm nay mới có lúa nè. Không, mà không phải. Mấy chị cứ để ý đi, mấy chị có lúa hay không? Các chị có lúa hay không, có lúa không quan trọng. Nhưng quan trọng cái người livestream mà vui là các chị sẽ cảm thấy các chị khác liền. Như cái hôm nào mà em like mà em buồn hoặc em mệt mỏi, tự nhiên các chị cũng không muốn coi like. Các chị có cảm thấy điều đó không? Giống như mình là một cái người mà đem lại cái năng lượng cho người ta ấy. Cái hôm nào mà em vui vẻ hoặc là như thế nào nha là khách em người ta cũng vui theo em. Mà cái hôm nào mà em bực mình, em mệt mỏi trong người, cái tự nhiên cái chị coi like em ấy chị cũng không có hào hứng. Đúng không mọi người? Thật sự. Trời em đang nôn đợi Hiền Thái về. Em nói thiệt với các chị á, tại vì em rất là nôn là tại vì sao? Em có gieo duyên. Em thỉnh trực tiếp trong chùa luôn một cái bức tranh mặt Phật bằng vàng. Cái bức đó em từng thấy ở Việt Nam bán nhưng đợt đó rất là cao, một bức
mua về, em nói thiệt cái chị luôn á, người Việt Nam mình nói thiệt nha, bán kinh khủng. Ở trên đường ở quận 5, em có đi ngang qua một cái tiệm đó chuyên bán những cái đồ bức tranh Phật. Em thấy đúng cái bức đó luôn, mà hôm đó em đi qua bên Thái, em kiếm được đúng y chang bức đó luôn. Các chị biết Việt Nam bán bao nhiêu? 12 triệu một bức. Ghê không? Em có được mấy bức thôi, tại vì đồ Phật là em phải đóng riêng thùng, em không có đóng chung như cái gì hết. Em rất là tâm linh luôn, đồ mà đã sơn rồi, thầy sơn hoặc như thế nào Phật Pháp em không để, em để riêng hết. Có được mấy bức đẹp lắm, em đợi em về đó em cho các chị coi. Mấy chị mà treo trong nhà hoặc mấy chị để nha, đẹp kinh khủng luôn. Em bảo đảm mấy chị nhìn là mấy chị không ghiền, là em nói thiệt không ghiền thì thôi luôn á. Rất là đẹp nha, đẹp lắm. Các chị đợi đi, phải mấy ngày nữa. Giờ này các chị mệt rồi đúng không? Hay là mình làm thêm cú chót 15 phút nữa cho tới 23, cho tới 12 giờ đêm luôn. Mình ăn lễ gì? Lễ Bác Hùng luôn hả? Mình ăn lễ luôn hả? Các chị còn coi like nổi đúng không? Like nổi, nổi nữa thì like, còn không thôi. Ai coi like chia sẻ like nha. Dạ mấy chị muốn gì mới anh lên hàng hết cuối like mấy chị. Nếu mà muốn thì anh chị muốn giúp em mấy chị nha. Em chả biết nè. Các chị còn coi nổi thì em like nổi. Giờ em cũng chả biết nữa. Đẹp lắm, cái bức tranh đó đẹp lắm. Ở Việt Nam mình bán 12 triệu một bức. Các chị về ha, các chị treo lên. Ai có phòng thờ để ở trong nhà các chị để, không cần phải phòng thờ, thật sự Phật mình treo trong nhà cũng được vậy, bình thường. Đúng không? Nhà các chị thích treo đâu các chị treo. Nhưng cái bức đó rất đẹp. Nó chỉ cỡ như thế này thôi, nhưng mà nó rất là đẹp luôn, nhìn mặt Phật rất là duyên luôn. Mà Việt Nam mình chỗ kia bán mười mấy triệu, 12 triệu. Em thấy giờ này hình như khách cũng hơi yếu yếu rồi đó. Giờ này các chị cũng hơi xìu xìu rồi đúng không mọi người? Hỏi không trả lời là biết đi ngủ rồi đó. Vậy thôi mai like tiếp nha. Ok không? À, cái bông tai bằng vàng à, đâu rồi? Nằm trong cái bao đâu rồi? Không có đâu nha má. Nhà mà có cái gì? Nhà mà có chim vậy có sao không em? Là chim là gì? À, nhà mà có chim vậy có sao không? Là chị hỏi có con chim á hả? Chim nó bay á hả hay sao? Tự nhiên lâu lâu bà vô bà hỏi mấy câu kiểu không biết trả lời luôn. Nhà mà có chim. Có ổ chim. Cái gì? Có ổ chim. À quên. Giờ này trễ quá rồi, mắt nó mờ quên chữ ổ. Chim đậu ấy chị, nên là ổ là tốt mà. Chim gì mới được chứ trời. Má. Con chim ở trong nhà là ổ. Má thiệt tình đấy, bà Lan Phạm này mà cũng làm tôi đau đầu ghê luôn. Khuya khuya mà cứ hỏi mấy câu không biết trả lời sao luôn. Đất lành là chim đạo đó, chị cứ nghe theo phong thủy gì đi. Còn mấy con cú, mấy con đen đen vô nhà thì mới sợ, mấy con mà ghê ghê á, chim vô nhà là bình thường. Ủa cái bao à? Thôi em thấy mấy chị cũng mệt rồi đó, like được là em vẫn like rồi đó mọi người, nhưng mà em thấy mấy chị mệt rồi đó. Ngày mai mấy chị có muốn gặp em không? Ngày mai mấy chị muốn thì ngày mai em like. Hỏi câu cuối cùng, ngày mai mấy chị đẹp có muốn gặp bé đẹp không? Đâu rồi? Ngày mai mấy chị có muốn gặp em không? Mai muốn gặp em là em sẽ cố gắng. Em sẽ cố gắng. Còn ngày mai mà mấy chị không muốn thì thôi. Ngày mai mấy chị cho em xin cái comment đi. Hả? Dạ mấy chị ngày mai muốn chị mai anh like không chị? Nếu mà muốn thì chị muốn chị đi nha, để chị ăn mai sắp xếp. Đó. Mai mấy chị muốn gặp em là em lên nè. À. Quê bé đẹp ở đâu mà nói dễ thương thế? Em hả? Em đẻ ở trong đây nhưng mà quê em là ở Hải Phòng. Hải Phòng là không có lòng vòng. Bởi vậy, bà nào lên like mà cứ lòng vòng là em quạo lắm nha. Thiệt sự luôn nha.
Nói chứ em quê em là ở Hải Phòng nhưng mà em đẻ trong đây. Nhưng mà gốc gác là ở ngoài Hải Phòng của em là lớn lắm đó các chị. Tại vì bác trưởng nhà em là độc tôn, là đời thứ 8 của dòng họ Nguyễn. Bà hiểu không? Giống như Cao Bá Quát thì đời thứ 8 là cái ấy, giống như khi mà đi về quê là gọi là sao ta? Nói chung là nhà em á, trong bộ tộc dòng họ nhà Nguyễn thì nhà em là đứng trong đời thứ 8. Nên là nếu như mà có đi về quê á, là cái anh gọi là sao ta, con của bác em, xong rồi tới bố em, ba bố em là đứng thứ mấy em chả nhớ nữa. Nói chung là bác em á, là bác trai đó, là đời thứ 8 của nhà họ Nguyễn. Nên là nếu mà có đi ra Hải Phòng á, là gọi là sao ta, con trai đầu gọi là gì quên rồi, độc gọi là gì quên rồi, độc cái gì tôn tôn gì quên mất tiêu rồi ta, cháu Đức Tôn, là sẽ được cả làng khiêng kiệu luôn á mấy chị. Mà bây giờ là vẫn còn vậy nha. Ở nhà cái dòng ở ngoài đó là kiểu giống như mình về ra người ta đón mình bằng kiệu luôn á. Là kiểu giống như em cũng không hiểu sao nữa. Em thấy thời này rồi giờ còn chơi kiệu nữa. Đó. Rồi người lớn tuổi là cũng phải hỏi người trẻ tuổi. Tại vì ở cái giống chung mấy chị không ở ngoài Bắc, cái chị không hiểu đâu. Kiểu giống như làm cái gì cũng phải xin phép người nhỏ tuổi luôn á. Mấy ông mấy cụ rất là nhiều. Cái tộc ở ngoài đó dòng họ Nguyễn bây giờ là vẫn còn đang gọi là khá là nhiều người, rất là nhiều luôn. Về là người ta làm rất là lớn. Nên là em thì đủ thứ lai. Quê em thì ở ngoài Hải Phòng. Đó. Còn má em thì người Hoa. Mà ông nội em là mà ông nội là người Pháp. Không phải ông nội người Pháp, ông ngoại là người Pháp. Ông ngoại là người Pháp. Ông nội là người Hải Phòng. Bà nội là người Hà Tĩnh. Hà Tây. Mẹ em là người Hoa. Bà ngoại em là người Hoa. Ông ngoại em là người Pháp. Thế là em ra thành dòng gọi là cái dòng máu đủ thứ lai. em là không có dễ thương đâu. Em là nói chuyện với em hơi bị thô tục á. Em giống trai lắm, mấy chị nào mà nói chuyện mà yếu điệu là nói chuyện với em được đâu. Tưởng em giữ tọn không mà, nhưng mà thiệt ra em không có giữ nha. Em chỉ bị cái tính có sao nó vậy à. Nó hơi du duyên tí xíu nên mấy chị thông cảm. Lâu lâu nói chuyện khách nghe hơi khó chịu. Nhưng mà bản tính của em nó như vậy á. Nên là khách thông cảm nha. Chị Nguyễn Nhung, Minh Anh nay còn like trễ gì em? Trời ơi, hôm nay em tặng quá trời luôn. Giờ này em còn like. Nói chứ giờ em đi xuống like. Em chúc mấy chị lễ vui vẻ. Ngày mai nếu em rảnh thì ngày mai em lại like. Ha. Còn không thì đi chơi. Up một hai hôm. Nhưng mà nói chứ em thất thường lắm. Em sáng đi chơi buồn, chiều tối em lại thích em lên live. Đó, vậy đó. Thôi giờ em hẹn gặp mọi người lại livestream vào ngày mai hoặc ngày mốt không biết nữa. Mà khi nào rảnh live nhá, tới tối rảnh live nhá. Minh Anh live đủ thứ nước luôn ta. Đó, thì đó em kể đó. Ông ngoại thì người Pháp. Bà ngoại thì người Hoa. Còn bên ông nội là người Hải Phòng. Còn bà nội là người Hà Tây. Ấy đẻ ra thì lai bú lu su lai luôn, nhưng mà nói chung là người Sài Gòn đó, tại vì em đẻ tại Sài Gòn. Thôi vậy nha, đi ngủ. Cảm ơn các chị nhiều đã coi lai hôm nay. Ai được nhận quà là siêu lộc lá, chúc chị gặp nhiều, mấy chị thật gặp nhiều may mắn. Cảm ơn các chị nhiều, bye bye mọi người.